Tâm ma xích tiêu kiếm toàn thân chấn động bên dưới, Tê Thư Hàng ngươi cười thật tà ác. Tống Thư Hàng, ta tìm kiếm kỹ vào tác một lần, không tìm được Côn Vương. Sở Các Chủ ngốc mau nhỏ giọng nói. Bia đá đạo hữu, ta bên này cũng không có phản ứng. Sở dĩ, có phải hay không là mạng lưới trì hoãn, dẫn đến Côn Vương mặc dù chết rồi, nhưng tín hiệu còn không kịp thời phản hồi đến ngươi cái này. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, ngược lại là có khả năng, bất quá. Chúng ta hướng xấu nhất phương hướng để suy đoán, lo trước khỏi họa. Không gian phong tỏa đã bắt đầu giải trừ, cần ta bù một cái sao? Bạch Long tỷ tỷ nói. Nếu như không gian phong tỏa tiêu tán, cái kia giấu ở chỗ tối cầu thả lấy Côn Vương nói không chừng sẽ thừa cơ bỏ chạy, vượt không gian chạy trốn. Phiền phức Bạch Long tỷ tỷ bổ cái đi. Tống Thư Hàng cố gắng để cho mình đại não chuyển động bắt đầu. Hiện tại hắn đại não vận tốc quay còn có chút chậm, đây là quá tải hậu quả. Tạo hóa tiên tử cẩn thận từng ly từng tí đem Tống Thư Hàng hốc mắt trái nóng hổi nho ra thánh nhân chi nhãn lấy ra, lần này nàng hấp thụ giáo huấn, không có đem Tống Thư Hàng mắt thường xếp lên, mà là chuẩn bị chờ lấy Tống Thư Hàng hốc mắt giải nhiệt hoàn tất. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng kéo một cái không gian cấm cố nện xuống. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới lập tức tiếp tục túng xuống dưới. Sở Các Chủ ngốc mau hỏi, người chuẩn bị làm sao đem Côn Vương tìm ra? Hừm, trực tiếp phát Côn Vương tiền bối tin tức, để nó bản thân đi ra. Tống Thư Hàng nói, rạch ra hảo hữu liệt biểu bên trong Côn Vương, điểm mở nói chuyện riêng công năng. Côn Vương tiền bối, người coi như giấu cho dù tốt cũng không có dùng bởi vì ta có điện thoại của ngươi. Chỉ muốn ta đánh người điện thoại, tiếng chuông vang lên thời điểm, chính là người bại lộ thời điểm A. Kim Liên thế giới bên trong. Nho ra bốn vị kiếp tiên cùng một nhóm nho ra cao tầng, toàn bộ hành trình xem xong bá tống huyền thánh đao trảm Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu một màn. Khách khí giới chiến đấu kết thúc, nho ra bốn vị kiếp tiên cùng nguyên tử còn có hằng hỏa tôn giả cùng một nhóm nho ra thư viện viện trưởng từ Kim Liên thế giới bên trong đi ra, đón lấy bá tống. Chờ bá tống một đao này sự tích truyền bá ra về sau, hắn tại chư thiên vạn giới địa vị, sợ rằng sẽ được đề thăng đến cùng nho ra thánh nhân, viễn cổ thiên đình thiên đế vai sóng vai trình độ. Một đao chém giết hai tôn trường sinh giả, cái này chiến lực, đã chính thức có được trấn áp đương thời chi tư. Lại thêm hỏa tinh bên trên tôn này bá khí nghiêm nghị bá tống huyền thánh phân thân, bá tống huyền thánh tối nay, đem triệt để danh chấn chư thiên vạn giới đại lão giai tầng. Bốn vị nho ra kiếp tiên phía trước, nguyên tử nhìn như khô khan theo sau lưng, một đường hướng Tống Thư Hàng vị trí bước đi. Đúng lúc này, nguyên tử trong thân thể Côn Vương ý thức, đột nhiên nhận được một đầu tin tức. Hai Côn Vương tiền bối, người có khỏe không? Ta biết người còn rất tốt, sở dĩ, đừng lẩn trốn nữa. Đi ra, chúng ta hảo hảo tâm sự, đến từ bá Tống Huyền Thánh một đầu nói chuyện riêng. Côn Vương ý thức, không đáp lời sao, Côn Vương tiền bối. Bá Tống Huyền Thánh lễ phép nói. Côn Vương ý thức. Ta điên rồi à, ta tại sao phải trả lời ngươi? Ta yên lặng giả chết mới là chính đạo. Côn Vương tiền bối, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi xem một chút hảo hữu liệt biểu, tên của ngươi đằng sau còn sáng ngời, cũng không có bỏ mình tiêu ký. Sở dĩ, không cần lại ẩn núp, Tống Thư Hàng lại bổ sung phát cái tin. Côn Vương. Ni mã. Nếu không phải không nghiên cứu triệt để cái này tu chân nói chuyện phiếm công năng, ta đã sớm che đậy ngươi. Trong hư không, công đức xà mỹ nhân trên bàn tay, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía nho ra thành viên. Tạo hóa tiên tử ngồi quỳ chân sau lưng hắn, hai tay dâng đầu hắn miễn cho đầu của hắn rơi xuống. Tống Thư Hàng hiện tại là thật toàn thân suy yếu bất lực, nếu như không có chèo chống, toàn bộ thân thể đều sẽ mềm nhũn ngã xuống. Đợi nho ra thành viên tới gần về sau, Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn về phía Nguyên Tử. Nguyên Tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, như là người thực vật. Côn Vương tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tống Thư Hàng chằm chằm vào Nguyên Tử, đột nhiên cười nói. Nho ra bốn vị kiếp tiên sững sờ, bốn người quay người nhìn về phía Nguyên Tử. Liên tạo hóa tiên tử cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Ngươi có thể lừa gạt được bất luận kẻ nào, nhưng lại không thể gạt được con mắt của ta. Tống Thư Hàng chỉ mắt trái của chính mình dưới mặt nạ, mắt trái của hắn vành mắt còn tại phát ra xích hồng quang mang, sương mù không ngừng từ trong mắt trái toát ra.
Mặc dù Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn đã bị tạo hóa tiên tử khu xuất, nhưng nhiệt độ cao còn không tán đi. Liên tục không ngừng tuôn ra nước mắt, trong nháy mắt bị khí hóa, trở thành sương mù từ mặt nạ trong lỗ thủng gạt ra. Chấn nhiếp cảm giác bạo tạc. Đối diện, Uyên Tử vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Bốn vị Nho Gia kiếp tiên đồng thời duỗi tay, theo trên người Uyên Tử, thi triển thần thông kiểm trắc Uyên Tử trạng thái. Nhưng một lát sau, Tử Ôn, Tử Nhan, Tử Trì, Tử Ngọc bốn vị kiếp tiên, mày nhăn lại. Bọn hắn cũng không có từ trên thân Uyên Tử kiểm trắc ra cái gì dị thường. Bốn vị Nho Gia kiếp tiên quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Không cần lo lắng, Côn Vương tiền bối không chịu đi ra, tại dữ liệu của ta bên trong. Tống Thư Hàng tay trái nhẹ nhàng tại trên đầu gối của mình sao động, nói, sở dĩ, ta vừa rồi để Long Lạc nữ sĩ thay ta nghiên cứu một cái tiếng chuông công năng. Đây chỉ là cái tiểu công năng, plugin đơn giản, tức cắm tức dùng. Côn Vương tiền bối, tiếp điện thoại của ta đợt đi. Đốt cấn sau tiểu tùng thử nhắc nhở, tu chân nói chuyện phiếm tăng thêm chức năng mới, VIP sống động tiếng chuông plugin thượng tuyến. Chúc mừng cao cấp nhân viên quản lý A Bạch, Hồ Bằng Cầu Hữu Thiên Đế, xốp giòn hung, vẽ rơi chán sở các chủ, Bồ Đào Tím Côn Vương thu hoạch được nội trắc tư cách. Côn Vương ý thức, phiên bản đổi mới có nhanh như vậy sao? Một bài tạo tiền bối thất sát ca, hiến cho Côn Vương tiền bối. Tống Thư Hàng mỉm cười, mở ra Côn Vương nói chuyện riêng, sau đó cho hắn phát một cái giọng nói video nói chuyện phiếm tuyển hạng. Thông qua cái này nội trắc công năng, Côn Vương trên thân sẽ vang lên sống động tạo hóa pháp phương tiếng ca. Kể từ đó, vô luận hắn cầu thả ở nơi nào, đều đưa bại lộ không thể nghi ngờ. Sát 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 bất trung người. Sát sát sát, bất hiếu người. Sát sát sát, táo bạo chói tai điên cuồng âm nhạc vang lên. Bất quá, cái này âm nhạc cũng không phải là từ trên thân Uyên Tử phát ra, mà là tại Nho Gia phòng ngự kết giới biên giới vang rền mà lên. Nơi đó đã là không gian giam cầm biên giới. Côn Vương tiền bối xin dừng bước, Tống Thư Hàng cười ha ha nói, mặc dù hắn hiện tại suy yếu vô cùng, nhưng hắn trên người vật trang sức không hư nhược a. Hoa! Tống Thư Hàng vừa dứt lời, từ Nho Gia kết giới biên giới chỗ, đột nhiên có đại lượng bảo vật phun ra. Vô số chân bảo quang mang, diệu hoa Tống Thư Hàng con mắt. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, Tống Thư Hàng từ đó thấy được làm hắn để ý chi vật. Minh Bạch, Bạch Long tỉ tỉ từ trên cổ hắn vọt lên, hướng về thiên đình mảnh vỡ bay đi. Cùng một thời gian, Uyên Tử cũng động. Hắn tùy tiện tránh thoát bốn vị kiếp tiên, chạy vội hướng đám kia chân bảo vị trí. Côn Vương tại khẩn yếu quan đầu, gãy đuôi cầu sinh, tán tài bảo mệnh. Tán tài bảo mệnh, chính là độn pháp bên trong cực kỳ cao thâm một loại. Chỉ muốn song phương giao chiến không tồn tại huyết hải thâm cừu, không phải không thể hóa giải đại ân oán. Như vậy tại thời khắc mấu chốt tán tài bảo mệnh, thường thường có thể thu đến không tệ hiệu quả. Đại lượng chân quý dị bảo phun ra đi, mà lại phần lớn là liền trường sinh giả cũng sẽ động tâm chân bảo, tuyệt đối có thể tạo được trì hoãn địch nhân tác dụng. Coi như lại không tế, cũng có thể chuyển di sức chú ý của đối phương mấy cái sát na. Mà mấy cái sát na thời gian, đủ để cho Côn Vương đào thoát tìm đường sống. Dù sao, hắn chính là côn bằng chi thân. Nắm giữ lấy chư thiên vạn giới cường đại nhất độn thuật. Khi nó hóa côn vi bằng lúc, vật lý bỏ chạy năng lực tại chư thiên vạn giới đều đứng hàng đầu. Chỉ cần kéo ra một khoảng cách, rời đi không gian phong tỏa phạm vi, trường sinh giả nhóm liền có thể muốn làm gì thì làm thông qua không gian thủ đoạn thoát ly chiến trường, ẩn tàng đến chư thiên vạn giới bên trong, như cá nhập đại hải, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Côn Vương tán tài thủ đoạn, là phi thường bình thường lựa chọn. Đặc biệt là đối Tống Thư Hàng loại này vĩnh viễn bồi hồi tại nghèo khó biên giới tồn tại tới nói, cái kia vô số chân bảo đơn giản diệu hoa ánh mắt của hắn. Mà tại đầy trời dị bảo bên trong, có một cái trắng noãn tiểu đàn nhẹ nhàng nhảy động. Hắn tại chân bảo dưới sự che chở, thành công chui ra Nho Gia phòng ngự kết giới phạm vi. Đây chính là Côn Vương hiện tại bản thể tại đối mặt bá Tống cái kia không cách nào địch nổi một đao lúc, Côn Vương quả quyết lựa chọn chết trước một lần. Mặc cho nhục thân của mình bị đao mang phá hủy. Đồng thời, hắn âm thầm mượn nhờ một kiện chân quý dị bảo, tại chết đi cũ thân bên trong sinh ra một cái mới thân thể, đạt tới trùng sinh hiệu quả. Chỉ là không nghĩ tới, bá Tống Hào thao tác như vậy tao, vẫn là đưa nó ẩn tàng mới bản thể cho lật ra đi ra. Hôm nay tạm thời vứt bỏ tài cầu sinh,
ngày nào đó nếu có cơ hội, chờ ta khôi phục trạng thái, nhất định phải đem cái này chàng tử tìm trở về. Côn Vương nội tâm ám đạo. Thua không đáng sợ, nhưng Côn không thể mất đi chí khí. Nhục thân có thể túng, nhưng thái độ tuyệt đối không thể túng. Sau lưng, Bạch Long tỷ tỷ thân hình cuốn lên, đem cái kia mấy khối viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thu tập. Đồng thời, đang thu thập mảnh vỡ qua hết trình bên trong, Bạch Long ánh mắt của tỷ tỷ chú ý tới cái kia nhảy đắt tiểu đàn, tìm tới ngươi, Côn Vương đạo hữu. Sở các chủ ngốc mau lớn tiếng kêu lên, màu trắng khăn quàng cổ tiên tử, đừng buông tha hắn. Đưa nó cầm xuống. Bạch Long tỷ tỷ. Hắc, trễ, cái viên kia nhảy đắt tiểu đàn thầm nghĩ trong lòng. Tại Bạch Long xông lại, cũng thu thập viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thời điểm, hắn đã làm tốt bỏ chạy chuẩn bị. Mặc dù là tiểu đàn hình thái, nhưng nó một thân tinh hoa đều áp xúc ở trong đó. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể phá xác mà ra, một lần nữa hóa thành một chỉ côn. Về sau, chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tại hắn chuẩn bị kỹ càng bỏ chạy trạng thái, sau lưng vị này Bạch Long tiên tử tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Không thể không thừa nhận, lần này, là ta thua. Nhưng là lần tiếp theo, người thắng nhất định là ta. Côn Vương tiểu đản dùng sức nhảy trở đi, vọt hướng hư không. Đồng thời, vỏ trứng bên trong hắn hóa côn vi bằng, dựa theo bản năng thi triển một cái chư thiên vạn giới nổi tiếng cao cường độn pháp. Một đôi thuần năng lượng biến thành bằng cánh phù hiện ở tiểu đản hai bên, để cái này trắng noãn tiểu đản biến có chút manh. Bằng cánh vỗ, thôi động màu trắng tiểu đản vọt hướng hư không. Tốc độ này, cực nhanh. Màu trắng tiểu đản hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, nháy mắt thời gian liền chui đến chân trời. Nhưng là, tốc độ này cũng không có đạt tới Côn Vương chính mình tưởng tượng bên trong cực tốc. Không đúng, ta mới có thể càng nhanh, hơn càng tật mới đúng. Ta hẳn là có được chư thiên vạn giới đứng hàng đầu thần tốc A. Côn Vương nội tâm nghi hoặc. Hiện tại nó bằng cánh thôi động tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đây chỉ là thiên bằng tự thân có cực tốc. Xa xa không có đạt tới chư thiên vạn giới trước mao thần tốc cấp bậc. Đợi đã, ta có phải hay không đã mất đi cái gì? Côn Vương trong lòng bắt đầu hoảng hốt. Bị bá tống một đao chảm bạo thân thể cũ, sau đó phục sinh vì tiểu đản về sau, hắn tựa hồ đã mất đi một ít gì đó. Ký ức, năng lực, pháp thuật. Không ổn, chẳng lẽ là món kia hóa côn vì chứng bảo mệnh dị bảo, sử dụng lúc cần thiết trả ra đại giới. Nhật băng, liền xem như sử dụng dị bảo cần trả ra đại giới, tại sao phải đem ta bảo mệnh độn thuật đoạt đi? Đây quả thực là hố côn A. Ai nha Côn Vương đạo hữu, chớ vội đi A. Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm sau lưng Côn Vương vang lên. Chỉ thấy Bạch Long tỷ tỷ đồng dạng hóa thành tia chớp màu trắng, hướng phía Côn Vương truy kích tới. Đồng thời, nàng móng vuốt nhỏ huy động, bắt đầu ngưng tụ một cái không gian phong tỏa kết giới, ngăn cản Côn Vương sử dụng không gian lực lượng bỏ chạy. Không tốt, muốn bị đuổi kịp. Bạch Long tiên tử, người cần gì phải theo đuổi không bỏ đâu. Tiếp tục như vậy nữa, ta coi như liều lên tính mệnh, cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Côn Vương một đôi bằng cánh liều mạng đập, tranh thủ kéo ra cùng Bạch Long tiên tử ở giữa cự ly, đồng thời trong miệng uy hiếp nói. Hắn đã đến tuyệt cảnh, thật sự sẽ liều mạng. Ngươi muốn liều mạng lời nói, ta không ý kiến nhà Bạch Long tỷ tỷ vui a nói, ta hiện tại trạng thái, coi như bị tạc thịt nát xương tan, cũng có thể tại Tô thị nhà tiểu khả ái trên người trùng sinh. Ngươi muốn liều mạng lời nói, ta cùng ngươi bạo tạc a. Bạch Long tỷ tỷ và công đức xà mỹ nhân tiên tử hai cái này vật trang sức, căn bản không sợ tử vong. Chỉ muốn Tống Thư Hàng cùng Tô thị a thập lục bản thể còn tại, vô luận chết đến bao nhiêu lần đều có thể mượn bản thể công đức chi lực khôi phục. Sở dĩ, các nàng tâm tính đặc biệt lạc quan. Côn Vương, kế sách hiện thời, hắn chỉ có liều mạng tồi động bằng cánh đồng thời, hắn bắt đầu án lấy bằng cánh đặc tính, bắt đầu nhanh chóng thiết kế một bộ độn thuật đi ra. Thân là trường sinh giả, Côn Vương tri thức uyên bác. Đang chạy trốn quá trình bên trong, vì chính mình chế tạo riêng một bộ độn pháp cũng không phải là việc khó gì. Mà lại, sau lưng Bạch Long tiên tử nếu là đặc thù công đức thân thể hình thái, cái kia nàng và bản thể ở giữa nhất định có cự ly hạn chế. Chỉ muốn kéo ra đầy đủ cự ly, nhất định có thể đưa nàng hất ra. Một côn một long, người truy ta đuổi. Hai đạo tia chớp màu trắng, trên không trung lóng lánh, xẹt qua chân trời. Lại nói,
Lần trước Côn Vương đạo hữu người cũng là như thế đuổi theo Bạch Cốt tiểu ni tử, khắp thế giới tán loạn a. Sau lưng, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên lại lên tiếng nói. Côn Vương trong lòng hơi động, ngươi tự giới thiệu mình một chút, ta là Viễn Cổ Thiên Đình Kim Long thủy tổ. Chúng ta Bạch Cốt tiểu ni tử, nhận được đạo hữu chiếu cố. Bạch Long tỷ tỷ trên mặt rõ ràng hiển lộ ra long nhan cực kỳ vui mừng chi sắc, thanh âm bên trong đều tràn đầy vui vẻ xem nhanh điệu. Côn Vương, làm sao có thể, Kim Long thủy tổ rõ ràng là kim sắc. Phai màu, Bạch Long tỷ tỷ bình tĩnh đạo, đồng thời tốc độ của nàng vừa tối tối tăng lên 2 điểm. Côn Vương, không được, tiếp tục như vậy nữa, sẽ bị đuổi kịp. Chỉ có vận dụng giữ gốc thủ đoạn. Côn Vương âm thầm cắn răng, ý niệm thôi động. Oanh, tại Bạch Long tỷ tỷ sau lưng, không gian phong tỏa biên giới chỗ, có một cái không gian cửa mở ra. Nho ra Uyên Tử hiện thân. Uyên Tử nhục thân, chính là Côn Vương bây giờ có thể vận dụng cuối cùng át chủ bài. Cỗ này Uyên Tử thân thể, dùng tốt phi thường. Nhưng ở quá trình sử dụng bên trong cần thiết phải chú ý để Uyên Tử rời xa bá tống vật trang sức tiên tử, miễn cho xảy ra bất trắc. Hiện tại, hắn cùng bá tống ở giữa cự ly đã phi thường xa xôi, đã không còn nỗi lo về sau. Mau tới, bảo hộ ta. Côn Vương khẩn cấp cho Uyên Tử dưới thân thể đạt mệnh lệnh. Kỳ thật căn bản không cần hắn ra lệnh, ký sinh tại Uyên Tử thể nội Côn Vương một sợi ý thức đã hành động. Trong nước tồn chi kỷ, thiên nhai nhược bỉ lân, Uyên Tử trên người có một thanh âm vang lên, cũng không phải là từ trong miệng phát ra, mà là từ trên người hắn có một cái sóng âm sinh ra, tựa như là tự mang bối cảnh BGM lời kịch một dạng. Vô luận từ lúc nào, Uyên Tử đều là như thế tiêu sái. Cho dù là người thực vật trạng thái, vẫn là như thế thoải mái. Bất quá, trên người hắn cái này ngâm thơ thanh âm cũng không phải là Uyên Tử ý thức khôi phục, mà là tại thi triển một cái pháp thuật. Sau một khắc, Uyên Tử thân thể bản năng thôi động nho ra đỉnh tiêm thân pháp thiên nhai nhược bỉ lân. Thân pháp này là Tống Thư Hàng quân tử vạn lý hành cấp cuối tiến hóa phiên bản. Tại nho ra thiên nhai nhược bỉ lân duy trì dưới, Uyên Tử thân thể trong nháy mắt bộc phát. Cứ nhiên trực tiếp vượt qua Bạch Long tiên tử, một mực vọt tới Côn Vương chứng bên cạnh. A, Uyên Tử thân thể, xem ra, Tống Thư Hàng trước đó quả nhiên không có đoán sai. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ huy động, có chút cảnh giác nhìn về phía Uyên Tử. Hiển nhiên, Côn Vương sử dụng bí pháp nào đó, tại chi phối lấy Uyên Tử thân thể trước lúc này, liền nàng và Sở Các Chủ đều không có phát giác Uyên Tử dị dạng. Cũng không biết trước đó Cửu U Bạch Chúa Tể có hay không khám phá Côn Vương ẩn núp. Có nho ra Uyên Tử thân thể tại, muốn cầm xuống Côn Vương liền không dễ dàng. Bạch Long tỷ tỷ có chút tiếc nuối nói. Nàng cũng không phải là bản thể, là mượn nhờ Tô Thị A thập lục công đức chi lực ngưng tụ thành hình. Sức chiến đấu phương diện tự nhiên sẽ có hạn chế, không cách nào hiện ra đã từng Kim Long thủy tổ uy năng. Chỉ có để Tống Thư Hàng đem Sở Ngốc Mao cho chuyển di đến đây. Tốt nhất có thể đem bia đá đạo hữu cùng một chỗ đưa tới. Ta cùng Sở Ngốc Mao liên về sau, lại mượn bia đá đạo hữu chân áp chi lực, liền có thể nhất cử đem Côn Vương cầm xuống. Bạch Long tỷ tỷ thầm nghĩ trong lòng, nàng móng vuốt nhỏ du động, duy trì cùng Côn Vương, Uyên Tử ở giữa cự ly. Đồng thời, nàng mở ra tu chân nói chuyện phiếm công năng, nói chuyện riêng Tống Thư Hàng, hướng hắn truyền đạt yêu cầu của mình. Phía trước, Uyên Tử hai tay duỗi ra, ôm lấy Côn Vương tiểu đàn. Đi đi đi, kéo ra cùng Bạch Long tiên tử cự ly. Sau đó ta đến thi triển không gian năng lực chạy trốn. Côn Vương hấp tấp nói. Hắn sẽ gọi giúp đỡ, sau lưng Bạch Long tiên tử cũng có thể để. Vạn nhất lúc này, bá tống đạp không mà đến, hắn liền ngay cả bỏ chạy cơ hội cũng bị mất. Càng làm Côn Vương bất an là, hỏa tinh bên trên cái kia bá tống phân thân, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ý thức của nó lại một lần nữa từ hỏa tinh bên trên đưa tới, đảo qua phiến khu vực này. Trốn, nhất định phải nhanh lên thoát đi không gian phong tỏa, chạy trốn vị diện này. Tại Côn Vương dồn dập trong mệnh lệnh, Uyên Tử thể nội linh lực tăng vọt, thiên nhai nhược bỉ lân thân pháp tốc độ cao nhất vận hành. Mơ hồ trong đó, có từng câu thi từ tiếng từ Uyên Tử trên thân thể vang lên. Tại câu thơ phụ trợ bên dưới, Uyên Tử khí chất càng thêm tiêu sái. Mà thân pháp của hắn cũng càng thêm nhanh chóng bắt đầu. Soái khí cùng thực dụng trên người Uyên Tử hoàn mỹ hòa làm một thể. Tại Uyên Tử bất kể tiêu hao thiên nhai nhược bỉ lân thân pháp bộc phát bên dưới,
Côn Vương cùng Bạch Long tỷ tỷ ở giữa cự ly, bắt đầu một chút xíu kéo ra. Tiếp tục như vậy nữa, Uyên Tử cùng Côn Vương liền sẽ thoát ly Bạch Long tỷ tỷ không gian phong tỏa phạm vi. Thư Hàng, để Sở Ngốc Mao tốc độ nhanh một chút. Tại ta không gian phong tỏa phạm vi biên giới chỗ truyền tống tới, sau đó cùng ta tụ hợp. Đừng cho viên này côn trứng chạy trốn. Bạch Long tỷ tỷ thúc giục nói. Sở các chủ đang tại vì Ngốc Mao bổ sung năng lượng, Bạch Long tỷ tỷ ngươi kiên trì một hồi nữa. Mặt khác, Bạch Long tỷ tỷ ngươi phối hợp Sở các chủ, nàng muốn khóa chặt vị trí của các ngươi. Tống Thư Hàng nhanh chóng hồi phục. Trước đó, tại phối hợp Tống Thư Hàng chém ra cái kia nhân quả đao lúc, Sở các chủ Ngốc Mao bên trong năng lượng liền tiêu hao sạch sẽ. Sở dĩ, muốn tiến đến ủng hộ Bạch Long tỷ tỷ, cần trước bổ sung năng lượng. Nhanh lên, tại Uyên Tử bất kể tiêu hao thiên nhai nhược bỉ lân thân pháp bộc phát bên dưới, ta sẽ bị hất ra. Mà lại, ta cùng tiểu thập lục ở giữa cự ly càng xa, đối với ta lại càng bất lợi. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Xốp giòn hung, vẽ rơi chán Sở các chủ, kim long khăn quàng cổ, ta khóa chặt ngươi tọa độ. Chuẩn bị kỹ càng hợp thể. Kim long khăn quàng cổ Bạch Long tỷ tỷ, đừng nói nhảm, mau tới đây, Sở Ngốc Mao. À, đợi đã, vị trí của các ngươi. Sở các chủ Ngốc Mao đột nhiên nghi ngờ nói. Lại làm gì, Bạch Long tỷ tỷ giận, mắt thấy phía trước Côn Vương cùng Uyên Tử liền muốn biến mất, Sở Ngốc Mao còn tại lãng phí thời gian. Các ngươi, tựa hồ đang tại hướng Nho Gia vị trí tới gần. Không sai, ngươi đang tại bay trở về Nho Gia quá trình bên trong. Sở các chủ Ngốc Mao trả lời. Bạch Long tỷ tỷ, bay trở về Nho Gia. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, Uyên Tử hai tay ôm thật chặt Côn Vương trứng, quanh thân không ngừng có ngâm thơ thanh âm vang động, thiên nhai nhược bỉ lân thân pháp bị thôi phát đến tận cùng, tại Uyên Tử bên người hóa ra trận trận xương trắng. Có thể là bởi vì, địa cầu là tròn, Bạch Long tỷ tỷ các ngươi bay một vòng về sau, từ nơi nào xuất phát liền trở về chỗ nào. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Long tỷ tỷ, đừng làm rộn, Côn Vương cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Tới, ta nhìn thấy các ngươi. Sở các chủ Ngốc Mao đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng vội vàng ngẩng đầu, hướng hư không nhìn lại. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy trong hư không có hai tia chớp, chính nhanh chóng hướng phía Nho Gia vị trí chạy tới. Phía trước một đạo thiểm điện là ôm Côn Vương chứng Uyên Tử. Đằng sau một đạo thiểm điện là đuổi sát không buông Bạch Long tỷ tỷ. Thật đúng là tới. Thế là, Tống Thư Hàng điều chỉnh bên dưới tư thế của mình. Vững vàng ngồi ở công đức xà mỹ nhân lòng bàn tay bên trên. Cùng thời khắc đó, trong hư không Côn Vương trứng, cũng nhìn đến Tống Thư Hàng. Mặc dù vỏ trứng bên trên không có con mắt, nhưng Côn Vương chính là cùng Tống Thư Hàng ánh mắt, đối lên. Gõ, quay đầu, nhanh quay đầu, Côn Vương trứng điên cuồng kêu lên. Vừa rồi lực chú ý của nó, một mực chú ý sau lưng Bạch Long tiên tử cùng trong hư không không ngừng quét hình qua tới hỏa tinh bá Tống phân thân ý thức. Hắn đối Uyên Tử mệnh lệnh chỉ có một cái, điên cuồng trốn, bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra Bạch Long tiên tử không gian phong tỏa phạm vi. Làm sao cũng không có nghĩ đến, chạy trốn, chạy một vòng, cứ nhiên chạy về đến Nho Gia đến rồi. Điên rồi à? Không muốn sống nữa à? Côn Vương chứng điên cuồng cho Uyên Tử dưới thân thể đạt mệnh lệnh. Nhưng lúc này, hắn mới phát hiện bản thân cho Uyên Tử mệnh lệnh, như bùn nhưu vào biển. Hắn lưu tại Uyên Tử thể nội cái kia sợi ý thức, cũng đang liều mạng cho Uyên Tử thân thể gửi đi tin tức chỉ lệnh. Nhưng căn bản không có cái gì hiệu quả. Uyên Tử nhục thân, bưng lấy Côn Vương trứng, mục tiêu kiên định hắn khống chế thiên nhai nhược bỉ lân thân pháp, một cái xinh đẹp, anh Tuấn 90 độ trôi đi, rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Nói đúng ra, là rơi xuống bá Tống sau lưng tạo hóa tiên tử trước người. Tại Côn Vương giống như không đáy thâm uyên tuyệt vọng bên trong. Uyên Tử đem trong tay Côn Vương trứng đưa cho tạo hóa tiên tử. Lúc này Uyên Tử, liền như là một cái ôn nhu đại ca, tìm được một người muội muội ưa thích đồ chơi, sau đó vui vẻ đem đồ chơi giao cho muội muội. Côn Vương giờ phút này mất hết can đảm. Nhân sinh lớn nhất tuyệt vọng chính là, làm ngươi cho là mình còn có hy vọng lúc, hy vọng lại tự tay bằng tàn nhẫn tư thế, đem người đẩy vào tuyệt vọng thâm uyên. Hy vọng cuối cùng, mới là tàn khốc nhất tuyệt vọng. Nương tạo hóa tiên tử cặp kia tay nhỏ rất có nghi thức cảm giác từ Uyên Tử trong tay tiếp nhận Côn Vương chứng lúc, Côn Vương liền biết bản thân xong đời. Mặt chữ bên trên ý tứ, hắn xong, chứng.
kéo kéo ngốc tạo hóa tiên tử vui vẻ bưng lấy côn vương trứng, đưa nó giơ cao. Tựa như là thu được kim bài vận động viên, hướng thế nhân hiển lộ rõ ràng nàng cúp. Đối diện, Uyên Tử Kiếp Tiên mặt không biểu tình, xoáy khí bức người, lẳng lặng thủ hộ lấy tạo hóa tiên tử khoái hoạt. Tống Thư Hàng hai tay chống cằm đã mất đi tạo hóa tiên tử hai tay trèo chống, đầu của hắn có chút nhịn không được, phảng phất tùy thời muốn từ trên cổ rớt xuống. Duy trì ác ý giả ngây thơ hai tay chống cằm động tác, Tống Thư Hàng nhìn qua côn vương, mỉm cười nói, muốn đi cuối cùng sẽ đi. Muốn lưu lại cuối cùng vẫn là sẽ trở về. Công đức xà Mỹ Nhân nhanh chóng đem Tống Thư Hàng lời kịch cắt bóng, nàng mỗi một lần đoạt lời kịch đều là nhất tinh chuẩn đoạt cầu, chưa từng thất thủ. Tạo hóa tiên tử giơ côn vương chứng, tiếp tục mở miệng hát nói, A Duyên phận chính là kỳ diệu như vậy đồ vật. Tống tiền bối, cái này lời kịch chưa từng luyện, ta muốn làm sao tiếp? Da đen vũ nhu tử nhỏ giọng hỏi. Tống Thư Hàng, ta cũng không biết muốn làm sao tiếp a. Lúc này, sau lưng Bạch Long tỷ tỷ biến thành tia chớp màu trắng hạ xuống, nàng đồng dạng một cái hoàn mỹ trôi đi, đem long thể treo ở Tống Thư Hàng trên cổ. Kém chút liền đem Tống Thư Hàng đầu treo bay. Tống Thư Hàng cố gắng ổn định cổ mình cùng tư thế ngồi, cười nói, nhìn, Bạch Long tỷ tỷ. Côn vương hắn vẫn là đem đưa mình tới cửa. Bạch Long tỷ tỷ chằm chằm vào tạo hóa tiên tử trong tay giơ cao côn vương trứng, thở dài, sớm biết hắn sẽ đem bản thân đưa tới cửa. Ta cũng không cần truy mệt mỏi như vậy. Không có kim sắc khăn quàng cổ tiên tử một đường buôn tập, côn vương nói không chừng đã sớm chạy trốn đến vị diện khác. Sở dĩ, kim sắc khăn quàng cổ tiên tử lần này ngươi lập xuống đại công. Sở các chủ ngốc mau an ủi. Bạch Long tỷ tỷ. Bên cạnh, nho ra bốn vị kiếp tiên tiến lên đây, đem mặt không biểu tình, xoáy khí bức người Uyên Tử cho bắt. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào kiểm tra ra Uyên Tử thể nội côn vương. Nhưng sự thật đã chứng minh Uyên Tử trong thân thể có vấn đề. Bọn hắn cần đem Uyên Tử đưa vào đến Kim Liên thế giới, vì hắn tiến hành hoàn thiện trị liệu. Bá Tống đạo hữu, chúng ta cần vì Uyên Tử tiến hành càng toàn diện kiểm tra. Chúng ta Kim Liên thế giới bên trong gặp, hai ngốc ngốc tử ôn lên tiếng nói. Chư vị sư huynh nếu có cần trợ giúp địa phương, mời theo lúc cho ta phát xạ tín hiệu. Một chi xuyên vân tiễn, chân trời góc biển đến gặp nhau. Công đức xà Mỹ Nhân trong miệng phát hình một đoạn cổ trang kịch lời kịch, thay thế Tống Thư Hàng trả lời. Nho gia tứ kiếp tiên không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hừm, ta chính là ý tứ này. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nho gia tứ kiếp tiên mỉm cười, kéo lấy Uyên Tử tiến về Kim Liên thế giới. Dù cho bị bốn vị các sư huynh đệ kéo chạy, Uyên Tử vẫn như cũ duy trì anh Tuấn tư thế, xoay đến thực chất bên trong nam nhân. Cho dù là bị khiêng đỡ đi, cũng sẽ không yếu bớt tự thân khí chất. Côn vương. Hắn trơ mắt nhìn lấy Uyên Tử nhục thân bị mang đi, lại bất lực. Lại nói, Thư Hàng ngươi chuẩn bị nên xử lý như thế nào cái này côn trứng. Tê trượt sở các chủ ngốc mau lên tiếng hỏi, cuối cùng cái kia cổ quái âm tiết, khẳng định cùng thổ phao phao không quan hệ. Bạch Long tỉ tỉ điểm đầu phụ họa nói, ta trước kia nếm qua côn bằng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là chưa ăn qua côn trứng. Bởi vì côn không phải trứng sinh, tâm ma xích tiêu kiếm hữu nghị nhắc nhở, người ta là đẻ con, đương nhiên không có côn trứng. Sở dĩ, cái này mai côn trứng mới lộ vẻ chân quý. Bạch Long tỷ tỷ nói. Côn vương giữ yên lặng, không dám lên tiếng. Tống Thư Hàng xoa cằm, rơi vào trầm tư. Nói thật, Tống Thư Hàng cũng không có muốn tốt nên xử lý như thế nào côn vương. Ăn hết côn vương loại chuyện này, hiển nhiên là không thể nào. Hắn nào có bản sự kia, ăn một đầu trường sinh giả cấp côn. Thực lực không đủ, căn bản không cái kia tuổi. Mà lại, trước mắt hắn cũng tìm không ra có thể xử lý trường sinh giả cấp côn vương tiên trù. Sở dĩ nên xử lý như thế nào côn vương chứng? Bán mình không, côn vương tiền bối. Đột nhiên, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch Long tỷ tỷ. Sở các chủ ngốc mau. Hai vị tiên tử đều bị Tống Thư Hàng vấn đề khiếp sợ đến. Tạo hóa tiên tử trong tay côn vương trứng run rẩy kịch liệt một chút. Nói thật, côn vương tiền bối người ta mới quen đã thân. Ta nhìn thấy ngươi lúc, cũng cảm giác giữa ngươi và ta rất cảm thấy thân thiết, trời sinh hữu duyên. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Nghĩ cùng đừng nghĩ, cho dù chết, ngươi cũng đừng hòng đạt được ta. Côn vương trầm giọng trả lời. Tống Thư Hàng. Thà chết chứ không chịu khuất phục côn vương, khiến cho người hao tổn tâm trí. Đúng rồi.
tạo hóa tiên tử ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào Côn Vương? Tống Thư Hàng đem cái này vấn đề vứt cho tạo hóa tiên tử, dù sao cũng là uyên tử ngàn dặm xa xôi cho nàng mang về lễ vật chứng. Tạo hóa tiên tử bưng lấy Côn Vương chứng, suy tư một lát sau, chuyển tay đem Côn Vương chứng nhét vào Tống Thư Hàng trong tay, đem Côn Vương xử lý quyền chuyển di cho hắn. Nếu như là năm đó Nho gia thịnh thế thời đại, thánh nhân đương thời tình huống bên dưới, tạo hóa tiên tử còn có thể nghĩ biện pháp mượn lão sư lực lượng áp chế Côn Vương. Nhưng bây giờ, nàng căn bản không làm gì được Côn Vương chứng. Không ăn sao, Bạch Long tỷ tỷ đáng tiếc nói. Côn Vương tiền bối là ta tôn kính một vị tiền bối, chúng ta sao có thể ăn hắn? Tống Thư Hàng một mặt chính khí nói. Dứt lời, hắn mở ra bản thân tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu liệt biểu. Đã Côn Vương tiền bối không nguyện ý bán mình làm công đổi tự do, như vậy. Liền đem hắn trả tiền nợ đi. Vừa vặn cái này một đợt nhân quả đao thiếu nhân quả nợ khổng lồ. Nhìn xem vị tiền bối bên trong, có ai đối Côn Vương có hứng thú, thừa cơ còn rơi một đợt nhân quả. Tống Thư Hàng kéo ra hảo hữu liệt biểu về sau, lôi ra Bạch tiền bối, Bạch tiền bối, Loang Lổ Long tiền bối, Long Lạc nữ sĩ, cùng Thiên Đế ảnh chân dung, đem Côn Vương chứng tin tức gửi đi đi qua. Đồng thời, hắn lại lợi dụng tán tài vương tọa ấn ký, liên hệ Tam Nhãn tiền bối, đồng dạng gửi đi một phần Côn Vương chứng tin tức. Các vị tiền bối các ngươi ai đối Côn Vương chứng có hứng thú? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Xấu, cự, Ban Văn Long đại lão cái thứ nhất hồi phục. Liền con mắt đều không có, không phù hợp ta thu bộc điều kiện. Tam Nhãn tiền bối đồng dạng trả lời. Nốt tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu. Mời tại sau 15 ngày thử lại gửi đi. Đây là Thiên Đế bên kia tin tức phản hồi. Không cần, Long Lạc nữ sĩ trả lời nàng đối hiện thế trường sinh giả xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hà Chỉ Ma Đế năm đó lừa thảm rồi nàng, nàng cũng không muốn đón thêm thu hiện thế trường sinh giả đến Hắc Long thế giới tới. Bận bịu, bận rộn bên trong Bạch tiền bối, trong lúc cấp bách mất thời gian hồi phục Tống Thư Hàng một chữ. Tống Thư Hàng nhìn qua Côn Vương chứng. Thân là trường sinh giả chứng. Côn Vương cứ nhiên bán không được. Tống Thư Hàng ánh mắt lại rơi xuống hảo hữu liệt biểu cái gì đều có thể bán đại lão danh tự bên trên, nếu không, liên hệ vị này đại lão. Nếu như là cái gì đều có thể bán đại lão lời nói không chừng sẽ nguyện ý thu mua Côn Vương chứng. Mà lại nhất định có thể bán cái giá tốt. Chỉ là đem Côn Vương chứng bán lấy tiền lời nói, lại cảm thấy có chút thua thiệt. Dù sao một đầu trường sinh giả cấp côn, nếu là nuôi tốt, quả thực là vô giới chi bảo. Điều kiện tiên quyết là, người phải có thủ đoạn có thể nuôi lên côn. Tống Thư Hàng rơi vào trầm tư, ngón tay của hắn tại cái gì đều có thể bán đại lão hảo hữu danh tự bên trên nhẹ nhàng hoạt động. Làm gì vậy, làm gì vậy? Đột nhiên, cái gì đều có thể bán đại lão phát tới tin tức. Thân là đỉnh tiêm trường sinh giả, cái gì đều có thể bán đại lão rất xa liền cảm ứng được Tống Thư Hàng tại nhắc tới hắn. Mà lại, thông qua đối tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu liệt biểu cảm ứng, đại lão rõ ràng cảm ứng được Tống Thư Hàng ngón tay đang tại vừa đi vừa về vuốt ve hắn liệt biểu danh tự. Cái gì đều có thể bán đại lão lập tức cảm giác dùng mình. Bá Tống tiểu tử lại muốn hố hắn. Khục, tiền bối, có hứng thú hay không làm cái sinh ý. Gặp cái gì đều có thể bán đại lão chủ động thông đồng, Tống Thư Hàng lập tức thừa cơ hướng đại lão chào hàng Côn Vương chứng. Chứng sinh ý. Cái gì đều có thể bán đại lão cười lạnh nói, hắn cùng bá Tống Huyền Thánh ở giữa, có thể có cái chứng sinh ý có thể làm. Đúng đúng đúng, tiền bối, chính là liên quan tới chứng sinh ý. Tống Thư Hàng trả lời. Cái gì đều có thể bán đại lão? Khục, là như vậy tiền bối. Ta có một cái trường sinh giả cấp bậc côn chứng nơi tay, muốn hỏi một chút cái gì đều có thể bán tiền bối có hứng thú hay không thu hàng. Tống Thư Hàng nhanh chóng nói bổ sung bì một chút liền tốt. Bị hai lần lời nói, sinh ý có thể sẽ thổi. Côn chứng, trường sinh giả cấp, Côn Vương, cái gì đều có thể bán đại lão nhanh chóng trả lời. Ân, đúng, Tống Thư Hàng trả lời. Kéo đen, gặp lại. Không, vĩnh viễn không thấy. Cái gì đều có thể bán đại lão trả lời. Tống Thư Hàng. Đối diện, cái gì đều có thể bán đại lão móc ra tiểu sách vở, lần nữa đem bá Tống danh tự ghi chép đến bản thân sổ đen bên trên. Cũng tăng thêm cái ngũ tinh tiêu ký. Côn Vương, thế nhưng là hắn một cái khách hàng lớn a. Mà lại là một cái năm sao chất lượng tốt khách hàng lớn.
Ngươi cho rằng Côn Vương cái kia một bụng chân bảo, đều là chính nó thu thập. Không, Côn Vương những cái kia chân bảo bên trong phần lớn là từ cái gì đều có thể bán đại lão cái kia mua. Như thế một cái ổn định chất lượng tốt ngũ tinh hộ khách, lại bị bá tống cho đổi bảo. Cái gì đều có thể bán đại lão hiện tại trái tim đều đang chảy máu. Kỳ quái, ta lại đắc tội cái gì đều có thể bán tiền bối. Tống Thư Hàng một mặt không hiểu thấu biểu lộ. Vì cái gì ta muốn bán Côn Vương chứng, cái gì đều có thể bán tiền bối sẽ phản ứng lớn như vậy. Đợi đã. Côn Vương không phải là cái gì đều có thể bán đại lão hảo hữu a. Không quá cẩn thận, đang bán Côn Vương trước đó, ta hẳn là đánh trước nghe một chút cái gì đều có thể bán đại lão cùng Côn Vương quan hệ trong đó mới đúng. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Bản thân vẫn là tuổi còn rất trẻ, xử sự phương diện nhiều khi thiếu cân nhắc. Đợi đã, cũng không đúng. Côn Vương nếu như cùng cái gì đều có thể bán đại lão là bạn tốt, cái gì đều có thể bán đại lão ngược lại hẳn là muốn đem Côn Vương mua qua đi mới là a. Nếu không, hướng cái gì đều có thể bán đại lão lại xác nhận một chút. Hoặc là, hướng cái gì hàng đều có thể tiến tiên tử âm thầm tư vấn bên dưới. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, Bạch Tiền Bối hồi phục tin tức của hắn, a. Một đầu côn. Bạch Tiền Bối tựa hồ đối với Côn Vương có hứng thú. Là chính là, Bạch Tiền Bối. Hơn nữa còn là một đầu trường sinh giả cấp bậc côn, bị ta đánh nổ về sau, hiện tại hóa côn vì chứng. Phẩm chất phi thường cao. Tống Thư Hàng gặp Bạch Tiền Bối tựa hồ có hứng thú, vội vàng hướng hắn đề cử Côn Vương. Ngươi muốn dùng hắn đến trả nhân quả nợ nần. Bạch Tiền Bối cười hỏi. Tống Thư Hàng thành thật trả lời, dù sao, ta cũng không có biện pháp xử lý hắn. Ân, cái kia để ta tới vào tay đi. Bạch Tiền Bối trả lời, ta bên này vừa lúc ở nghiên cứu như thế nào thuần thú, nhìn xem có thể hay không đem cái này Mai Côn Vương chứng bàn một bàn. Nếu như ta thành công, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Được Bạch Tiền Bối, vậy ta ngay lập tức đem Côn Vương chứng đưa cho ngài đi. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Thỏa. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trong tay Côn Vương chứng. Sở các chủ ngốc mao, kho. Nước nấu, Bạch Long tỉ tỉ hỏi. Không, Bạch Tiền Bối có hứng thú tiếp thu Côn Vương chứng. Nếu như Bạch Tiền Bối thuần dưỡng Côn Vương thành công, chúng ta không thể thiếu chỗ tốt. Tống Thư Hàng trả lời. Thuần thú, Côn Vương trong lòng cười lạnh. Bá Tống không định giết nó là sai lầm lớn nhất. Hắn một thân tinh hoa còn tại, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, nhiều nhất mấy tháng. Hắn liền có thể lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thực lực. Mặc kệ bá tống trong miệng Bạch Tiền Bối là thần thánh phương nào, mấy tháng về sau, hắn liền có thể côn về đại hải. Đang lúc Côn Vương suy tư thời điểm, Tống Thư Hàng duỗi tay đưa nó chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong. Ngay sau đó, thông qua hạch tâm thế giới vì bàn đạp, Tống Thư Hàng lại đem Côn Vương đưa vào đến Tà Liên thế giới, Bạch Tiền Bối bản thể trong tay. Đi đường cẩn thận, Côn Vương tiền bối. Tống Thư Hàng nói, Côn Vương chứng bị một đôi bàn tay thon dài tiếp được. Côn Vương ý thức khuếch tán, hắn muốn nhìn là thần thánh phương nào dám mở miệng nói muốn thuần hắn. Sau một khắc, Côn Vương liền thấy được cái kia đạo không muốn nhìn thấy nhất thân ảnh. Sở Uyên Tử càng thêm tuấn mỹ xoái khí, thực lực càng thêm khủng bố cao thâm. Đây là Cửu U Chúa Tể. Bạch Tiền Bối là Cửu U Chúa Tể. Côn Vương nội tâm bốc lên. Chư thiên vạn giới, ai có thể nghĩ tới khả năng này? Bá Tống Huyền Thánh cư nhiên cùng Cửu U Chúa Tể thông đồng lấy, mà lại, giữa hai bên quan hệ hiển nhiên rất tốt. Đợi đã, chờ một chút. Đương kim thiên đạo không phải đã sập sao? Vì cái gì còn sẽ có Cửu U Chúa Tể tồn thế? Mà lại, hắn mơ hồ biết, năm đó cùng Nho Gia Thánh Nhân tranh đoạt thiên đạo, cũng không phải là trước mắt cái này một vị. Ha ha ha. Bạch Tiền Bối mỉm cười siết chặt Côn Vương chứng. Trong nháy mắt này, Côn Vương cảm thấy chân chính tuyệt vọng. Ta chủ, người chừng nào thì đối thuần thú có hứng thú? Sau lưng, chuột hamster hào nghi hoặc hỏi. Không có hứng thú gì. Bạch Tiền Bối tung tung Côn Vương, nhưng ta đối nghiên cứu tiên chủ kỹ thuật đột nhiên thấy hứng thú. À, chuột hamster hào hút miệng nước bọt, hẳn là sẽ rất thơm. Lại nói, đã chủ nhân đối thuần thú không hứng thú lời nói. Làm gì còn muốn tiếp thu bá tống hào cái này Côn Vương chứng. Một bên khác, đem Côn Vương giao cho Bạch Tiền Bối về sau, Tống Thư Hàng trên cổ tay nhân quả dấu vết giảm đi một đầu.
cảm giác thân thể đều dễ dàng không ít, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Không nợ một thân nhẹ, chính là cái đạo lý này. Cách đó không xa, da đen vũ nhu tử, tạo hóa tiên tử, công đức xà mỹ nhân đem trước côn vương tán tài bảo mệnh bảo vật, đều thu thập lại, mang về giao cho Tống Thư Hàng. Kế thừa côn vương một thân tài phú Tống Thư Hàng, lúc này ở tài sản bên trên đạt đến một cái đỉnh phong. Đi thôi, chúng ta về Kim Liên thế giới đi, nhìn xem nguyên tử trạng thái. Tống Thư Hàng đem tài phú chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Sau đó, hắn mang theo ba vị tiên tử, trốn vào Kim Liên thế giới. Rượu tráng túng người gan, tài chướng anh hùng khí. Côn vương cái kia một đợt tán tài đào mệnh thao tác bên trong phun ra tới không chỉ có đủ loại chân bảo. Càng có đại lượng linh thạch, thuần một cái cửu phẩm linh thạch. Liên bát phẩm đều không gặp một cái. Không cần phải nói, côn vương tiền bối trong nhà khẳng định có mỏ, mà lại rõ ràng có mấy đầu linh thạch mỏ. Tống Thư Hàng đem tất cả chân bảo chuyển rời đến hạch tâm thế giới, lại đem linh thạch phân nhóm nấp kỹ. Sau đó, hắn vậy mà bắt đầu to gan tính toán lên như thế nào sửa chữa âm ảnh thánh địa vòng tay sự tình loại sự tình này, trước kia hắn căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, từ côn vương bảo vật bên trong chỉ muốn lấy ra một phần nhỏ cộng linh thạch, cũng đủ để đem âm ảnh thánh địa sửa chữa khôi phục. Một văn tiền làm khó anh hùng hán, có đôi khi, anh hùng có tiền, có thể để khí khái mới có thể càng tráng. Đi, chúng ta đi Kim Liên thế giới, nhìn xem Từ Ôn đạo hữu bọn hắn muốn thế nào xử lý nguyên tử thể nội ẩn tàng côn vương ý thức. Tống Thư Hàng phóng khoáng phất tay. Sau đó, công đức xà mỹ nhân thân hình thu nhỏ, nàng hai tay từ Tống Thư Hàng sườn sau xuyên qua, nâng lên suy yếu như đun sôi mì sợi mềm mại Tống Thư Hàng, mang theo hắn bay hướng nho ra Kim Liên thế giới. Tống Thư Hàng thật vất vả ngưng tụ phóng khoáng khí khái, trong nháy mắt bị đánh phá, chút điểm không dư thừa. Dù sao không phải ai đều có thể giống như nguyên tử, vô luận ở vào trạng thái gì, đều có thể duy trì tiêu sái xoái khí. Bay vào Kim Liên thế giới về sau, công đức xà mỹ nhân đỉnh đầu bình thiên quan nhẹ nhàng lắc lư, công đức chi lực thu liếm, thối lui ra khỏi công đức nữ đế trạng thái. Sở các chủ ngốc mau đột nhiên nghi ngờ nói, a, tiên tử chân nhỏ đâu? Rõ ràng trước đó, công đức xà mỹ nhân tại bình thiên quan nữ đế hình thức lúc, đã diễn hóa ra hai chân mới đúng. Nhưng vừa lui ra cái này nữ đế trạng thái, chân nhỏ nhưng không thấy rồi. Sở các chủ ngốc mau đối công đức xà mỹ nhân trạng thái thân thể tương đối quan tâm. Có thể là bởi vì chính nàng sắp dài đến bờ eo thon trình độ nguyên nhân, sở dĩ đối những chuyện tương tự sẽ khá để ý. Tống Thư Hàng nghe vậy hư nhược ngẩng đầu, muốn quay đầu nhìn xem công đức xà mỹ nhân hiện tại bộ dáng. Nhưng bởi vì thể hư, một hơi không thể đề lên, đầu run rẩy cả buổi cũng không có phản ứng. Sở các chủ ngốc mau đều nhìn không được, nàng ngốc mau nhẹ nhàng nhấc lên, đem Tống Thư Hàng đầu kéo lên thuận tiện lấy, đem Tống Thư Hàng đầu kéo đến ngửa ra sau góc độ, tiếp cận 180 độ kinh khủng ngửa ra sau, để Tống Thư Hàng đầu thành công giống một cái mũ sắt một dạng, treo ở phía sau. Gãy mất, sở các chủ tiền bối, muốn gãy mất. Tống Thư Hàng cảm giác mình cổ đang hướng về mình phát ra mãnh liệt kháng nghị. Đồng thời, Tống Thư Hàng thành công thấy được công đức xà mỹ nhân lúc này bộ dáng. Lúc này tiên tử, cùng lần trước muốn so, không có bất kỳ biến hóa nào. Phần eo bị một đôi cánh chim bao khỏa, cánh chim phía dưới vẫn là đầu kia thon dài đuôi rắn. Tiến hóa thất bại sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Rõ ràng nhiều như vậy công đức chi lực xuống dưới, đều để công đức xà mỹ nhân tiến vào kết kén giai đoạn tiến hóa, lại còn là không có thể đi vào hóa thành công. Công đức xà mỹ nhân nghe vậy, cười đắc ý, mở miệng phối âm, công đức tiên tử tiến hóa. Sau một khắc, nàng chóp đuôi bắt đầu vung vẩy bắt đầu. Có thể biến hóa, Tống Thư Hàng, sở các chủ ngốc mau, bạch long tỷ tỷ, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử tất cả đều tò mò tiếp cận công đức xà mỹ nhân chóp đuôi. Da đen vũ nhu tử, như cùng người cá một dạng, cái đuôi tùy thời có thể biến hóa thành hai chân sao. Chính đang khi nói chuyện, công đức xà mỹ nhân chóp đuôi đã hoàn thành diễn biến. Nàng, phân nhánh. Nguyên bản chỉ có một cái nhọn cái đuôi, phân nhánh ra, biến thành hai cái chóp đuôi. Tiến hóa siêu, công đức tiên tử, công đức xà mỹ nhân dương dương đắc y nói. Nàng hai cái chóp đuôi linh hoạt phung vẩy, bày ra các loại độ khó cao tư thế. Thậm chí còn có thể ngụy trang ra chân bộ dáng, mô phỏng bước đi. Tống Thư Hàng,
Sở các chủ ngốc mao. Xà tinh bệnh a. Đều kết kén tiến hóa, liền tiến hóa ra cái lấy ba phân nhánh công năng. Ha 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 ha, công đức xà mỹ nhân phát ra một chuỗi như chuông bạc êm tai tiếng cười, phân nhánh đuôi rắn ba đập động, mang theo tự treo đầu Tống Thư Hàng, tại nho gia kim liên thế giới trên không xẹt qua một đầu mỹ lệ quỹ tích. Bệnh tâm thần một dạng lóe sáng quỹ tích. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng vô cùng may mắn bản thân trên mặt bảo bọc một chương mặt nạ. Chí ít có thể thoáng che giấu một chút hắn xấu hổ. Da đen Vũ Nhu Tử hơi suy nghĩ một chút về sau, cùng Bạch Long tỉ tỉ liếc nhau, sau đó các nàng lặng lẽ cùng Tống Thư Hàng kéo dài khoảng cách miễn cho tự thân phong cách vẽ bị ô nhiễm. Một bên khác, nho gia kim liên thế giới chiêu đãi khách nhân lầu các chỗ. Một vị tuổi trẻ thư sinh lo lắng dò hỏi, không thấy. Lớn như vậy cái người sống, làm sao không thấy? Không biết a, vị kia từ bá tống tiền bối hạch tâm thế giới bên trong rơi ra ngoài thiếu nữ tóc vàng. Trước đó còn tại nằm tại cái này ngủ say. Nhưng chúng ta vừa quay đầu lại, nàng liền không có ở đây. Một vị nho gia đệ tử ủy khuất nói. Ta lập tức để phụ thân khóa chặt xuống vị trí của nàng, các ngươi tại phụ cận tìm xem nhìn, nói không chừng cái kia tóc vàng tiểu cô nương tại bên cạnh đi dạo. Thư sinh trẻ tuổi vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn gọi Tô Văn Khúc, chính là hằng hỏa tiền bối con trai độc nhất, đạo hiệu Ngọc Kiếm thư sinh. Nhưng ngoại giới bình thường đều xưng hô hắn một cái khác biến dị đạo hiệu đề đao thư sinh. Tô Văn Khúc đứng dậy, chạy tới hằng hỏa tôn giả vị trí. Đồng thời, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lôi ra Tống Thư Hàng dãy số. Lão sau một lúc lâu, Tống Thư Hàng điện thoại mới được kết nối. Úc úc người tốt Tống Thư Hàng thanh âm nghe tựa hồ rất khó chịu bộ dáng. Tô Văn Khúc hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, bá Tống tiền bối. Ta là Tô Văn Khúc. Nguyên lai là đề đao đạo hữu a, người gọi ta Thư Hàng là có thể. Tống Thư Hàng thanh âm khôi phục bình thường, cười nói. Tuyệt đối không thể, bá Tống tiền bối ngài thế nhưng là. Tô Văn Khúc nói đến một nửa lúc, lại đã ngừng lại câu chuyện. Bá Tống tiền bối cực có thể là thánh nhân chuyển thế a. Tìm ta có việc sao? Tống Thư Hàng hỏi. Là như vậy, trước đó. Bá Tống tiền bối người ra ngoài đối bạo côn vương tiền bối cùng cái kia thể lỏng kim loại cầu lúc, từ người hạch tâm thế giới bên trong có một vị hôn mê thiếu nữ tóc vàng rơi ra. Chúng ta không biết nàng và bá Tống tiền bối quan hệ giữa, đành phải đưa nàng an bài trước tại đãi khách các bên trong. Kết quả, vừa quay đầu lại, nàng không thấy. Tô Văn Khúc cười khổ nói. Trước đó, bá Tống tại ra ngoài đối côn vương trước, từng tại nguyên chỗ lưu lại một thanh thánh ấn đao gỗ. Duy chỉ lấy một cái hạch tâm thế giới xuất khẩu, để phòng không sẵn sàng. Mà vị này thiếu nữ tóc vàng, chính là từ nơi này xuất khẩu rơi ra ngoài. Thiếu nữ tóc vàng, người xác định không phải thiếu nữ tóc đen A Thập Lục. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Là tóc vàng, Tô Văn Khúc khẳng định nói. Ta hạch tâm thế giới bên trong có thiếu nữ tóc vàng. Tống Thư Hàng lâm vào trong hồi ức. Một lát sau, ai ra ta đi. Thật là có cái tóc vàng tiểu cô nương. Nàng làm sao rơi ra tới? Tống Thư Hàng đột nhiên nhớ tới vị này thiếu nữ tóc vàng lai lịch. Chính là bị hắn móc đi hạch tâm lò phản ứng nửa máy móc thiếu nữ tóc vàng đang sử dụng phục sinh kim tệ về sau, vẫn lâm vào ngủ say trạng thái. Lúc trước, máy móc thiếu nữ bị người cưỡng ép lắp vào hạch tâm lò phản ứng về sau, tại hạch tâm lò phản ứng đẳng cấp kịch liệt kéo lên bên dưới, bị ép dẫn hạ thiên kiếp nếu để cho nàng một mình đi đối mặt thiên kiếp. Tuyệt đối chỉ có lành lạnh một đường. Vì cứu nàng một mạng, Tống Thư Hàng đem một cái chân quý phục sinh kim tệ giao cho nàng, căn dặn nàng nắm chặt kim tệ, chết cũng không thể buông tay. Sau đó, thừa dịp thiên kiếp không chú ý thời điểm, hắn một kích đem máy móc thiếu nữ đâm chết, đưa nàng thể nội hạch tâm lò phản ứng móc ra, cưỡng chế cắt ngang thiên kiếp. Đáng tiếc, tay cầm phục sinh kim tệ đến chết đều không buông tay tóc vàng máy móc thiếu nữ, không thể tại 10 giây cùng trong 10 ngày phục sinh. Nói cách khác, tại phục sinh kim tệ bỏ tiền vận khí bên trong, nàng chuyển đến quẻ hạ. Chỉ sợ muốn 10 năm sau, mới có thể đi đến phục sinh quá trình. Nếu như Tống Thư Hàng đầy đủ giàu có lời nói, ngược lại là có thể đem tóc vàng máy móc trang phục thiếu nữ vào đến thời gian thành bên trong đi, để cho nàng sớm đi đến 10 năm phục sinh thời gian. Nhưng Tống Thư Hàng không như vậy nhiều linh thạch. Hắn mỗi một khối linh thạch đều hận không thể đẩy ra hai bên sử dụng. Tự nhiên không có khả năng lãng phí ở thời gian thành cái này ăn linh thạch nhà giàu bên trên.
Tống Thư Hàng nguyên bản đều đã trải qua làm tốt 10 năm sau nghênh đón tóc vàng máy móc thiếu nữ thức tỉnh chuẩn bị. Kết quả hôm nay, cái này tóc vàng máy móc thiếu nữ không hiểu thấu từ hạch tâm thế giới rơi ra. Sau đó lại biến mất tại nho ra đãi khách các bên trong. Nàng đây là sớm hoàn thành phục sinh. Không phải là có kỳ ngộ gì. Bá Tống tiền bối, ta chính chạy tới phụ thân vị trí, ta sẽ để hắn sử dụng kim liên thế giới quyền hạn, khóa chặt vị kia tóc vàng tiểu cô nương vị trí, chờ khóa chặt vị trí về sau, ta lại thông chi ngài. Tô Văn Khúc lên tiếng nói. Thỏa không có vấn đề. Trên thực tế, ta cũng chính chạy tới hằng hỏa tiền bối cái kia. Một hồi gặp, Tống Thư Hàng cười trả lời. Quải điệu Tô Văn Khúc trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng ý thức chìm vào đến hạch tâm thế giới bên trong. Hạch tâm tiểu trợ thủ, người ở đâu đâu? Tống Thư Hàng triệu hoán nói. Hồi phục, ta tại thống kê đánh dấu bá long nhân viên quản lý ngài chôn linh thạch vị trí, cũng tiến hành tiêu ký. Hạch tâm tiểu trợ thủ lóe lên đến Tống Thư Hàng ý thức bên cạnh, vẻ mặt thành thật trả lời. Hạch tâm tiểu trợ thủ là hắc long thế giới long lạc tiểu trợ thủ phục chế thể Tống Thư Hàng ngoại trừ là hạch tâm thế giới chủ nhân bên ngoài, vẫn là hắc long thế giới long lạc nhân viên quản lý. Sở dĩ, mỗi lần tại nghiêm túc hồi phục Tống Thư Hàng vấn đề thời điểm, hạch tâm tiểu trợ thủ sẽ áp dụng bá long nhân viên quản lý xưng hô đến hồi phục Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, thống kê đánh dấu ta chôn linh thạch vị trí, làm A đâu, người muốn làm A. Cái kia, trước đó vị kia tóc vàng máy móc thiếu nữ làm sao đột nhiên từ hạch tâm thế giới bên trong rơi ra tới. Tống Thư Hàng hỏi. Ước chừng tại bá long nhân viên quản lý ngài thi triển nhân quả đao thời điểm, vị kia tóc vàng khách nhân tiểu thư thức tỉnh, cũng từ trên giường bò lên, một đường đi vào hạch tâm thế giới xuất khẩu. Cuối cùng, từ lối đi ra rơi ra ngoài, hạch tâm tiểu trợ thủ một tay bưng lấy sách nhỏ, trả lời. Nàng chỉ phụ trách quản lý Tống Thư Hàng hạch tâm tiểu thế giới. Cũng không biết đi hạn chế hạch tâm tiểu thế giới bên trong khách nhân. Ngoại trừ hạch tâm thế giới mỗ mấy chỗ cấm địa bên ngoài, nàng cũng không biết quấy nhiễu khách nhân phạm vi hoạt động. Tóc vàng máy móc thiếu nữ không phải nuôi dưỡng ma thú, linh thú, nàng là tự do, nàng muốn rời khỏi, hạch tâm tiểu trợ thủ cũng không biết ngăn cản. Trong lúc đó, ta nếm thử hướng vị kia tóc vàng khách nhân bắt chuyện qua, nhưng nàng tựa hồ không nhìn thấy ta, cũng nghe không đến thanh âm của ta. Hạch tâm tiểu trợ thủ đem trong tay sách nhỏ hợp trở đi, nói bổ sung. Có thể là bởi vì nàng chỉ là người bình thường nguyên nhân, sở dĩ không nhìn thấy ngươi tồn tại. Tống Thư Hàng suy đoán nói, như vậy, đem trước cửa ra vào quan bế đi. Miễn cho hạch tâm tiểu thế giới bên trong lại có người rơi ra đi hắn nửa cái khuê nữ Lý Âm Trúc còn tại hạch tâm thế giới Đông Chi Điện nghỉ tay ngủ. Thi hành mệnh lệnh, hạch tâm thế giới lâm thời xuất khẩu đã đóng. Hạch tâm tiểu trợ thủ gật đầu nói. Vất vả ngươi, mặt khác hỗ trợ chiếu khán một chút Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử còn có thông nương các nàng trạng thái. Nếu như các nàng tiến vào trạng thái hôn mê lời nói, liền cho ta biết. Tống Thư Hàng lại dặn dò. Hạch tâm tiểu trợ thủ gật đầu nói, đã xếp vào trọng điểm chú ý liệt biểu. Tống Thư Hàng ý thức lại lướt qua hoạt tuyển vị trí, từ Tô Thị A Thập Lục các nàng bên người đảo qua, xác định các nàng trạng thái về sau. Ý thức từ hạch tâm thế giới rời khỏi. Đến, lúc này, đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Công đức xà Mỹ nhân nắm lấy Tống Thư Hàng, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Trên đường đi, nho gia đệ tử đều dùng kính trọng ánh mắt, nhìn qua mì sợi mềm mại bá Tống tiền bối. Sau khi hạ xuống Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng đẩy mặt nạ trên mặt. Thư Hàng, hằng hỏa tiền bối tại cách đó không xa, hướng hắn ngoắc. Hằng hỏa tiền bối, liên quan tới từ ta hạch tâm thế giới bên trong rơi ra tiểu cô nương, vẫn phải làm phiền ngươi khóa chặt xuống vị trí của nàng. Tống Thư Hàng bị công đức cùng tạo hóa tiên tử vịt, hướng hằng hỏa tiền bối tới gần. Hằng hỏa tiền bối nói, ta tại thu đến văn khúc thông chi về sau, liền đã vận dụng quyền hạn quản lý đi tìm vị kia tóc vàng tiểu cô nương. Nhưng là, ta không thể tìm tới vị trí của nàng. Liền hằng hỏa tiền bối cũng vô pháp khóa chặt vị trí của nàng. Nàng từ kim liên thế giới đi ra ngoài rồi. Tống Thư Hàng sững sờ. Hằng hỏa tiền bối có được kim liên thế giới quyền hạn quản lý. Hắn muốn tại kim liên thế giới bên trong tìm một người. Dễ như khác thường, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu ra ngoài, liền có thể khóa chặt mục tiêu. Hằng hỏa tiền bối lắc đầu, kim liên thế giới cửa ra vào, cũng không có vị kia thiếu nữ tóc vàng từng đi ra ngoài dấu vết. Nói cách khác, cái kia tóc vàng tiểu cô nương còn tại kim liên thế giới.
Da đen Vũ Nhu Tử suy tư một lát sau, hỏi, Tống tiền bối, Kim Liên thế giới ngoại trừ cùng hạch tâm thế giới tương liên bên ngoài, còn có thế giới khác tương liên sao? Tống Thư Hàng, còn có Bạch tiền bối Tà Liên thế giới, Tà Liên thế giới mới là cùng Kim Liên thế giới xứng đôi tiểu thế giới. Nhưng là, Tà Liên thế giới cùng Kim Liên thế giới ở giữa thông đạo, đã bị phong kín. Cái kia nàng có phải hay không là không cẩn thận, chạy tới nho ra cái gì trong cấm địa? Sở các chủ ngốc mau nói. Nho ra chỉnh thể di chuyển đến Kim Liên thế giới, có chút cấm địa loại hình, khẳng định là chỉnh thể di chuyển tiến đến. Cấm địa bình thường đều có đệ tử trông coi, mà lại, liền xem như tiến vào cấm địa, ta hẳn là cũng sẽ có phát giác mới là. Hằng Hỏa tiền bối cau mày suy tư. Trừ phi, là cái chỗ kia. Hằng Hỏa tiền bối, Vạn Thánh Sơn. Tống Thư Hàng, Vạn Thánh Sơn, Thánh Tịch Trì. Tòa kia có khí linh, sẽ chơi dựng ngược Vạn Thánh Sơn, còn có hắn bên trong ẩn giấu Thánh Tịch Trì. Nho ra nội bộ ẩn tàng bí mật lớn nhất chỗ. Thư Hàng tiểu hữu ngươi chờ một lát, ta lập tức đi xác nhận một chút. Hằng Hỏa tiền bối trầm giọng nói. Sau một khắc, thân hình của hắn tan biến tại nguyên địa. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tống Thư Hàng quyết định nói. Vạn Thánh Sơn là một tòa phi thường tốt chơi Thánh Sơn. Cũng không biết lần trước hắn chơi dựng ngược lúc gãy mất mảnh cánh tay mọc lại chưa. Nho ra đặc thù nhất cấm địa Vạn Thư Sơn, tòa này có bản thân ý thức Thánh Sơn, từ Nho ra Thánh Nhân khai sáng Nho ra lúc liền đã tồn tại. Bất quá tại năm ngoái trước đó, Vạn Thư Sơn mặc dù là Nho ra cấm địa, nhưng cũng không tính là trọng yếu nhất một nhóm lúc trước, ai cũng không biết tòa này Vạn Thư Sơn nội bộ ẩn giấu đi cái gì. Liền Vạn Thư Sơn tự thân cũng không biết trong cơ thể mình có cái gì đồ chơi. Nhưng ở năm ngoái, bá Tống Huyền Thánh đến Nho ra quay phim về sau, Vạn Thư Sơn liền bị Hằng Hỏa Tôn giả di chuyển đến Kim Liên thế giới bên trong, trọng điểm trông coi, trở thành Nho ra trong cấm địa trọng điểm. Tống Thư Hàng tại Kim Liên thế giới bên trong lúc, không cách nào sử dụng không gian khiêu dược năng lực, chỉ có thể dựa vào công đức, tạo hóa hai vị tiên tử đỡ lấy phi hành, sở dĩ tốc độ di chuyển không vui. Khi hắn thật vất vả đuổi tới Vạn Thư Sơn sở tại vị trí lúc, liền phát hiện Vạn Thư Sơn đại gia, lại dựng ngược. To lớn vô cùng Vạn Thư Sơn xoay chuyển, hai cái quấn lấy băng vải mảnh cánh tay run rẩy chống đỡ mặt đất, thô to hai chân hướng lên nâng lên. Rất xa, Tống Thư Hàng liền nghe đến Vạn Thư Sơn đôi kia mảnh trên cánh tay, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Cái này hai cái đeo băng cánh tay, chỉ sợ lại muốn đoạn một lần. Mà Hằng Hỏa tiền bối nhưng không thấy tung tích. Hai, Vạn Thư Sơn, lại gặp mặt, Tống Thư Hàng xa xa hướng phía Vạn Thư Sơn khua tay nói. Phải ngã, ta phải ngã Vạn Thư Sơn thống khổ kêu lên. Vạn Thư Sơn cao đạt 600-700 mét, nếu là ngã xuống tuyệt đối là chàng tai nạn. Tốt tại Hằng Hỏa tôn giả có dự kiến trước, hắn ngay từ đầu liền Vạn Thư Sơn an trí tại một mảnh to lớn chống trải chỗ, cho hắn lưu lại đầy đủ chơi dựng ngược không gian. Không cần sợ, có ta ở đây. Tống Thư Hàng phóng khoáng đạo, lấy thực lực của hắn bây giờ, gánh vác ngã xuống Vạn Thư Sơn không thành vấn đề. Đang lúc Tống Thư Hàng nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị đi lên gánh vác Vạn Thư Sơn lúc, đột nhiên hắn hai chân mềm nhũn. Bên cạnh thân tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân đồng thời buông lỏng ra nâng hai tay của hắn. Phóng khoáng bá Tống Huyền Thánh trực tiếp như mềm mại mì sợi một dạng, lấy bị ức hiếp tiểu nữ nhân chi tư, ngã ngồi tại địa. Quang cố lấy phóng khoáng, kém chút quên ta hiện tại suy yếu bất lực. Tống Thư Hàng lúng túng nói. Đỉnh đầu sở các chủ ngốc mao. Bên cạnh, tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân đồng thời tiến lên. Tạo hóa tiên tử duỗi tay tại trong hư không liên tục vẽ động, từng mai yếu hóa bản nho văn từ trong tay nàng lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một thiên vạn chữ văn chương. Cái này đưa tay vạn chữ năng lực. Khiến cho Tống Thư Hàng hâm mộ vạn phần nho ra khí chất cùng chiến đấu phong cách vẽ, một mực là hắn khát vọng mà không thể thành hình thức. Mà lại, đưa tay vạn chữ năng lực nếu như dùng để kiếm lời linh thạch lời nói, nhất định rất bạo. Yếu bản bản nho văn thiên chương trong hư không mở rộng, hóa thành một chương vài trăm mét chi cự bình chướng, ngăn tại Vạn Thư Sơn ngã xuống chỗ. Thân ở tại nho ra vị trí lúc, công đức xà mỹ nhân thực lực tựa hồ đạt được gia trì. Ở chỗ này, lực chiến đấu của nàng rõ ràng muốn so dưới trạng thái bình thường mạnh hơn một bậc. Oanh! Vạn Thư Sơn ngã xuống cái kia thiên vạn chữ nho văn đại trương bên trên, cái kia thiên nho văn bình chướng co giãn 10 phần, đã ngừng lại Vạn Thư Sơn đỉnh ngược lại chi lực.
Ngay sau đó, bên trên công đức xà mỹ nhân hai tay vỗ tay, thân hình của nàng liên tiếp cất cao. Mấy hơi ở giữa, thân hình của nàng đã cùng Vạn Thư Sơn cân bằng, nàng cái kia cái đuôi thật dài kéo căng thẳng tắp, chóp đuôi phân nhánh, chống đỡ lấy thân thể. Công đức xà mỹ nhân tiến lên, dìu lên tay áo, sau đó. Nàng tế ra công đức lôi thụ, đưa nó như bổng tử vung lên, hung hăng một kích rút trên người Vạn Thư Sơn. Quẹ ô a, Vạn Thư Sơn bị rút lật, phát ra tiếng kêu thống khổ. Thông qua động tác chậm chiếu lại lời nói, còn có thể nhìn thấy Vạn Thư Sơn bên trong bổng lúc, ngọn núi đều kém chút sụp đổ chi tiết. Tống Thư Hàng. Hắn còn tưởng rằng công đức xà mỹ nhân cự đại hóa, là muốn đem Vạn Thư Sơn đỡ lấy, không nghĩ tới là bạo lực ẩu đả công đức xà mỹ nhân cũng không có đem bản thân ôn nhu một mặt hiện ra cho Vạn Thư Sơn. Một gậy xuống dưới về sau, nguyên bản té ngã Vạn Thư Sơn, lại bị ngạnh sinh sinh đánh chính trở về. Một gậy này hiệu quả, hoàn toàn không khoa học. Da đen vũ nhu tử nhỏ giọng nói, một gậy này rốt cuộc muốn đánh như thế nào, mới có thể đem đầu dưới chân trên Vạn Thư Sơn cho đánh chính a? Tống Thư Hàng đồng ý nói, Newton đã khóc choáng tại nhà vệ sinh. Nơi này là tu chân giới, Newton không quản được nơi này. Chúng ta chỉ thích dùng Newton ca ca nghiêu bức pháp tắc. Tâm ma xích tiêu kiếm thanh âm u u truyền đến. Tại tu chân giới, nghiêu bức có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ muốn đủ nghiêu bức, liền ngay cả pháp tắc cũng có thể cưỡng ép thay đổi. Oanh! Vạn Thư Sơn bị bình định lập lại trật tự, thô to hai chân thuận lợi rơi xuống đất. Chỉ là hắn cái kia đánh lấy băng vải mảnh cánh tay, lần nữa lấy dị dạng góc độ bắt đầu vặn vẹo. Nhìn lấy liền rất đau dáng vẻ. Da đen vũ nhu tử nhắc nhở, Vạn Thư Sơn tiền bối, cánh tay của ngươi bóp méo. À, ta đã biết, màu đen tiểu cô nương. Vạn Thư Sơn nhìn lấy chính mình vặn vẹo mảnh cánh tay, chảy xuống hối hận nước mắt, da ghét nhất dựng ngược. À, Vạn Thư Sơn đạo hữu, ngươi không phải mình muốn chơi dựng ngược. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Vạn Thư Sơn lắc lắc bản thân vặn vẹo cánh tay, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy một tòa cánh tay đánh lấy băng vải đại sơn, sẽ chủ động chơi dựng ngược sao? Trên thực tế từ khi lần trước chơi dựng ngược gãy mất cánh tay về sau, Vạn Thư Sơn đối dựng ngược thì có bóng ma tâm lý. Tống Thư Hàng trả lời, ta cảm thấy bình thường đại sơn, đều khó có khả năng chơi dựng ngược. Nói đúng ra, bình thường đại sơn cũng sẽ không có cánh tay thứ này. Vạn Thư Sơn, tiểu tử này tại móc lấy cong mắng nó không bình thường đâu. Lại nói, Vạn Thư Sơn, ngươi thấy hằng hỏa tiền bối sao? Còn có một cái tóc vàng tiểu cô nương. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Tóc vàng tiểu cô nương, đúng, chính là cái kia tóc vàng tiểu cô nương. Vạn Thư Sơn nghiến răng nghiến lợi nói, trước đó ta rất xa nhìn thấy cái kia tóc vàng tiểu cô nương về sau, đột nhiên thân thể liền không bị khống chế dục dịch ngóc đầu dậy. Chưa từng có mãnh liệt muốn biểu hiện hiện lên, khiến cho ta không kịp chờ đợi cho nàng biểu diễn một cái lộn ngược ra sau. Tiểu cô nương kia tuyệt đối có vấn đề. Sự tồn tại của nàng, có thể ảnh hưởng trí thông minh của ta. Tiểu cô nương kia tự mang nhằm vào nó hàng trí quang hoàn, tuyệt đối có vấn đề. Xem ra, sự tình hướng phía xấu nhất khả năng một đường heo đột triển khai. Tống Thư Hàng thở dài. Từ tóc vàng tiểu cô nương từ hạch tâm thế giới rơi ra, đến hằng hỏa tiền bối không cách nào khóa chặt vị trí của nàng, lại đến nàng và Vạn Thư Sơn nhắc lên liên hệ, Tống Thư Hàng nội tâm liền có một đợt bất an dự cảm. Tiểu cô nương kia lai lịch có vấn đề. Sở các chủ ngốc mau nghi hoặc hỏi. Ta không xác định, bất quá, coi như nàng thật sự có vấn đề, ta cũng có phản chế thủ đoạn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đè lên bản thân bản mệnh đan điền. Tại hắn bảy cái tiểu đan điền bên trong, có một cái chính là lấy tóc vàng tiểu cô nương hạch tâm lò phản ứng chuyển hóa mà thành, nhờ vào đó, còn đã từng ra đời một cái sắt thép Tống Thư Hàng phân thân. Hiện tại, cái kia sắt thép bá Tống còn tại cộc cộc thiên đế cái kia giữ. Nói cách khác, đối phương hạch tâm đều trong tay Tống Thư Hàng. Chương trước chương tiết liệt biểu chương sau gia nhập phiếu tên sách. Đề cử đọc, Minh Sĩ Đô Thị Thiên Thư Hàn Ngu Chi Mã Tư Khắc Vị Diện Siêu Cấp Đại Giả Trí Tôn Kiếm Hoàng Ta Muốn Làm Thủ Phụ Võ Đạo Thiên Hạ Ngân Hồ Tuyệt Thế Võ Tôn Ăn Quỷ Nam Hài. Mà bây giờ, cái này mai hạch tâm lò phản ứng đã thành Tống Thư Hàng một cái tiểu kim đan, mặc kệ hắn trước kia họ gì, nhưng dù sao hiện tại hắn họ Tống. Tống Thư Hàng lần lượt tử vong, cũng không phải chết vô ích. Ở phương diện này, Tống Thư Hàng rất có tự tin. Đồng thời, hắn lại yên lặng đem bản thân đan điền bộ vị hóa thành xương mù hình thức,
sau đó lặng lẽ đem bản thân bím tóc bàn tay kéo dài đến bản mệnh tiểu đan điền bên trong, thử nghiệm đối hạch tâm lò phản ứng tiểu kim đan liền quét 30 phát dưỡng đao thuật. Tự tin thì tự tin, bảo hiểm thủ đoạn vẫn là nên. Gần nhất hắn, mỗi giờ mỗi khắc tại nhắc nhở tự thân phải cẩn thận làm việc, không thể quá lãng. Dù sao chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão ánh mắt đều theo dõi hắn. Nếu là không đủ cẩn thận, nói không chừng hắn liền bị chư thiên giới trường sinh giả đại lão treo lên đánh. Âm thầm soát xong 30 phát dưỡng đao thuật về sau, Tống Thư Hàng cảm giác không có gì hiệu quả. Dù sao hạch tâm lò phản ứng đã là hắn tiểu kim đan, là thuộc về hắn thân thể không thể cắt chém một bộ phận. Bản thân đối với mình sử dụng dưỡng đao thuật cơ bản không cảm giác. Bạch Long tỷ tỷ vừa hay nhìn thấy màn này, thuận tay liền đem một màn này ghi chép lại, tiếp sóng cho Hoạt Tuyền bên trong Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử cùng Thông Nương. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lúc này, đối diện Vạn Thư Sơn thật vất vả đem bản thân vặn vẹo cánh tay vung thẳng, để nó vặn vẹo độ cong chẳng phải rõ ràng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng, đúng rồi, các ngươi nhận biết cái kia tóc vàng tiểu cô nương. Xem như nhận biết đi. Tống Thư Hàng nói, Vạn Thư Sơn bỗng nhiên dậm chân một cái, nhận biết liền tốt, vậy lần này cánh tay của ta thương thế, liền phải tìm ngươi chi trả. Tống Thư Hàng, cần tiền không, muốn mạng một đầu, công đức xà mỹ nhân thay thế Tống Thư Hàng trả lời dùng chính là Tống Thư Hàng thanh âm. Hiển nhiên, những lời này là bá Tống đã từng nói qua lời kịch. Kỳ thật ta tạm thời, khả năng vẫn có chút tiền. Tống Thư Hàng nói, tạo hóa tiên tử xoay đầu lại. Không, người không có. Cái thanh âm này là từ trên Internet bóp video đoạn ngắn thanh âm. Tài sản bằng mắc nợ cộng người sở hữu quyền lợi, người trước đem mắc nợ thanh toán một chút. Tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở. Cũng đúng, thiếu bạch tiền bối nhiều tiền như vậy. Thừa dịp bên dưới đợt khắc kim trước đó, trước hết nghĩ biện pháp đem bạch tiền bối nợ nần cho thanh. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Sở các chủ ngốc mao. Trong lòng như thế có bước đếm được Tống Thư Hàng. Thật đúng là làm lòng người chua. Khắc kim nhất thời sảng, một mực khắc kim một mực thoải mái, căn bản không dừng được. Hạ cái đáng giá Tống Thư Hàng hiến tế cả cái côn vương bảo tàng thi triển khắc kim nhất kích địch nhân, sẽ là ai chứ? Vạn Thư Sơn mắt nhìn Tống Thư Hàng, thở dài, xem ra ngươi rất nghèo a. Nghèo ngược lại tính không lên, chỉ là một mực ở vào không linh thạch trạng thái. Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Quái đáng thương. Vạn Thư Sơn nói, thôi, lần này bồi thường liền không tìm ngươi. Đang khi nói chuyện, Vạn Thư Sơn lặng lẽ mắt liếc điểm lấy rắn nhọn giống như nó cao công đức xà mỹ nhân, còn có trong tay nàng công đức lôi thụ cái đồ chơi này quất vào trên người, lão đau. Còn tự mang thiên kiếp phóng điện công năng, điện hắn toàn thân run lên. Đúng rồi, cái kia tóc vàng tiểu cô nương về sau đi đâu rồi? Lúc này, bia đá đạo hữu lên tiếng hỏi. Vạn Thư Sơn trả lời. Tiến vào trong cơ thể ta đi. Bia đá đạo hữu đối Tống Thư Hàng nói, vậy chúng ta cũng đi vào đi, muốn từ chỗ nào cái cửa vào đi vào. Ây, Tống Thư Hàng ngắm nhìn Vạn Thư Sơn, muốn đi vào. Ta nhớ được, đến đem Vạn Thư Sơn cho lật qua. Đỉnh ngược lại Vạn Thư Sơn, thánh tịch chỉ hiện. Bia đá đạo hữu, Bạch Long tỷ tỷ. Sở dĩ, chúng ta muốn đem hắn một lần nữa cho lật qua. Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, Đạt được Tống Thư Hàng khẳng định hồi phục về sau, ánh mắt của mọi người hội tụ đến Vạn Thư Sơn trên người. Vạn Thư Sơn, đợi đã, các ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Các ngươi sẽ không lại muốn đem ta cho lật qua ha? Lãnh tĩnh một chút, ta hiện tại là thương binh. Vạn Thư Sơn vội vàng kêu lên luôn cảm giác những chuyện tương tự, lần trước cũng phát sinh qua. Lần trước cũng là dạng này. Tại hắn biểu diễn dựng ngược sai lầm bẻ gãy cánh tay về sau, còn bị một đám ác ma đưa nó cưỡng ép cắm ngược vào đại địa. Lịch sử quả nhiên chính là đài máy lặp lại, là to lớn hư không, đã đi ngày sau tất có người lại đi, dưới ánh mặt trời cũng không tân sự. Sở dĩ, quả nhiên, vẫn là chạy trốn đi. Nghĩ tới đây, Vạn Thư Sơn bước đi bản thân thô chân, liền chuẩn bị chạy trốn. Vạn Thư Sơn tiền bối không cần hoảng, lần này chúng ta đội hình khổng lồ. Đem ngươi đảo ngược thời điểm không cần phiền toái như vậy. Cam đoan toàn bộ hành trình không làm phức tạp, Tống Thư Hàng vội vàng lên tiếng an ủi. Ta tới đi, sở các chủ ngốc mao đạo, nàng từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu nhẹ nhàng nhảy xuống, hướng Vạn Thư Sơn bay đi.
lấy nàng lực lượng, chỉ cần cho Vạn Thư Sơn bên trên bố trí mấy cái bồng bềnh, phản trọng lực loại hình trận pháp, sau đó liền có thể cưỡng ép nắm lấy Vạn Thư Sơn bay lên, dựng ngược cắm vào mặt đất. Ta đi hỗ trợ, Bạch Long tỷ tỷ thân hình khẽ động, hóa ra vạn trượng thân rồng, trực tiếp quấn về Vạn Thư Sơn. Từ đầu tới đuôi, Tống Thư Hàng chỉ cần phụ trách ngồi ở bên cạnh yên lặng đứng ngoài quan sát. Chuyện còn lại, trên người vật trang sức đều có thể thay hắn làm thỏa đáng. Thậm chí nếu như hắn lười mở miệng nói chuyện lời nói, công đức cùng tạo hóa hai vị tiên tử có thể thay thế hắn mở miệng hoặc là, hắn đem mặt nạ lấy xuống, cũng có thể tạo được thay thế mở miệng tác dụng. Dưới loại tình huống này, người không có bị nuôi phế, còn thật là khó khăn. Bia đá đạo hữu yên lặng nói. Tống Thư Hàng, cái gì? Bia đá đạo hữu, không có gì, người chỉ dùng an tĩnh tại bên cạnh làm một cái mỹ nam tử liền tốt. Tại một đợt ầm ầm âm thanh bên trong, Vạn Thư Sơn lần nữa bị dựng ngược đứng lên. Nhìn thấy sinh không thể luyến bộ dáng Vạn Thư Sơn, Tống Thư Hàng rất ngượng ngùng. Mà lại, đã từng hắn biệt danh là Thư Sơn áp lực đại, luôn cảm giác cùng Vạn Thư Sơn phi thường hữu duyên. Vạn Thư Sơn bị dựng ngược lúc, hắn bỗng nhiên có loại bản thân cũng bị cưỡng ép dựng ngược ảo giác. Sau đó, hắn đi hỏi một chút các vị đại lão các tiền bối, có biện pháp nào không cho Vạn Thư Sơn trang một đôi cường hóa cánh tay. Đến lúc đó, Vạn Thư Sơn muốn dựng ngược liền dựng ngược, muốn lật bổ nhào liền lật bổ nhào. Trong lúc đang suy tư, Vạn Thư Sơn giống lần trước một dạng phát sinh biến hóa. Thân thể của nó vỡ ra, lộ ra một quyển thánh nhân tu thân phú. Bản này thánh nhân tu thân phú chính là tiến vào thánh tịch chỉ một trong mấu chốt. Ngoại trừ bản này tu thân phú bên ngoài, còn cần nắm giữ thánh nhân dưỡng tính phú, hai thiên văn chương hợp hai làm một, mới có thể tiến nhập bên trong ngọn thánh sơn thánh tịch chỉ không gian. Các vị, trước trở về trong cơ thể ta mang mọi người tiến vào thánh tịch chỉ. Tống Thư Hàng xuất thủ, bắt đầu chép lại thánh nhân dưỡng tính phú. Hắn đã tiến vào một lần thánh tịch trì, đối với quá trình quen đến hung ác. Theo hai thiên thánh nhân văn chương bị viết đi ra, thánh tịch trì lối vào mở ra. Đi, Tống Thư Hàng tại hai vị tiên tử nâng đỡ, bay vào đến thánh tịch trì không gian. Cùng lúc đó, ngay tại Tống Thư Hàng tiến vào thánh tịch trì sát na, có một đạo tóc vàng thân ảnh, rất khéo từ thánh tịch trì không gian bên trong chui ra. Một vào một ra, Tống Thư Hàng cùng nàng vừa vặn sượt qua người. Một cái hướng về phía trước, một cái hướng về sau, lẫn nhau đều không phát giác được đối phương. Tống Thư Hàng xe nhẹ đường quen tiến vào thánh tịch trì sở tại không gian. Sau đó, hắn liền thấy được trước hắn một bước tiến vào hằng hỏa tiền bối. Lúc này hằng hỏa tiền bối ngồi ở nguyên bản rất sâu thánh nhân chỗ ngồi, một mặt nghiêm túc biểu lộ. Tống Thư Hàng, vì cái gì hằng hỏa tiền bối sẽ ngồi ở chỗ này? Hắn lại quay đầu nhìn một vòng. Vị kia thiếu nữ tóc vàng nhưng không thấy tung tích. Còn có nho ra thánh nhân cắn rơi thiên đạo cầu bộ phận tồn tại về sau, biến thành thánh nhân bộ dáng thánh tịch trì, cũng không thấy bóng dáng. Lần trước lúc Tống Thư Hàng bọn người đi vào, thánh tịch trì chân thân hóa thành nho ra thánh nhân bộ dáng, xếp bằng ở cái kia, hướng đại gia phát ra nho ra thánh nhân cái kia rất sâu một đời. Sóng vai phụ thánh nhân truyền thừa trọng trách. Hiện tại, vị trí này đổi thành hằng hỏa tiền bối. Tống Thư Hàng lá gan, không khỏi ẩn ẩn co rút đau đớn bắt đầu hắn cái này lá gan đau nhất là tổ truyền. Tống ba ba cũng là dạng này, gặp chuyện không thuận trước phải lá gan đau nhất một đợt. Bệnh di truyền, không chữa được. Hiện thực tổng là cốt cảm làm cho người khó chịu. Tống Thư Hàng sờ lên bản thân lá gan bộ vị chỗ. Mỗi khi người cảm thấy hiện thực đã đủ thon thả, không cách nào lại gây thời điểm. Hiện thực liền sẽ rất không hạn cuối lại co lại một vòng, biến càng thêm cốt cảm. Tống Thư Hàng một tay sờ lá gan, mà hằng hỏa tiền bối thì một mặt nghiêm túc theo dõi hắn. Hằng hỏa tiền bối, cái kia, thánh tịch chỉ đâu? Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Tống Thư Hàng cần hướng hằng hỏa tiền bối xác minh một chút. Đồng thời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để công đức xà mỹ nhân trước tiên lui ra thánh tịch chỉ không gian, trở lại Vạn Thư Sơn vị trí, tìm kiếm cái kia tóc vàng tiểu cô nương. Nếu như nhìn thấy cái kia tóc vàng lời nói của tiểu cô nương, trước tiên đưa nàng khóa chặt, đừng cho nàng rời đi nho ra kim liên thế giới, nơi này là nho ra kim liên thế giới, tóc vàng tiểu cô nương muốn đi ra ngoài không dễ dàng như vậy. Công đức xà mỹ nhân khẽ gật đầu, thân hình từ thánh tịch chỉ không gian rời khỏi, đi lục soát thiếu nữ tóc vàng tung tích. Can hệ trọng đại,
nàng có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng trong lòng nôn nóng cảm xúc, sở dĩ không có ở lúc này bì một chút, mà là nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ. Nguyên lai là ngươi a. Lúc này, Hằng Hỏa tiền bối mở miệng, dùng một loại tang thương giọng nói, đáng tiếc, ngươi cùng thánh nhân truyền thừa vô duyên, ngươi cùng Nho gia cũng là hữu duyên vô phận. Tống Thư Hàng, có thể hay không hảo hảo tán gẫu? Ta cùng Nho gia hữu duyên vô phận sự tình, chúng ta có thể đừng có lại sách sao? Mặt khác, Hằng Hỏa tiền bối giọng điệu này, không phải là thánh tịch trì phụ thể. Vì cái gì thánh tịch trì sẽ cùng Hằng Hỏa tiền bối hợp thể? Tại hắn tiến vào Vạn Thư Sơn trước đó, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tống Thư Hàng trong lòng nổi lên một chuỗi nghi hoặc. Không sai, bởi vì rất phức tạp nguyên nhân, trước mắt ta chính tạm mượn vị này Nho gia truyền nhân thân thể hiện hình. Hằng Hỏa tiền bối mở miệng tang thương nói. Tống Thư Hàng. Hắn đưa thay sờ sờ bản thân bộ mặt, mặt nạ vẫn còn ở đó. Sở dĩ đây không phải đọc mặt thuật, mà là xúc phạm tư ẩn pháp đọc tâm thuật. Mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng thánh tịch chỉ tiền bối ngươi còn tại liền tốt. Tống Thư Hàng lá gan đau nhức triệu chứng thoáng hóa giải một số. Thiếu nữ tóc vàng là bởi vì hắn nguyên nhân rơi vào kim liên thế giới. Nếu như bởi vì nàng nguyên nhân, dẫn đến Nho gia trọng yếu nhất thánh tịch chỉ xuất hiện ngoài ý muốn, Tống Thư Hàng không biết đến áy náy thành dạng gì. Mà lại, thánh tịch chỉ vật chân quý như vậy, khẳng định rất đắt, hắn suy nghĩ, bản thân cũng không lớn khả năng bồi thường nổi. Như vậy tiền bối, ngươi có thấy hay không một cái tóc vàng tiểu cô nương? Tống Thư Hàng tiếp tục hỏi. Rời đi, nàng dựa dẫm vào ta thu hồi thứ thuộc về nàng, liền rời đi. Thánh tịch chỉ phụ thân Hằng Hỏa trầm ổn nói. Thứ thuộc về nàng, Tống Thư Hàng đại não bắt đầu ra sức vận chuyển. Nhưng đáng tiếc nhân quả đao di chứng còn không tán đi, đại não đứng máy triệu chứng còn tại làm dịu bên trong, đại não vận chuyển hiệu suất không cao. Vì cái gì tóc vàng tiểu cô nương sẽ cùng thánh tịch chỉ dính líu quan hệ? Nàng có cái gì che giấu tung tích, thuộc về nàng đồ vật là cái gì? Tống Thư Hàng khổ sở suy nghĩ, phỏng đoán. Sở các chủ ngốc mau bén nhạy phát giác được Tống Thư Hàng sọ não nhiệt độ tăng lên. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ Tống Thư Hàng sọ não. Đối thánh tịch chỉ nói, đạo hữu có thể đem cái kia tóc vàng tiểu cô nương sau khi đi vào phát sinh sự tình, cùng chúng ta giảng một chút sao? Đơn giản tới nói, tại trước đây không lâu, ta đột nhiên cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Mà nàng, cũng cảm ứng được ta tồn tại. Mặc dù ta cùng nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, nhưng chúng ta lẫn nhau ở giữa, có một loại cùng chung chí hướng duyên phận bắt đầu ấp ủ. Nàng hấp dẫn lấy ta hấp dẫn lấy nàng. Cuối cùng, vận mệnh đưa nàng dẫn tới trước mặt của ta. Thánh tịch trì lên tiếng nói. Thì ra là thế, tổng kết tới nói, là ngươi nổi. Bia đá đạo hữu đúng trọng tâm bình luận mơ tưởng đem trách nhiệm vung nổi cho vận mệnh. Ngươi sai rồi, nàng đi vào trước mặt của ta, là chân chính vận mệnh. Bởi vì, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, thánh tịch trì nghiêm túc trả lời. Tại thiên đạo sụp đổ một sát na kia, sứ mạng của nó liền đã kết thúc. Thiên đạo đều vong. Này thiên đạo cầu bị thánh nhân thôn vệ cái kia một bộ phận tồn tại, liền đã mất đi ý nghĩa. Hắn cũng không cần lại ẩn tàng tại Vạn Thư Sơn bên trong, hắn tự do. Mà liền tại hắn không còn bị hạn chế thời điểm, duyên phận lại đem thiếu nữ tóc vàng này dẫn tới trước mặt của nó, đây là vận mệnh chỉ dẫn. Đang lúc thánh tịch chỉ nói vận mệnh A, duyên phận A, sứ mệnh A loại hình cao đại thượng từ ngữ thời điểm. Cái đại sảnh này không gian bên trong. Đột nhiên có một màn hình ảnh chiếu đi ra. Hình ảnh bên trong, tóc vàng tiểu cô nương một mặt mê mang đứng trong đại sảnh. Mà thánh tịch chỉ biến thành rất sâu thánh nhân, xếp bằng ở trước mặt nàng. Tóc vàng tiểu cô nương lên tiếng hỏi, nơi này là địa phương nào? Ta có phải hay không chết rồi? Cửa hàng trưởng đâu? Nơi này là Vạn Thư Sơn bên trong, thánh tịch chỉ không gian. Thánh tịch chỉ biến thành thánh nhân trầm giọng nói, ngươi là ai? Tóc vàng tiểu cô nương, ta là. Ta tới, thu hồi đồ của ta. Đột nhiên, trên người nàng phát ra một cái thanh âm giống như máy móc. Tóc vàng tiểu cô nương mắt trái mặc dù sinh động như sống, nhưng là máy móc kết cấu. Bao quát thân thể của nàng, cũng có đại bộ phận là máy móc cải tạo trạng thái. Bị Nho gia thánh nhân đoạt đi tồn tại, hiện tại, ta muốn lấy về. Tóc vàng tiểu cô nương thân thể không tự chủ được tới gần thánh tịch trí thân thể. Thánh tịch chỉ muốn kháng cự nàng, nhưng nó kháng cự thủ đoạn không có hiệu lực. Cuối cùng,
thiếu nữ tóc vàng bàn tay thành công đặt tại thánh tịch trì trên người. Từ thánh tịch trì thể nội, có một đạo hóa lỏng kim loại huyết dịch bị rút lấy đi ra, dung nhập vào thiếu nữ tóc vàng thể nội. Thậm chí, tính cả thánh tịch trì nhục thân, cũng bị cùng nhau cướp đoạt. Không chỉ có là thiên đạo cầu đã từng bị thôn phệ tồn tại, liền nho ra thánh nhân truyền thừa, nàng cũng phải lấy đi. Không muốn, không muốn, ta không nên bị tiếp tục cải tạo. Cửa hàng trưởng cứu ta tóc vàng tiểu cô nương khóc kêu. Nhưng nàng không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Thánh tịch trì cũng bất lực. Mấy hơi về sau, mắt thấy thánh tịch trì muốn bị hoàn toàn hấp thu lúc. Hạch tâm đâu, ta hạch tâm đâu, cái kia tiếng kim loại âm đột nhiên nghi ngờ nói, rõ ràng khi tỉnh lại, ta còn cảm ứng được sự tồn tại của nó. Ngừng ngừng lại mấy tức sau. Đột nhiên, thiếu nữ tóc vàng đột nhiên quay người. Vứt bỏ bị hút thành làm thánh tịch trì, rời khỏi thánh tịch trì không gian nàng tựa hồ cảm ứng được hạch tâm khí tức. Tại tóc vàng máy móc thiếu nữ quay người rời đi thánh tịch trì không gian đọc đầu quá trình bên trong, lại có một bóng người tiến vào vạn thư sơn thánh tịch trì trong không gian. Là hằng hỏa tiền bối. Hằng hỏa tiền bối tiến vào thánh tịch trì, một chút liền nhìn thấy bị hút thành làm thánh tịch trì chân thân. Hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, duỗi tay tiếp được hư nhược thánh tịch trì khô. Liên tục không ngừng đem bản thân linh lực quán thâu đi vào. Thánh tịch trì là thánh nhân di vật, sự tồn tại của nó đối nho ra ý nghĩa trọng đại, không cho sơ thất. Hình ảnh dừng ở đây. Lại phía sau nội dung cốt truyện hẳn là hằng hỏa tiền bối cùng thánh tịch trì hợp thể khâu, lại sau đó chính là Tống Thư Hàng mang theo vật trang sức tiến vào tràng cảnh. Hình chiếu tiêu tán về sau, Tống Thư Hàng trầm mặc không nói. Hắn nhớ lại hình chiếu bên trong kim phát máy móc thiếu nữ kêu to cửa hàng trưởng cứu mạng lúc, lão lo lắng. Rõ ràng là lần trước nàng chính là bị Tống Thư Hàng một kích đâm chết. Không nghĩ tới tại thời khắc nguy cấp, tóc vàng máy móc thiếu nữ trước tiên cầu cứu đối tượng vẫn như cũ là Tống Thư Hàng cái này nhà hàng cửa hàng trưởng. Hình chiếu tiêu tán về sau, thánh tịch chỉ phụ thân hằng hỏa tiền bối, một mặt xấu hổ. Cùng chung chí hướng, hữu duyên. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về phía hắn, chất phác cười nói. Nếu không phải tóc vàng máy móc thiếu nữ thiếu đi cái trọng yếu hạch tâm, hiện tại thánh tịch trì chỉ sợ đã bị hấp thu sạch sẽ, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại đi. Cái này thật có duyên, ác duyên. Sở các chủ ngốc mau hơi suy nghĩ một chút, hỏi, hình chiếu bên trong tiểu cô nương này cùng thiên đạo cầu có quan hệ sao? Hiện tại Tống Thư Hàng đại não ở vào đứng máy thời điểm, sở dĩ. Phức tạp vấn đề từ sở các chủ điếu mau phụ trách suy nghĩ, cũng thay thế Tống Thư Hàng đưa ra mấu chốt nghi hoặc. Nói đúng ra, hẳn là tiểu cô nương này trên người cơ giới bộ phân, cùng đã qua đời thiên đạo có quan hệ. Mặc dù không biết cái kia cơ giới bộ phân xảy ra điều gì ngoài ý muốn, suy yếu đến muốn bám vào nhân loại trên người. Nhưng bằng vào ta kinh nghiệm đến phỏng đoán, tiểu cô nương kia trên người cơ giới bộ phân, chỉ sợ là đạo khí cấp bậc đồ vật. Thánh tịch trì trầm giọng nói. Thuận tiện dùng tang thương thanh âm uy nghiêm vãn hồi bên dưới hình tượng của mình. Đạo khí A, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Tu sĩ khác cuối cùng cả đời đều không cơ duyên gặp gỡ đạo khí, Tống Thư Hàng đã gặp gỡ mấy cái. Mọc ra mắt tinh cầu đại lão, cửu tu phượng hoàng đao, cùng tóc vàng máy móc thiếu nữ, còn có tính nửa cái đạo khí bia đá đạo hữu, cùng có được đạo khí đặc thù tà liên, kim liên, hạch tâm thế giới. Sở các chủ ngốc mau hơi suy nghĩ một chút về sau. Lại gõ gõ Tống Thư Hàng, đúng rồi, Thư Hàng. Cái kia tóc vàng tiểu cô nương hạch tâm, có phải hay không ở trên thân thể ngươi? Hừm, không sai, Tống Thư Hàng gật đầu nói, cái kia kỳ lạ hạch tâm lò phản ứng, hiện tại đã trở thành hắn tiểu kim đan một trong. Bây giờ, hạch tâm lò phản ứng sớm đã thành thân thể của hắn không thể chia cắt một bộ phận. Là hắn tu chân nói chuyện phiếm thiên phú cơ sở thiết bị một trong. Cũng là cấu thành Tống Thư Hàng cái này chỉnh thể hệ thống ắt không thể thiếu bộ kiện. Bia đá đạo hữu nhắc nhở, sở dĩ, nàng vội vàng từ thánh tịch trì bên trong ra ngoài, có phải hay không là muốn đi tìm ngươi? Thánh tịch trì phụ lời nói, cái kia tóc vàng tiểu cô nương từ nơi này không gian rời đi đọc đầu vừa mới kết thúc, bá Tống tiểu hữu ngươi lại vừa vặn tiến đến. Các ngươi vẻn vẹn cơ hồ một vào một ra, đều không mang theo thời gian khoảng cách. Bạch Long tỉ tỉ vòng quanh Tống Thư Hàng cổ. Ngáp một cái, sở dĩ, Thư Hàng ngươi sau đó phải đối mặt mục tiêu xuất hiện. Tống Thư Hàng, muốn hay không vội vã như vậy a? Hắn vừa đối bạo côn vương cùng thiên đạo di thuế cầu, hiện tại còn hư yếu cùng trùng thân mềm một dạng, không có chút nào cấn tay.
đánh quyền kích còn có hiệp nghỉ ngơi chứ. Sở các chủ ngốc mau an ủi, đừng hoảng hốt, người giấu ở hạch tâm thế giới Côn Vương bảo tàng là thời điểm phát huy được tác dụng. Người phân nhóm chôn xong linh thạch, đều đã bị hạch tâm tiểu trợ thủ tiêu ký tốt vị trí, ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hạch tâm tiểu trợ thủ có thể trước tiên đưa chúng nó móc ra, hiến tế, hóa thành thần kích lực lượng. Các ngươi là ma quỷ sao? Tống Thư Hàng trừng to mắt. Khó trách hắn chôn giấu bảo vật địa phương, hạch tâm tiểu trợ thủ muốn từng cái tiêu ký. Nam nhân giấu chút tiền riêng, dễ dàng sao? Dễ dàng sao? Thật vất vả mới đạp vào nhân sinh đỉnh phong, kế thừa Côn Vương tiền bối tài phú, chẳng lẽ lại muốn khác ra ngoài? Còn nữa, tóc vàng máy móc thiếu nữ cũng không phải là chỉnh thể, nàng chia làm nhục thân cùng cơ giới hóa hai bộ phận. Khắc kim nhất kích xuống dưới, tóc vàng máy móc thiếu nữ nhục thân khẳng định cũng thập tử vô sinh. Điểm ấy là Tống Thư Hàng không hy vọng nhìn thấy. Nghĩ tới đây lúc, Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn về thánh tịch chỉ phụ thể hằng hỏa tiền bối. Ngoại trừ khắc kim bên ngoài, thánh tịch chỉ có hay không hắn có thể cung cấp lựa chọn phương án. Nếu quả như thật chỉ có khắc kim một đường lời nói, không biết nho ra thanh lý hay không thanh lý hắn khắc kim tiêu hao. Tựa hồ là đọc đến ra Tống Thư Hàng tâm tư, thánh tịch chỉ phụ thể hằng hỏa tiền bối khẽ mỉm cười nói, nếu như muốn đối phó vị kia đạo khí hóa thân thiếu nữ tóc vàng, kỳ thật cũng không có phiền toái như vậy. Tống Thư Hàng vội vàng ngồi xuống thân thể, thánh tịch chỉ tiền bối thỉnh giảng. Tạo hóa tiên tử cùng da đen vũ nhu tử ngồi thành hàng, đoan chính cùng hắn ngồi thành một loạt, đóng vai rửa tai lắng nghe hình. Rất đơn giản, nếu như muốn đối phó nàng, chỉ cần đưa nàng đẩy ra kim liên thế giới, đưa nàng chuyển rời đến hiện thế là đủ. Thánh tịch trì chậm rãi nói. Đưa nàng chuyển rời đến hiện thế, Tống Thư Hàng trước đó còn muốn lấy để công đức xà mỹ nhân đưa nàng lưu tại kim liên thế giới, đừng để nàng chạy trốn. Nàng từ trên người ta đem thánh nhân thôn phệ thiên đạo cầu bộ phận tồn tại cho lấy trở về. Nhưng bởi vì không có hạch tâm nguyên nhân, nàng thu hồi thiên đạo cầu tồn tại không chỗ an trí. Ở cái này thiên đạo sụp đổ trong hoàn cảnh, nàng nếu là đặt chân hiện thế, chỉ có một cái khả năng. Thánh tịch trì mười ngón hư nắm, sau đó bỗng nhiên bắn ra, oanh một tiếng, nổ thành yên hoa. Nếu như nàng hạch tâm vẫn còn, có thể đem thiên đạo cầu tồn tại chuyển rời đến hạch tâm bên trong, khiến cho tự thân tiến hóa, trở thành hoàn mỹ đạo khí, lấy đạo khí hình thức tồn thế. Đáng tiếc, nàng đã mất đi trọng yếu hạch tâm. Tống Thư Hàng ngồi thẳng thân thể, hỏi, nếu như bạo tạc lời nói, cái kia tóc vàng tiểu cô nương. Đương nhiên cũng đi theo nổ tung, thánh tịch chỉ nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, tổ chức tiếng nói của chính mình, hỏi, mặc dù có chút nghĩ đến quá đẹp. Nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút tiền bối, có cái gì tao thao tác, có thể làm tóc vàng tiểu cô nương còn sống xuống dưới, hoặc là làm nàng có sống lại cơ hội. Chỉ nổ rớt thiên đạo cầu tồn tại bộ phận cùng máy móc thân thể bộ phận. Người cũng biết là nghĩ quá đẹp, còn hỏi. Thánh tịch chỉ cười nhạo nói. Tống Thư Hàng thở dài, đây chính là hy vọng a. Biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là nhìn không được suy nghĩ, đây chính là người a. Thật có lỗi, ta không phải là người, sở dĩ không thể trải nghiệm tâm tình của ngươi. Thánh tịch chỉ lãnh khốc trả lời. Tống Thư Hàng. Ta không có thể giúp ngươi phương án, nếu như ngươi thật sự muốn có được hy vọng, vậy liền bản thân đi nếm thử đi. Bất quá, ngươi muốn làm tốt nỗ lực to lớn đại giới chuẩn bị. Không có nỗ lực, liền sẽ không có hồi báo. Thánh tịch chỉ đối Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tiến lên đây, tựa hồ có cái gì muốn truyền thừa cho hắn. Cái này tiết tấu, thánh tịch chỉ là muốn cho hắn tiến hành truyền thừa. Nho ra thánh nhân truyền thừa mặc dù cùng hắn vô duyên. Nhưng thánh tịch trì trên người khẳng định không chỉ nho ra thánh nhân một loại truyền thừa. Thánh nhân tọa hạ còn có 13 kiếp tiên đệ tử đâu. Lần trước tới thời điểm, thánh tịch trì còn cho tiến vào vạn thư sơn không gian cửu châu nhất hào quần thành viên, đều phát cái đạo thuật, thần thông. Tống Thư Hàng bây giờ tôi thể tứ đại công pháp bên trong nho ra kim cương thân chính là lần trước tại thánh tịch trì bên trong lấy được. Mà lần này, thánh tịch trì nói không có phương án có thể giúp hắn. Chỉ có thể dựa vào chính hắn đi nếm thử. Như vậy lúc này, hắn muốn cho bản thân truyền thừa lời nói. Lớn nhất khả năng, chính là tri thức truyền thừa đi. Tống Thư Hàng hiện tại khát vọng tri thức, cần tri thức, cũng chỉ có thể tồn trữ được tri thức tài phú. Thế là, tại tạo hóa tiên tử nâng đỡ, Tống Thư Hàng đi tới thánh tịch chỉ phụ thể hằng hỏa tiền bối trước mặt.
Hằng Hỏa tiền bối duỗi tay lăng không ấn xuống, ra hiệu Tống Thư Hàng ngồi vào hắn phía dưới. Tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt, sau đó lôi kéo Tống Thư Hàng, đem hắn vị trí dọn xong. Sau đó, thánh tịch chỉ cái kia rộng thùng thình bàn tay, đặt tại Tống Thư Hàng trên đầu. Đây quả nhiên là muốn tiến hành truyền thừa nghi thức. Diệu a, Tống Thư Hàng nội tâm có loại rốt cục khổ tận cam lai cảm giác. Đồng thời, sở các chủ ngốc mau nhanh chóng chạy tới Bạch Long tỷ tỷ trên đầu miễn cho ảnh hưởng Tống Thư Hàng thu hoạch được truyền thừa. Bạch Long tỷ tỷ duỗi ra móng vuốt nhỏ hướng đỉnh đầu của mình chụp tới, nhưng thu nhỏ hình thể bên dưới nàng móng vuốt quá ngắn, đủ không đến đầu của mình. Khụ khụ, thánh tịch chỉ phụ thể Hằng Hỏa tiền bối ho nhẹ một tiếng, sau đó hắn một mặt uy nghiêm nói, bá Tống tiểu hữu, người muốn hủy đi thiên đạo cầu còn sót lại đạo khí, lại phải cứu cái kia tóc vàng tiểu cô nương, cần một loại lưỡng toàn tề mỹ phương án. Đáng tiếc, ta trí tuệ không đủ, không cách nào vì ngươi cung cấp có thể được phương án. Nhưng ta tin tưởng, chỉ muốn ngươi chịu đi làm, chịu trả giá đắt, trên đời này chung quy sẽ có song toàn chi pháp. Đang khi nói chuyện, thánh tịch chỉ khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên bắt đầu. Mà Tống Thư Hàng đang nghe lưỡng toàn tề mỹ mấy chữ lúc, ở vào đứng máy di chứng trạng thái trong đại não. Đột nhiên hiển hiện công đức xà mỹ nhân tu luyện công pháp thế gian song toàn pháp công đức thuật. Chẳng lẽ, thánh tịch chỉ muốn truyền thụ cho hắn tương tự thần thông? Sở dĩ, ở chỗ này, ta chỉ có thể yên lặng chúc phúc ngươi. Thánh tịch chỉ bàn tay dùng sức đặt tại Tống Thư Hàng sọ não bên trên, phảng phất muốn đem bản thân một thân lực lượng đều ấn xuống, muốn đem Tống Thư Hàng sọ não theo lõm. Ta chúc phúc ngươi, ngươi sau đó hành sự, chắc chắn mọi chuyện thông thuận. Ta chúc phúc ngươi, ngươi sẽ có đầy đủ trí tuệ, đi làm xong toàn sự tình. May mắn làm bạn ngươi trái phải, trí tuệ cùng ngươi đồng hành, ngươi tại không thể có thể bên trong nhìn thấy hy vọng, biến không thể thành có thể. Đi người thường kia không thể sự tình. Đi thôi, tin tưởng mình, ngươi đem siêu việt cực hạn, càng siêu bản thân. Thánh tịch chỉ dùng sức hét lớn một tiếng, trên bàn tay gân xanh bạo tẩu. Sau một khắc, hắn dùng sức vung lên. Đem Tống Thư Hàng từ thánh tịch trì không gian bên trong cưỡng ép vỗ ra. Thánh tịch trì không gian bên ngoài, đỉnh ngược lại Vạn Thư Sơn bên trong. Tống Thư Hàng một mặt mộng ép bay ra. Tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử còn có Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử đồng loạt ra tay, đem mềm thành mì sợi Tống Thư Hàng nâng. Sở các chủ ngốc mau dùng sức nhảy lên, từ Bạch Long tỷ tỷ đỉnh đầu vọt lên, nhảy trở lại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, hỏi, ngươi thu được cái gì truyền thừa? Tống Thư Hàng. Bạch Long tỷ tỷ nhìn từ trên xuống dưới Tống Thư Hàng, dò hỏi, mặc dù nhìn không thấy mặt của ngươi, nhưng từ ngươi ngôn ngữ tay chân đến xem, ngươi lấy được truyền thừa không thỏa nhân ý. Tạo hóa tiên tử nghiêng đầu nhìn qua Tống Thư Hàng, Tống ngốc ngốc. Ta, tựa hồ không có thu hoạch được truyền thừa. Tống Thư Hàng đã từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài, từ vỏ đại não đến đại não ý thức chỗ sâu, toàn bộ kiểm tra một lần. Nhưng là... Hắn liền truyền thừa cái bóng đều không có nhìn thấy. Có phải hay không là người đầu óc còn rơi vào mơ hồ, không phát giác? Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng cuốn một cái, ý thức của nàng đem Tống Thư Hàng từ đầu đến chân quét nhìn một lần. Một lát sau, sở các chủ ngốc mau cong thành một cái, hình dạng, nói, tựa hồ thật sự không có thay đổi gì. Lúc này, bên hông bia đá đạo hữu tựa hồ nghĩ thông suốt, hắn lên tiếng phân tích nói, có lẽ... Vị kia thánh tịch trì, chỉ là đơn thuần vì Tống Thư Hàng chúc phúc. Dù sao thánh tịch trì mở miệng đã nói lên, hắn không cách nào giúp bá Tống đạo hữu cái gì, chỉ có thể yên lặng chúc phúc bá Tống đạo hữu. Bạch Long tỷ tỷ, sở các chủ ngốc mau. Da đen vũ nhu tử nhỏ giọng nói, Tống tiền bối, người tựa hồ thật sự không được đến truyền thừa. À, ta đã biết, vũ nhu tử, Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên. Dạng này có thể miễn cho nước mắt từ trong hốc mắt rơi ra tới. Bò, ò, chính đang khi nói chuyện, công đức xà mỹ nhân tỏa kỵ công đức phì kình từ Tống Thư Hàng sau lưng chui ra, phát ra một tiếng nghiêu giống. Công đức xà mỹ nhân khóa chặt tiểu lăng tiêu thân ảnh. Tống Thư Hàng nói, đầu óc của hắn trạng thái khôi phục không ít, mơ hồ nhớ lại tóc vàng máy móc thiếu nữ còn cho chính nàng lấy ra một cái tiếng chung danh tự, gọi là lăng tiêu. Trên thực tế, nàng căn bản không biết cái tên này là cái gì hàm ý, liền cùng rất nhiều nước ngoài bạn bè ưa thích cho mình lấy cái bút họa phức tạp tiếng Trung tên, hoặc đem tiếng Trung đương hình xăm một dạng, như ruo, như gà chờ chữ. Bò, ò,
bò, ò, bò, ò, công đức phì kình lại liên tục kêu to nói. Không tốt, tiểu cô nương kia muốn chạy trốn Kim Liên thế giới. Tống Thư Hàng vội la lên. Bạch Long tỉ tỉ ngắm nhìn Tống Thư Hàng, lại nhìn mắt tạo hóa tiên tử nàng rốt cục xác định, Tống Thư Hàng tại một số loại quỷ dị ngôn ngữ phương diện, rất có thiên phú. Đi, tuyệt đối không thể để cho nàng mạnh mẽ xông tới đến hiện thế. Sở các chủ tiền bối, Bạch Long tỉ tỉ, tạo hóa tiên tử, chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước. Tống Thư Hàng hướng 7 giờ đồng hồ vị trí một chỉ, nơi đó chính là tóc vàng máy móc thiếu nữ vị trí. Nếu như lúc này để tóc vàng máy móc thiếu nữ xông qua hiện thế đi, thân thể của nàng liền hóa hóa đạo nổ tung. Bạch Long tỉ tỉ dung thân huyễn hóa ra dài 10 mét long thể, nói, ta tốc độ nhanh, đến mang các ngươi bay. Sở các chủ ngốc mau mỉm cười, ôn nhu nói, Thư Hàng, sau này chuẩn bị vui sướng đi, ngươi sẽ thành hàng thật giá thật long kỵ sĩ. Ngự long phi hành. Sở các chủ vừa dứt lời, Bạch Long tỉ tỉ cái đuôi cuốn một cái, đem Tống Thư Hàng cùng hắn vật trang sức nhóm cùng một chỗ quấn lấy, kéo lấy hắn hướng 7 giờ phương hướng bay. Tống Thư Hàng. Tống tiền bối, người nghĩ tốt lưỡng toàn tề mỹ phương án sao? Da đen vũ nhu tử hỏi. Lúc này nàng, tạo hóa tiên tử, linh quỷ tiên tử bị Bạch Long tỉ tỉ đánh mau, lưng tựa lưng trói thành một đoàn. Sở các chủ ngốc mau nhắc nhở, hắn não còn hồ đây. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, tóm lại, trước đem nàng lưu lại, đừng cho nàng tiến vào hiện thế. Chỉ muốn đem nàng lưu lại về sau, chúng ta có thể hảo hảo nghiên cứu một chút của nàng thân thể máy móc kết cấu. Có lẽ có biện pháp đem cơ giới bộ phân chỉnh thể dỡ xuống. Đúng, Bạch tiền bối có lẽ sẽ đối với thiên đạo cầu lưu lại đạo khí cảm thấy hứng thú, việc này có thể hướng Bạch tiền bối hồi báo một chút. Chính đang khi nói chuyện, Bạch Long tỷ tỷ đã mang theo đám người, đến công đức xà mỹ nhân cùng tóc vàng máy móc thiếu nữ vị trí. Kết thúc, còn sớm đây, từ tóc vàng máy móc thiếu nữ trên người vang lên cái kia kim loại thanh âm, chuyện xưa của ta còn chưa kết thúc, còn đem tiếp tục kéo dài tiếp. Muốn đem ta lưu lại, ngươi không có thủ đoạn này. Đối diện, công đức xà mỹ nhân mặt không biểu tình thì thầm, ta gọi Tống Thư Hàng, là tên Giang Nam Đại học học sinh, ta hiện tại hoảng đến ép một cái, hôm nay là ta một lần cuối cùng nhân tiền hiển thánh, cũng là ta chính thức chứng đạo huyền thánh thời gian. Đây là hai kiện phi thường tốt đẹp sự tình, là ta đạp vào nhân sinh đỉnh phong thời cơ. Nhưng đột nhiên, thiên đạo lại nổ. Tống Thư Hàng. Vì cái gì đoạn này lời kịch công đức xà mỹ nhân đều sẽ biết. Rõ ràng một đoạn này lời kịch, lúc ấy hắn đều không niệm đi ra, chỉ ở trong đáy lòng thầm suy nghĩ nghĩ. Không đúng, khả năng. Có lẽ, hắn lúc ấy bởi vì quá khiếp sợ, không cẩn thận đọc lên đáy lòng lời kịch. Sở dĩ liền bị công đức xà mỹ nhân ghi chép đến lời kịch kho rồi. Tóm lại, công đức xà mỹ nhân lúc này chuyển ra đoạn này lời kịch, không phải muốn huyễn một huyễn bá diệt thánh quân, mà là muốn nói cho đối phương một sự kiện phía ngoài thiên đạo đã nổ. Tóc vàng máy móc thiếu nữ một mực ở tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, đi ra sau lại rớt xuống nho ra Kim Liên thế giới bên trong, một mực không có tiếp xúc đến hiện thế. Nàng hiện tại vội vã ra ngoài, rất có thể nàng còn không biết bên ngoài thiên đạo đã xong tin tức. Tóc vàng máy móc thiếu nữ máy móc mắt trái lạnh lùng ngắm nhìn công đức xà mỹ nhân, nàng cũng không tin tưởng đối phương. Ngay sau đó, nàng lại xoay qua đầu đến, nhìn về phía Bạch Long tỉ tỉ bay tới phương hướng. Máy móc mắt trái con người lỗ rụt lại một hồi, lòng vĩ cuốn lên lấy một cái mang mặt nạ thân ảnh in dấu nhập tầm mắt của nàng. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng này cá thể hình, cùng trên người tản ra thiện lương khí tức, đều nhìn rất quen mắt. Cửa hàng trưởng, tóc vàng máy móc thiếu nữ phát ra vui sướng tiếng kêu, cửa hàng trưởng, ta ở chỗ này. Nàng tựa như là rơi xuống nước người gặp nạn, bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Trong hư không, Tống Thư Hàng mặc dù trong lòng không phương án, nhưng hắn vẫn là tận lực giả ra hết thảy đều đang nắm giữ tư thái, ôn nhu an ủi, đừng sợ, có ta ở đây. Ngươi không có việc gì. Tóc vàng máy móc thiếu nữ vui sướng gật đầu ai cũng không biết, nàng vì sao lại tín nhiệm một cái từng tự tay đưa nàng đâm chết người. Cổ quái khí tức, tóc vàng máy móc thiếu nữ trên người cái kia tiếng kim loại âm, thì phát ra giọng nghi ngờ nàng mơ hồ từ đối phương trên người cảm ứng được hạch tâm lò phản ứng khí tức. Nhưng tinh tế cảm ứng lời nói, lại cảm thấy không giống như là nàng hạch tâm lò phản ứng. Mà lại, cái này hạch tâm cùng nàng ở giữa cũng không có liên hệ.
vây khốn nàng, đừng cho nàng chui đến hiện thế đi. Tống Thư Hàng dặn dò. Đừng để nàng hóa đạo tiêu tán. Công đức xà mỹ nhân ngón tay vung vẩy, tại đầu ngón tay của nàng có từng cây kim sắc sợi tơ rơi xuống, đã sớm âm thầm tại tóc vàng máy móc thiếu nữ quanh thân kết xuống một cái lưới lớn, đây là công đức võng lạc. Không gian cấm cố, Bạch Long tỷ tỷ huy động móng vuốt nhỏ, đem phiến khu vực này không gian phong tỏa. Mặc dù kim liên thế giới nội bộ, vốn là có được cấm cố không gian chi lực, nhưng tóc vàng máy móc thiếu nữ thân là đạo khí vật dẫn, nói không chừng sẽ có đặc thù có thể phá vỡ kim liên thế giới, không thể không phòng. Đồng thời, Bạch Long tỷ tỷ cái đuôi buông ra, đem Tống Thư Hàng cùng hắn vật trang sức buông ra. Tạo hóa tiên tử tiến về phía trước một bước, nàng duỗi tay vạch một cái, lại là một thiên vạn chữ suy yếu bản nho văn đại chương hiển hiện, tại tóc vàng máy móc thiếu nữ quanh thân ngưng tụ ra một cái hình tròn phong tỏa trận pháp. Da đen vũ nhu tử yên lặng nâng Tống Thư Hàng, mang theo hắn từ giữa không trung an toàn hạ xuống. Ngươi là ai? Tóc vàng máy móc thiếu nữ mắt trái chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Là cửa hàng trưởng, trong miệng của nàng lại phát ra thiếu nữ lăng tiêu thanh âm, tự hỏi tự trả lời. Thế là, Tống Thư Hàng lần nữa đã mất đi một lần chân quý niệm lời kịch cơ hội. Trên người ngươi, có ta muốn đổ vật, tóc vàng máy móc thiếu nữ lên tiếng nói. Mặc dù không xác định cái này cửa hàng trưởng trên người hạch tâm có phải hay không nàng. Nhưng nàng hiện tại đang thiếu một cái hạch tâm, sở dĩ. Bất kể có phải hay không là nàng, đoạt tới bổ sung, chuẩn không sai. Dứt lời, nàng đột nhiên duỗi tay nhắm ngay Tống Thư Hàng, 10 ngón thành chảo, cách không dùng sức một nắm. Tống Thư Hàng thấy thế, không chút kinh hoàng. Hắn nếu biết hạch tâm lò phản ứng là đạo khí hạch tâm sự, tự nhiên có chỗ phòng bị. Sẽ không để cho đối phương có thể thừa dịp cơ hội. Tại tóc vàng máy móc thiếu nữ duỗi tay nhắm ngay hắn trong nháy mắt, hắn đã chuẩn bị xong một cái pháp thuật. Tống đầu gỗ vụn xương lớn, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, thân thể hư nhược bên trong gạt ra vừa khôi phục linh lực. Một cái nửa thân khô lâu tại bên cạnh hắn hiển hiện, đem hắn cùng da đen vũ nhu tử một mực thủ hộ tại khô lâu vị trí trái tim. Ngay sau đó, cái này nửa thân khô lâu hai tay chống chạm đất diệt. Nhanh chóng nhúc nhích bắt đầu, như một làn khói liền bò xa. Bò xa sau nửa thân khô lâu dừng lại, xa xa đánh giá tóc vàng máy móc thiếu nữ. Đồng thời, Tống Thư Hàng kiểm tra bản thân hạch tâm lò phản ứng kim đan trạng thái. Tại cái kia tóc vàng máy móc thiếu nữ duỗi tay một nắm thời điểm, hạch tâm lò phản ứng tựa hồ sinh ra một sợi phản ứng. Nhưng cũng chính là như vậy một sợi phản ứng, không có đến tiếp sau. Mà lại tinh tế phẩm vị còn có thể phát hiện. Cho dù là cái kia một sợi phản ứng, cũng không phải máy móc thiếu nữ đối hạch tâm lò phản ứng khống chế. Mà là hạch tâm lò phản ứng gặp được một loại nào đó kích thích về sau, bản năng bỗng nhúc nhích. Tựa như là, gặp được hợp khẩu vị mỹ thực, muốn đem đối phương ăn hết phản ứng. Ăn hết đối phương, chẳng lẽ là muốn đem thiên đạo cầu tồn tại cho nuốt ăn? Vẫn là từ bỏ. Thiên đạo cầu quỷ dị khó lường. Tống Thư Hàng cự tuyệt để sự tồn tại của nó tiến vào bản thân tiểu đan điền, miễn cho ngoài ý muốn lật xe. Trước mắt đến xem, đối phương đã không cách nào khống chế cùng ta hòa làm một thể hạch tâm lò phản ứng. Tống Thư Hàng lơ lửng ở nửa thân khô lâu bên trong, tinh tế suy nghĩ. Nhưng còn cần cẩn thận hơn một số, đối với hạch tâm lò phản ứng, hắn còn có 3 tầng bảo hộ thủ đoạn. A, tóc vàng máy móc thiếu nữ lại đối Tống Thư Hàng cách không nắm mấy lần. Nhưng vẫn không có nửa điểm phản ứng. Thế là, máy móc thiếu nữ tóc vàng xa vào đến trong trầm mặc. Chết máy. Cùng một thời gian, cùng nho ra cách biển linh điệp đảo bên trên. Thiên đế nhíu mày, nàng duỗi tay vừa lột, một mực đem thái dương thuyền bên trong Tống Thư Hàng sắt thép phân thân áp chế. Một lát sau, trên mặt nàng lộ ra nụ cười sán lạn, quả nhiên, người còn có chuẩn bị ở sau. Bất quá. Lại nhiều chuẩn bị ở sau cũng vô ích. Thiên đạo đã sụp đổ, đại cục đã định. Sau khi cười xong, trên mặt của nàng lại lộ ra vẻ thống khổ, đó là từ nơi này có linh quỷ thân thể bản thể vũ nhu tử nơi đó truyền đến trận trận tử vong thể nghiệm. Vũ nhu tử đây là đang nhìn bá diệt giảng pháp sao? Thiên đế rất nhanh suy đoán ra đáp án. Bá diệt giảng pháp, nàng tự nhiên cũng nhìn. Thân là thiên đình chi chủ, loại này đẳng cấp thống khổ đối nàng mà nói. Không tính là gì. Nhưng nàng lại không có Tống Thư Hàng thống khổ thể chất, đau nhức đối với nàng mà nói chính là đau nhức, nàng không có khả năng hưởng thụ thống khổ. So với Tống tiền bối đến,
Vũ Nhu Tử càng khó ứng phó a. Thiên Đế vuốt vuốt huyệt thái dương, thở một hơi thật dài. Thu lấy thất bại, chuyển đổi phương án. Máy móc thiếu nữ tóc vàng từ trong trầm mặc khôi phục. Xảo thủ thất bại, liền đổi thành chính diện hào đoạt. Vũ lực chiếm lấy. Nàng bắt đầu hoán đổi hình thái, có thể lỏng kim loại hình dáng huyết dịch tại nàng thân thể bên trong lưu động bắt đầu đó là nàng từ trên thân thánh tịch trì thu hồi thiên đạo cầu tồn tại bộ phận. Trong chớp mắt, tóc vàng máy móc thiếu nữ thân thể bắt đầu hòa tan, toàn thân hóa thành thể lỏng kim loại hình thức, thể lỏng kim thân quyết vận chuyển. Tại đối diện nàng, Tống Thư Hàng thân thể phảng phất bị kích thích, cũng bắt đầu biến hóa, biến dị cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công lần lượt hiển hiện, đem hắn thân thể hóa thành đen kịt kim loại hình thức. Ngay sau đó, hắn mới học được thể lỏng kim thân quyết vận chuyển. Tống Thư Hàng thân thể, cũng tiến vào thể lỏng kim loại bộ dáng. Tóc vàng máy móc thiếu nữ chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Thể lỏng Tống Thư Hàng bình tĩnh nhìn lại nàng. Ngươi đến cùng là ai? Tóc vàng máy móc thiếu nữ nhịn không được hỏi lần nữa. Khi tóc vàng máy móc thiếu nữ hỏi ra vấn đề này lúc, Tống Thư Hàng trong lòng liền phun lên một loại mãnh liệt quen thuộc tức thị cảm. Trước đây không lâu, béo cầu đại lão phân thân chính là lòng mang dạng này nghi hoặc, sau đó không hiểu thấu bản thân lắc lư, cuối cùng què. Vậy nếu như hắn hiện tại thi triển miệng lưỡi dẻo quẹo kỹ năng, có thể hay không đem trước mắt tóc vàng máy móc thiếu nữ cho lừa gạt được? Cũng không cần lắc lư thời gian quá dài. Chỉ cần để nàng yên tĩnh ở tại nho ra một đoạn thời gian là được. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư lúc, công đức xà mỹ nhân đột nhiên hát nói, ta chính là ta, là nhan sắc không giống khói lửa. Tống Thư Hàng, công đức tiên tử chớ náo, để ta thử một chút có thể hay không đưa nàng cho lắc lư què. Hắn đem ý nghĩ này truyền lại cho công đức xà mỹ nhân. Nhưng ngay tại Tống Thư Hàng truyền lại suy nghĩ thời điểm, công đức xà mỹ nhân 10 ngón vung vẩy. Đầu ngón tay công đức chi tuyến rút lại, bỗng nhiên gắn vào tóc vàng máy móc thiếu nữ trên thân, đem đối phương một mực trói buộc. Cùng một thời gian, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ huy động, không gian cố hóa. Nàng tại cường hóa không gian phong tỏa cường độ. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, thứ, trung, hiếu, đế. Tạo hóa tiên tử lấy chỉ làm bút, nhanh chóng viết suy yếu bản nho văn, đồng thời trong miệng phát ra thanh thúy khẽ kêu âm thanh. Nàng cái kia một thiên vạn chữ nho văn tạo thành kết giới, bị toàn diện kích hoạt. Mỗi một cái nho văn đều hóa thành trói buộc chi lực, có thể cưỡng ép đem mục tiêu khóa chặt tại nguyên chỗ. Ba vị tiên tử đồng thời xuất thủ, Tống Thư Hàng lập tức biết cục diện có biến. Tóc vàng máy móc thiếu nữ đang hỏi ra ngươi đến cùng là ai. Cái nghi vấn này đồng thời, chỉ sợ âm thầm còn tại làm một chút tiểu động tác. Đỉnh đầu, sợ các chủ ngốc mau nói, nàng trong bóng tối chuẩn bị bỏ chạy. Mặc dù nàng đối ngươi trạng thái rất nghi hoặc, nghĩ từ trong miệng ngươi đạt được đáp án. Nhưng nàng thứ nhất danh sách mục tiêu là trước từ kim liên thế giới bỏ chạy ra ngoài. Ba vị tiên tử tầng tầng trói buộc bên trong, tóc vàng máy móc thiếu nữ trên thân đột nổi lên hiện một nhóm lớn phức tạp công thức, những này biểu thức số học từ rất nhiều loại khác biệt ngôn ngữ phù văn tạo thành. Tống Thư Hàng ở trong đó thấy được một bộ phận viễn cổ ngôn ngữ văn tự. Phức tạp đến khiến người hoa mắt biểu thức số học. Phủ kín tóc vàng máy móc thiếu nữ thân thể. Những này biểu thức số học bên trong, còn ẩn hàm bộ phận pháp tắc. Lấy Tống Thư Hàng cảnh giới bây giờ, nhìn đều có chút choáng đầu. Cũng không phải là thần thức không đủ mạnh, mà là hắn tại tu chân phương diện tri thức dự trữ lượng theo không kịp, có loại học cặn bã nghe học bá phân tích siêu cấp nan để lúc choáng váng cảm giác. Bia đá đạo hữu phát ra tiếng nói, nàng tại tính toán ba vị tiên tử pháp thuật, trận pháp biến hóa, sau đó phá trận. Cái này tính toán tốc độ, quá kinh khủng, không hổ là đã từng có thể cùng nho ra thánh nhân chống lại thiên đạo cầu bộ phận. Tính toán năng lực, vô luận tại cái nào một nhóm cái nào một nghiệp đều phi thường trọng yếu. Tu sĩ chiến đấu bên trong cũng thiếu khuyết không được tính toán. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, Bạch Long tỷ tỷ đang không ngừng biến hóa mình pháp thuật giàn khung cùng trận pháp bố cục, mà tóc vàng máy móc thiếu nữ điên cuồng tính toán, không ngừng mà phá giải pháp thuật cùng trận pháp biến hóa. Cũng dựa theo phá giải tính toán không ngừng giải khai trên người trói buộc. Ba vị tiên tử cùng tóc vàng máy móc thiếu nữ ở giữa, mặc dù không có đại động tác, nhưng các nàng ở giữa số liệu cùng tin tức đối kháng đã đạt đến bạo tạc trình độ. Vô số vô hình số liệu đã đem giữa các nàng không gian chất đầy. Loại này đẳng cấp cao vô hình giao phong, so trực tiếp cầm đao liền lên phức tạp hơn.
đồng thời, hóa thành thể lỏng kim loại hình thái về sau, tóc vàng máy móc thiếu nữ dung hợp cái kia bộ phận thiên đạo cầu tồn tại, trực tiếp điều động đã từng thiên đạo cầu bộ phận uy năng. Theo dung hợp tiến độ gia tăng, thân thể của nàng cường độ cũng không ngừng tăng lên. Công đức mạng lưới cùng không gian phong tỏa đối nàng trói buộc càng ngày càng yếu. Mà nàng thân là đạo khí một chút năng lực, cũng bắt đầu giải tỏa. Tống Thư Hàng cái kia đứng máy đại não đã sớm theo không kịp ba vị tiên tử cùng tóc vàng máy móc thiếu nữ ở giữa giao phong tính toán, nếu như toán học không tốt, tại dạng này chàng diện chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Yên tâm đi, chỉ cần cảnh giới tăng lên, tu sĩ thần thức cưỡng đề thăng, đại não bản thân liền có thể tiến hành loại này phức tạp tính toán. Chỉ cần nắm giữ điểm khiếu môn, bình thường tính toán, bày trận, phá trận, đại bộ phận tu sĩ đều có thể làm được. Bia đá đạo hữu an ủi. Tâm ma xích tiêu kiếm, thật không được, còn có lấy lực phá xảo phương thức chiến đấu. Chỉ cần một đường mãng đi qua, nghiền ép người khác kêu ba ba, bất kể hắn là cái gì tính toán phương án, hết thảy một quyền đánh ngã. Tống Thư Hàng. Lúc này, da đen Vũ Nhu Tử hỏi, hiện tại, Bạch Long tỷ tỷ các nàng cùng tóc vàng máy móc thiếu nữ ở giữa, ai chiếm thượng phong? Thế lực ngang nhau, sở các chủ ngốc mau đáp. Tóc vàng máy móc thiếu nữ lấy một địch ba, lại không rơi vào thế hạ phong. Tính toán, bản thân liền là béo cầu cường hạng. Nói đến đây lúc, sở các chủ ngốc mau bắt đầu thẳng băng, làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Một khi tóc vàng máy móc thiếu nữ thật phá trận, nàng liền trực tiếp nhất ngốc mau đinh đi lên. Một hồi chúng ta nghĩ biện pháp quấy nhiễu hạ tóc vàng máy móc thiếu nữ tính toán. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Đồng thời, hắn trong đầu liên hệ Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, người đối thiên đạo cầu đại lão lưu lại đạo khí có hứng thú hay không? Nhưng lần trở lại này, Bạch Tiền Bối nhưng không có trả lời hắn. Chẳng lẽ Bạch Tiền Bối có chuyện bận lấy? Thân là cửu u chúa tể, Bạch Tiền Bối cũng không phải là một mực nhàn rỗi không chuyện gì làm. Tống Tiền Bối, chúng ta muốn làm sao quấy nhiễu đối phương? Da đen Vũ Nhu Tử hỏi. Tống Thư Hàng mở to mắt, nói, trả lời vấn đề của nàng, nàng không phải muốn biết ta là ai sao? Vậy liền cho nàng một đáp án. Ý kiến hay, bia đá đạo hữu nói. Muốn khuếch đại âm thanh pháp thuật không? Tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở. Sở các chủ ngốc mau, đừng lãng phí thời gian, thừa dịp hiện tại, cho nàng một cái trả lời chắc chắn. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn hóa lỏng thân thể bắt đầu hòa tan bắt đầu, sau đó xa xa đối tóc vàng máy móc thiếu nữ trầm giọng nói, muốn biết ta là ai sao? Đang nhanh chóng tính toán máy móc thiếu nữ, mắt trái ngắm Tống Thư Hàng một chút. Tại trong ánh mắt của nàng, Tống Thư Hàng thân thể bắt đầu biến mượt mà bắt đầu, trong nháy mắt hóa thành một con thể lỏng quả cầu kim loại. Máy móc thiếu nữ. Không sai, chính như ngươi suy đoán đồng dạng, Tống Thư Hàng thanh âm cũng bắt đầu biến hóa, hắn đã từng nhập mộng qua thiên đế, tại thiên đế vẫn là quỷ thần mảnh vỡ thời điểm, từng bị thiên đạo cầu chỗ nghiên cứu. Tống Thư Hàng lúc này bắt trước, chính là thiên đạo cầu thanh âm. Thiên đạo cầu thanh âm, cùng béo cầu đại lão tương tự. Nhưng ở trong giọng nói, thoáng có chỗ khác biệt. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng biến thành thể lỏng quả cầu kim loại quả thực hoàn mỹ copy thiên đạo cầu khí chất cùng ngữ khí. Không có khả năng, lúc này, máy móc thiếu nữ phát ra băng lãnh thanh âm. Nhưng lại băng lãnh thanh âm cũng không che giấu được nội tâm của nàng tâm tình kịch liệt ba động. Oanh! Tại kịch liệt tâm tình chập chờn bên trong, máy móc thiếu nữ tính toán lác một chút. Nàng thể lỏng kim loại chi thân, đột nhiên nổ tung. Trói buộc nàng công đức chi võng, không gian phong tỏa, nho văn kết giới, toàn bộ giống như là thuốc nổ đồng dạng bị dẫn bạo. Đa trọng bạo tạc phía dưới, vùng này nho ra kim liên thế giới đều bị chấn động. Cái này một mảnh nhỏ khu vực kim liên thế giới không gian, đều biến không ổn định lên. Tống Thư Hàng tính cả trên thân bao khỏa tống đầu gỗ vụn xương lớn cũng bị cùng một chỗ tung bay ra ngoài. Chỉ có nửa cái thân thể tống đầu gỗ xương vụn liên tục lăn lộn, bên trong Tống Thư Hàng, da đen Vũ Nhu Tử, bia đá đạo hữu như là ba viên xúc sắc bốn phía bay lăn. Da đen Vũ Nhu Tử, sở các chủ tiền bối, cái này kịch bản không đúng, chưa nói qua quấy nhiễu máy móc thiếu nữ sẽ bạo tạc a. Bên trong, sở các chủ ngốc mau lại không thời gian trả lời vấn đề này. Tại bạo tạc sóng xung kích bên trong, sở các chủ ngốc mau thẳng băng, như mũi tên bắn ra, đinh hướng trung tâm vụ nổ tóc vàng máy móc thiếu nữ. Nàng có thể cảm ứng ra tóc vàng máy móc thiếu nữ cũng không có bị tạc hủy,
lúc này, há có thể nàng bỏ chạy. Nếu như bị đối phương chạy trốn, nàng cùng Bạch Long đạo hữu mặt mũi ở đâu? Siêu sở các chủ ngốc mau đâm vào trung tâm vụ nổ. Ở nơi đó, tóc vàng máy móc thiếu nữ thể lỏng kim thân đang nhanh chóng gây dựng lại. Đồng thời, nàng mắt trái bên trong hào quang màu đỏ nổ lên, một mảng lớn tính toán công thức lần nữa phủ hiện ở nàng quanh thân. Nàng lúc này, tiến vào siêu tần tính toán trạng thái, nháy mắt bộc phát tính toán lược, thẳng bức thiên đạo cầu hoàn chỉnh lúc trình độ. Đinh! Đúng lúc này, sở các chủ ngốc mau kéo dài, hóa thành trường mâu đâm vào tóc vàng máy móc thiếu nữ phần bụng, trực tiếp đưa nàng đính tại nho ra kim liên thế giới trên mặt đất. Tại thiếu nữ phần bụng, có ngân sắc thể lỏng kim loại như là máu tươi đồng dạng chậm rãi chảy ra. Nhưng tóc vàng máy móc thiếu nữ không để ý chút nào phần bụng thương thế, trong miệng của nàng không tuyệt vọng lấy một chút công thức. To lớn công thức tính toán hóa thành phù văn, không ngừng chiếu tại nàng quanh thân. Trước đó cái kia một đợt bạo tạc lúc, nho ra kim liên thế giới không gian biến không ổn định. Đây là một cái tuyệt hảo thời cơ. Mà lại, nàng đã dung hợp thiên đạo cầu bộ phận tồn tại, tự nhiên cũng kế thừa nó loại kia kinh khủng tự lành năng lực cùng ngoan cường thể chất. Năm đó, thiên đạo cầu chính là dựa vào đánh không chết, thể lực vô hạn, khôi phục mạnh những này bán điểm, kéo đổ nho ra thánh nhân. Thiên đạo cầu tự lành năng lực cùng sinh mệnh lực, là ngay lúc đó chư thiên vạn giới thứ nhất. Tóc vàng máy móc thiếu nữ phần bụng thương thế, căn bản không cần đi để ý tới, rất nhanh liền có thể tự lành. Thư Hàng, sở các chủ ngốc mau kêu, tin tức chiến, bạo nàng. Ha ha, sở tiền bối người cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Xa xa Tống Thư Hàng vừa vặn đem mặt nạ đẩy tới, lộ ra mình sung mãn cái trán. Tại hắn trên trán, thứ ba thần nhãn đã trải qua mở ra. Trước đó công thức tính toán chiến quá cao cấp, Tống Thư Hàng không có tư cách vào cuộc. Nhưng nếu như chỉ là thuần túy tin tức chiến, hắn cũng có chính mình thủ đoạn. Thứ ba thần nhãn quang mang bộc phát, cưỡng ép đem Tống Thư Hàng cùng tóc vàng máy móc thiếu nữ kết nối. Sau một khắc, Tống Thư Hàng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng một cái tinh cầu rác rưởi số liệu hướng phía tóc vàng máy móc thiếu nữ cường quán mà đi. Từ khi lần trước nếm đến rác rưởi tin tức quán thâu công kích ngon ngọt về sau, Tống Thư Hàng liền đem nhân tạo tinh cầu bên trên các loại cự nhân sinh hoạt việc vặt, ăn uống ngủ nghỉ, vô dụng kinh nghiệm yêu đương, thô bỉ ngữ điệu, sinh dục tri thức toàn bộ tập hợp phân loại, hóa thành to lớn rác rưởi số liệu. Lúc này, thừa dịp tóc vàng máy móc thiếu nữ tập trung toàn bộ tinh thần tính toán nháy mắt, Tống Thư Hàng đem cái này cực lớn đến không cách nào dùng đơn vị đi hạch toán rác rưởi tin tức, một hơi cường quán cho đối phương. Cỡ nào bẩn thỉu thủ đoạn, tâm ma xích tiêu kiếm khinh bỉ nói. Điên cuồng tính toán bên trong tóc vàng máy móc thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ biểu lộ đột nhiên sụp đổ. Nguyên bản nàng liền ở vào siêu tần tính toán trạng thái, đột nhiên lại bị cường quán lượng lớn rác rưởi tin tức, nàng rốt cuộc không chịu nổi. Cái này đến cái khác quỷ dị biểu lộ, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên hiện ra. Mặt mày hớn hở cộng khuếch trương mũi cộng mỉm cười cộng le lưỡi. Các loại độ khó cao biểu lộ, không ngừng thay đổi. Lúc này tóc vàng máy móc thiếu nữ đạt đến nhan nghệ đỉnh phong. Làm cho gọn gàng vào, sở ngốc mau tán dương. Tóc vàng máy móc thiếu nữ dùng sức ôm đầu, thống khổ quỳ rạp xuống đất. Cửa hàng trưởng, đau quá Lăng Tiêu tiểu cô nương thanh âm vang lên. Tiểu cô nương thanh âm làm lòng người đau nhức. Oanh, tóc vàng máy móc thiếu nữ trên thân dầu hữu cơ dâng trào ra phun ra tất cả đều là thể lỏng kim loại. Không tốt, nàng có thể muốn bạo tạc. Da đen vũ nhu tử nói. Bia đá đạo hữu nhắc nhở, chuẩn bị lên phục sinh pháp khí. Trong tay của ta đã trải qua không dư thừa phục sinh pháp khí. Tống Thư Hàng nói. Trên người hắn món kia sở các chủ thủy tinh figure phục sinh pháp khí, là cửu phẩm cấp đặc chế pháp khí, hiện tại cùng hắn khóa lại, không thể trực tiếp giao cho đối phương sử dụng. Bản thể của ta cái kia có phục sinh kim tệ, ta đem tin tức chuyển cho bản thể. Nàng nguyện ý đem kim tệ mượn trước Tống tiền bối sử dụng. Da đen vũ nhu tử nhắc nhở. Cái này phục sinh kim tệ là Tống Thư Hàng lúc trước đưa tặng cho vũ nhu tử, không nghĩ tới hôm nay có thể phát huy được tác dụng. À lúc này, tóc vàng máy móc thiếu nữ đột nhiên hai tay khẽ trống. Tại bên người nàng vô cùng to lớn số liệu phù văn bị nàng đẩy ra. Sau một khắc, tại nàng lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một cái đen nhánh không gian kẽ nứt nguyên bản đã không ổn định nho ra kim liên thế giới, tại tóc vàng máy móc thiếu nữ siêu tần tính toán bên dưới,
cuối cùng vẫn là được mở ra một cái nhỏ lối ra. Đồng thời, thân thể của nàng tự chủ vận dụng đạo khí năng lực đặc thù, phá bích. Đây là thiên đạo cầu tại nhiệm lúc, thành đạo khí kèm theo không gian bức tường ngăn cản đột phá công năng. Mượn nhờ đạo khí công năng, tăng thêm điên cuồng tính toán hiệu quả, nàng thành công mở ra nho ra kim liên thế giới. Sau một khắc, tóc vàng máy móc thiếu nữ thân thể kim liên thế giới bên trong rơi ra đi, trượt đến hiện thế. Sở Ngốc Mao dùng sức một quyển, cuốn lấy eo của nàng, đang muốn đưa nàng cưỡng ép kéo về. Nhưng tóc vàng máy móc thiếu nữ phần eo đột nhiên hóa thành thể lỏng, kéo eo cắt đứt, hóa thành trên dưới hai đoạn, rơi vào hiện thế. Nàng tiến về hiện thế ý chí, vô cùng kiên định. Chỉ cần trở về đến hiện thế, mượn nhờ thiên đạo cầu đã sớm tại đạo khí bên trong lưu lại thủ đoạn, nàng liền có thể cùng thiên đạo hợp đạo, hóa thành chân chính hoàn chỉnh thiên đạo. Đây là ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Tống tiền bối, da đen vũ nhu tử kêu lên. Tống Thư Hàng đưa tay mở ra hạch tâm thế giới, sau một khắc có hai viên phục sinh kim tệ xuất hiện trong tay hắn. Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử, đều đem một viên phục sinh kim tệ giao cho hắn. Bia đá đạo hữu miệng niệm rất đốt cổ vũ lời kịch, không đến cuối cùng một khắc, không cần từ bỏ. Nửa cái tống đầu gỗ vụn xương lớn mang theo Tống Thư Hàng, điên cuồng xông về phía trước, rơi vào máy móc thiếu nữ mở ra kim liên thế giới lối đi ra. Sau đó, thể lỏng Tống Thư Hàng từ cái này nhỏ hẹp cửa ra vào gạt ra. Tạo hóa tiên tử theo sát lấy chui ra. Tại nàng cùng Tống Thư Hàng một gạt ra về sau, cái này nhỏ hẹp cửa ra vào liền bị kim liên thế giới chủ động quan bế. Tống Thư Hàng còn lại vật trang sức bị khóa ở kim liên thế giới. Ngoại giới, nho ra vị trí. Máy móc thiếu nữ tóc vàng yên lặng đứng tại trước đó Tống Thư Hàng huy động nhân quả đao vị trí, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên bầu trời, tầng mây dày đặc. Ánh trăng, xuyên thấu qua tầng mây khe hở, rơi vào máy móc thiếu nữ trên thân. Tựa như là bị ánh mặt trời chiếu sáng hấp huyết quỷ đồng dạng, máy móc thiếu nữ thân thể bắt đầu tan rã, hóa thành tinh mảnh. Tống Thư Hàng ngưng tụ làm hình người, hắn nắm vuốt hai viên phục sinh kim tệ, nhưng không có tiếp theo bước hành động trong lòng của hắn minh bạch. Phục sinh kim tệ loại này đẳng cấp pháp khí, đã trải qua không cách nào phục sinh lúc này máy móc thiếu nữ. Thậm chí coi như hắn đem sở các chủ thủy tinh pho tượng quyền hạn chuyển di cho thiếu nữ tóc vàng, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này thân thể nàng sụp đổ, là bởi vì không hoàn chỉnh đạo khí muốn đi vào cùng thiên đạo hợp đạo hình thức. Nhưng bởi vì thiên đạo đã trải qua không có, nàng tiến vào hợp đạo hình thức, tự nhiên sẽ chỉ hóa đạo tiêu tán. Loại này phương diện tiêu tán, đã không phải là phục sinh pháp khí có thể vãn hồi. Thiên đạo, băng. Máy móc thiếu nữ trên thân cái kia tiếng kim loại âm, mang theo hộp băng run rẩy. Cửa hàng trưởng, ta có phải hay không lại muốn chết rồi? Thiếu nữ Lăng Tiêu nhìn qua Tống Thư Hàng, chờ đợi hỏi, vậy lần này chết về sau, ta còn có thể lại sống tới sao? Như lần trước đồng dạng. Nàng cầu sinh dục rất mạnh, một mực rất mạnh. Lúc trước nàng từ trong phòng thí nghiệm ra, cũng là bởi vì nàng muốn tự do sống sót. Sau đó... muốn gặp trừ ở ngoài phòng thí nghiệm nhiều màu thế giới. Cho nên, nàng muốn sống. Thiếu nữ tóc vàng, chờ đợi lại có chút kinh hoàng nhìn qua cửa hàng trưởng nàng hy vọng cửa hàng trưởng có thể trả lời nàng, nhưng lại sợ từ cửa hàng trưởng trong miệng đạt được làm nàng tuyệt vọng đáp án. Tự nhiên, đối diện, Tống Thư Hàng khẳng định trả lời. Hắn nhẹ nhàng lấy xuống một nửa mặt nạ, lộ ra cặp mắt của mình. Lúc này mắt trái của hắn một mảnh cháy đen, trống rỗng không có con mắt. Nhưng mắt phải, lại như lưu ly như bảo thạch xinh đẹp. Khiến người sinh ra nghĩ cất giữ cái này lưu ly bảo thạch con mắt dục vọng. Sau lưng, tạo hóa tiên tử ngầm hiểu. Nàng đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trống rỗng mắt trái bên trên, một phát chỉ rũ thuật trước khôi phục hắn cháy đen hốc mắt thương thế. Đón lấy, tạo hóa tiên tử lại đem nho ra thánh nhân chi nhãn, thuần thục lắp vào đến Tống Thư Hàng trong hốc mắt. Liền giống như lần trước. Tống Thư Hàng mắt trái bên trong nho ra thánh nhân chi nhãn, sáng lên. Chói mắt quang mang, vạch phá bầu trời đêm, rơi vào tóc vàng máy móc thiếu nữ trên thân. Tóc vàng máy móc thiếu nữ không có phản kháng, mặc cho tự thân bị đạo này tia sáng chói mắt đánh trúng. Đạo này mang thai ngưng thị đối nàng mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Dung hợp thiên đạo cầu tồn tại bộ phận về sau, cảnh giới của nàng đã trải qua miễn dịch Tống Thư Hàng mang thai ngưng thị. Mà lại,
dù cho đạo này mang thai ngưng thì có thể sinh ra tác dụng, nàng cũng không có tránh né suy nghĩ. Sau đó, Tống Thư Hàng mắt trái một trận nhói nhói. Tạo hóa tiên tử vội vàng đem thánh nhân chi nhãn một lần nữa gỡ xuống, sau đó đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng hốc mắt trái, không ngừng thi triển chữa trị pháp thuật. Phôi thai ngưng thị, Tống Thư Hàng mắt phải sáng lên, đạo thứ hai quang mang rơi vào tóc vàng máy móc thiếu nữ trên thân. Đánh cược một lần đi. Mang thai ngưng thị cộng phôi thai ngưng thị tổ hợp, có thể hay không ở thời điểm này, sinh ra kỳ tích. Phôi thai ngưng thị quang mang, cuốn lấy tóc vàng máy móc thiếu nữ. Một đóa hoa sen hình xăm hiển hiện ở trên người nàng nhanh chóng sinh trưởng, nở hoa. Chỉ là, lần này nụ hoa bên trong, nhưng không có sinh ra trái cây. Tống ngơ ngác, tạo hóa tiên tử kêu. Chớ hoảng sợ, còn không có kết thúc, Tống Thư Hàng đưa tay tại bụng mình lăng không ấn xuống. Thể nội hạch tâm lò phản ứng nhỏ kim đan, trước đó hướng hắn truyền lại qua một loại khát vọng mỹ thực phản ứng. Tại thời khắc này, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, đem hạch tâm lò phản ứng lực lượng dẫn dắt ra tới. Hạch tâm lò phản ứng phía trên, kim đan kết cấu 4 ô manga. Sáng tạo cùng hủy diệt chi tinh đồ án, sáng lên. Kim đan kết cấu hình chiếu ra, đem Tống Thư Hàng kim cùng phát máy móc thiếu nữ bao khỏa trong đó. Phôi thai ngưng thị nụ hoa bên trong, có hạt giống bắt đầu ngưng tụ. To lớn quang mang nở rộ, đem nho ra bầu trời đêm chiếu rọi giống như ban ngày. Một lúc lâu sau, cái kia to lớn quang mang tán đi. Tóc vàng máy móc thiếu nữ, đã trải qua không gặp tung tích, cái gì cũng không có lưu lại. Tống Thư Hàng một tay nắm lấy mặt nạ, nửa bảo bọc mặt mình. Hắn còn sót lại mắt phải bên trong, lộ ra vẻ phức tạp. Tạo hóa tiên tử, Tống ngơ ngác đần. Ta rất tốt, ta không sao, Tống Thư Hàng đáp. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng sờ lên bụng của mình. Trong lòng sinh ra một loại quỷ dị cảm giác. Tạo hóa tiên tử nghi hoặc nhìn qua hắn. Ta nghĩ, có lẽ, khả năng, có lẽ, ta cần một cây, que thử thai. Tống Thư Hàng dùng không xác định giọng nói. Tạo hóa tiên tử nghiêng đầu, trước tiên cứ nhiên không kịp phản ứng. Một lát sau, tạo hóa tiên tử, nàng chấn kinh đến nói không ra lời, dù cho lật khắp cả cái lời kịch kho, nàng cũng tìm không ra thoải mái phối tràng cảnh này kịch bản tới. Lại một lát sau, kim đan cấu đồ thu liếm, quang huy triệt để tiêu tán. Nhu hòa nguyệt quang xuyên thấu qua tầng mây, chiếu rọi tại tạo hóa tiên tử cùng Tống Thư Hàng trên thân hai người. Tạo hóa tiên tử vẫn như cũ không có thể hồi thần, nàng khả năng bị chấn kinh đến phai màu. Đối diện, Tống Thư Hàng duỗi tay đè tại phần bụng vị trí, nửa lộ ra ngoài thần tình trên mặt phức tạp. Nguyệt quang ở trên người hắn, phảng phất cho hắn độ lên một tầng không nói ra được tự ái quang huy. Sau đó, lại qua mười mấy hơi thở thời gian. Không phải ta tạo hóa tiên tử rốt cục kịp phản ứng, nàng liên tục khoát tay nói câu nói này, là nàng bản thân thanh âm. Chỉ là lúc này, cái này giống như thiên lại chi âm bên trong tràn đầy kinh hoàng. Tống Thư Hàng. Tiên tử, người câu này lời kịch nhân vật vị trí là không phải bày sai rồi. Mà lại, người đến cùng kinh hoàng cái gì? Sợ ta muốn người phụ trách hay sao? Thở dài về sau. Tống Thư Hàng ý thức lần nữa từ tiểu kim đan hạch tâm lò phản ứng vị trí đảo qua. Tại vừa rồi, quang huy bao phủ hắn cùng tóc vàng máy móc thiếu nữ về sau, hạch tâm lò phản ứng cùng hóa đạo máy móc thiếu nữ ở giữa, sinh ra tu chân phản ứng. Đồng thời, tại mang thai ngưng thị cộng phôi thai ngưng thị phụ trợ bên dưới, thuộc về máy móc thiếu nữ hết thảy, đều hóa thành một mai hạt giống bị hạch tâm lò phản ứng tiếp nhận. Đây hết thảy, bao quát máy móc thiếu nữ cùng thiếu nữ lăng tiêu. Hai cái cá thể. Hiện tại Tống Thư Hàng hạch tâm lò phản ứng bên trong, có một cái như người ngoài hành tinh hài nhi phôi thai đang tại thành hình. Mơ hồ có thể từ trên đó cảm giác đến tóc vàng máy móc thiếu nữ cùng thiếu nữ lăng tiêu khí tức. Đây cũng không phải là nguyên anh, mà là hàng thật giá thật nhân loại phôi thai. Thậm chí còn có một đầu cuống rốn, liên tiếp lấy Tống Thư Hàng tiểu đan điền. Duy nhất cùng nhân loại phôi thai địa phương khác nhau. Chính là cái này phôi thai một ít bộ vị là kim loại máy móc kết cấu. Ta hiện tại muốn làm sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Ta gọi Tống Thư Hàng, năm nay 18 tuổi tròn, qua 2 tháng liền là 19 tuổi tròn. Năm ngoái ta vẫn là vị Giang Nam Đại học thành học sinh bình thường, hiện tại là một vị chuyên nghiệp tu sĩ.
Hôm nay là 2020 năm ngày mùng 2 tháng 1 đêm khuya. Ngày hôm qua ta hoảng ép một cái, hôm nay ta vẫn như cũ hoảng RF một cái. Kế trước kia rạng sáng thiên đạo nổ về sau, hôm nay. Ta khả năng mang thai. Một phôi thai đang tại trong cơ thể ta thành hình, nhưng ta hoàn toàn không biết nên như thế nào xử lý nàng. Mặc dù đã thể nghiệm qua nhiều lần mang thai quá trình, nhưng chân chính sinh con loại chuyện này, ta chưa trải qua, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm. Không, trọng yếu không phải cái này. Trọng yếu là, ta không có sinh con công năng. Sở dĩ, đón lấy đến ta muốn làm sao, tại tuyến chờ các vị đại lão hồi phục, thật sự cấp. Tạo hóa tiên tử đi vào Tống Thư Hàng bên người, duỗi ra đầu ngón tay sờ sờ đầu của hắn, cũng thật vất vả từ lời kịch trong kho tìm ra một câu có thể phát huy được tác dụng từ, an ủi, nữ nhân ở mang thai thời điểm là đẹp nhất. Dừng một chút về sau, tạo hóa tiên tử khó được dùng nàng vốn có thanh âm nói bổ sung, nam nhân cũng giống vậy. Tống Thư Hàng, tiên tử ngươi vẫn là đừng an ủi ngươi thật sự không thích hợp an ủi cái công việc này. Tạ ơn tiên tử an ủi. Nhưng ta cảm giác, ta hiện tại càng cần chính là một cái phương án giải quyết. Hắn thở dài, đẩy lên mặt nạ, đem mặt mình toàn bộ che đậy, lại nói, tóm lại, chúng ta trước về Kim Liên thế giới lại nói. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu. Tiếp đó, nàng đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, mở miệng phát ra hằng hỏa tiền bối thanh âm, may mắn thường bạn ngươi trái phải, trí tuệ cùng ngươi đồng hành, ngươi tại không thể có thể bên trong nhìn thấy hy vọng, biến không thể thành có thể. Làm người thường không thể sự tình. Đây chính là trước đó tại thánh tịch trì không gian lúc, phụ thể tại hằng hỏa tiền bối trên người thánh tịch trì đối với hắn chúc phúc. Tống Thư Hàng. Tại không thể có thể bên trong nhìn thấy hy vọng. Biến không thể thành có thể. Làm người thường không thể sự tình. Đây là nguyền rủa, Tống Thư Hàng khẳng định nói. Đây tuyệt đối là thánh tịch trì tại cuối cùng cho hắn nguyền rủa, mang tới hiệu quả. Hắn sau cùng đầu chúc phúc có độc. Đi, chúng ta quay đầu đi tìm thánh tịch trì tiền bối đi. Tống Thư Hàng trầm giọng nói lúc này, hắn cần một cái cõng nồi, đến phân hưởng trong lòng của hắn cái kia hoảng đến ép một cái tâm tình. Tạo hóa tiên tử nắm tay nói, thánh rầm 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 trì. Hai người khí thế 10 phần xoay người, chuẩn bị trở về nho ra Kim Liên thế giới. 30 hơi thở sau. Tống Thư Hàng, cái kia, tạo hóa tiên tử, người sẽ mở ra Kim Liên thế giới lối vào không? Tạo hóa tiên tử lắc đầu. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiên tử liên quân, khí thế trừ một. Lại nói, hằng hỏa tiền bối bây giờ còn đang thánh tịch trì không gian bên trong A. Kim Liên thế giới quyền quản lý trong tay hắn, nếu như hắn không mở cửa lời nói, chúng ta có phải hay không đến một mực bị giam ở ngoài cửa. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng, liên quân, khí thế trừ hai. Đúng rồi, tốt tại ta còn có tu chân nói chuyện phiếm công năng. Tống Thư Hàng duỗi tay đánh mở tốt bạn liệt biểu, đem cùng hằng hỏa tiền bối nói chuyện riêng khung lôi ra. Sau đó, hắn nhanh chóng đưa vào, hằng hỏa tiền bối, mở cửa á. Ngốc người sử dụng hâm mộ phong cách vẽ hằng hỏa tôn giả đang đứng ở đặc thù bí cảnh bên trong, khả năng không cách nào tiếp thu được tin tức. Xin sau đó lại một lần nữa gửi đi. Tống Thư Hàng. Thánh tịch trì không gian đặc thù trình độ phi thường cao, thậm chí ngay cả tu chân nói chuyện phiếm công năng đều không thể thẩm thấu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, ta phát hiện, mỗi lần ta đến nho ra đều không chuyện tốt. Đây chính là ta cùng nho ra hữu duyên vô phận nguyên nhân sao? Có lẽ, ta cùng nho ra trời sinh tương xung. Bên trên tạo hóa tiên tử cảm giác được Tống Thư Hàng cảm xúc xa xút, thậm chí có chút táo bạo. Nàng hơi suy nghĩ một chút về sau. Duỗi tay lật ra một quyển sách pháp khí, đưa nó lật ra, lật đến thứ 33 trang, đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cúi đầu xem xét. Mang thai mụ mụ sổ tay, chú ý tâm lý khai thông, tránh tiền sản bệnh trầm cảm. Vừa mang thai rất nhiều tuổi trẻ mụ mụ đều sẽ có tính khí nóng nảy vấn đề, cái này cùng nội tiết biến hóa có quan hệ. Nữ tính tại mang thai trong lúc đó khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn thiếu thốn sẽ tạo thành. Ngờ vực vô căn cứ, lo ngại, lo nghĩ vân vân chướng ngại. Này lại tăng lớn sinh non tỷ lệ. Đề nghị đi làm một số mình thích sự, bảo trì hảo tâm tình, đối bảo bảo càng có lợi hơn. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, gương mặt dưới mặt nạ cũng không biết muốn làm ra dạng gì biểu lộ. Tạo hóa tiên tử nắm tay,
đối Tống Thư Hàng làm cái ủng hộ tư thế. Tâm tình mỹ lệ hơn, giảm bớt sinh non tỷ lệ. Tống Thư Hàng sâu kín thở dài. Ta đều không biết muốn làm sao đem mang thai tin tức này nói cho đại gia. Không đúng, việc này không thể nói cho các vị tiền bối. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Lấy trên người hắn cùng vật trang sức tiên tử các tiền bối tính cách, nếu như các nàng biết hắn mang thai sự tình, tuyệt đối sẽ lợi dụng cái đề tài này, hung hăng đả kích hắn. Việc này, ai cũng không thể nói. Nương Tống Thư Hàng vừa dứt lời lúc, trước mắt Kim Liên thế giới cửa vào đột nhiên mở ra. Bạch Long tỷ tỷ, Sở Các Chủ ngốc mau, Bia Đá đạo hữu, Tâm Ma Xích tiêu kiếm, Công Đức xà mỹ nhân chờ một chuỗi vật trang sức, tất cả đều kinh ngạc nhìn qua hắn. Từ chư vị tiên tử nhóm vẻ mặt kinh ngạc đến xem. Hiển nhiên, ở hạch tâm thế giới mở ra sát na, các nàng đúng lúc nghe được Tống Thư Hàng mang thai tin tức. Không chỉ có là các nàng, sau lưng nho ra bốn vị kiếp tiên cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bá Tống. Còn có một nhóm nho ra thư viện các tiên sinh, đứng tại càng sau một chút vị trí, trên mặt đồng dạng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thư viện các tiên sinh phụ trách dạy bảo nho ra từng cái thư viện đệ tử bọn hắn biết việc này, liền đại biểu cho tại không lâu tương lai, toàn bộ nho ra đều sẽ biết việc này. Tống Thư Hàng. Vì cái gì nho ra Kim Liên thế giới cửa đột nhiên sẽ mở ra? Môn này người nào mở? Hằng Hỏa tiền bối nơi đó tin tức che đậy, chưa lấy được mở cửa tin tức a. Lúc này, Tống Thư Hàng hận không thể mình có thể có được Kim Liên thế giới quyền hạn. Như vậy, hắn có thể ngay lập tức đem nho ra Kim Liên thế giới lối vào cho quan bế. Đáng tiếc hắn không có quyền hạn, cho nên hiện tại, Tống Thư Hàng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc muốn hay không thi triển độn địa thuật vật lý trên mặt đất oanh cái động ra, tốt nhảy vào đi. Sau lưng, tạo hóa tiên tử che ánh mắt của mình, đều không đành lòng nhìn tiếp xuống cố sự phát triển. Trọn vẹn mười mấy hơi thở sau. Mang thai, Sở Các Chủ ngốc mau hỏi. Bạch Long tỷ tỷ bổ sung, Thư Hàng. Mang thai, Công Đức xà mỹ nhân đưa tay chống ra mắt trái của mình, như thế nào hiếu? Như thế nào yêu? Tâm Ma Xích tiêu kiếm, có thể nói cho ta cụ thể xảy ra chuyện gì sao? Đây là cái gì thao tác? Tống tiền bối, người dùng ăn tử mẫu hà nước suối sao? Da đen vũ nhu tử hỏi. Bia đá đạo hữu mắt sắc. Thấy được Tống Thư Hàng sách trong tay nội dung mang thai mụ mụ sổ tay, chú ý tâm lý khai thông, tránh tiền sản bệnh trầm cảm bởi vì là bia đá nguyên nhân, bia đá đạo hữu nhìn đồ vật không cần con mắt, nó thị giác 360 độ không góc chết, nhìn đồ vật cũng nhìn đặc biệt nhanh. Bia đá đạo hữu cả kinh nói, tiền sản bệnh trầm cảm đều đi ra rồi. Nhanh như vậy, Tống Thư Hàng, hắn yên lặng đem trong tay Thư Hàng trả lại tạo hóa tiên tử, sau đó ngẩng đầu vọng thiên. Tống, khó chịu sách không ra lời nói đến. Thư Hàng. Sau lưng, nho ra nhị sư huynh tử ôn thấy Tống Thư Hàng không muốn nói chuyện, vội vàng ra ấm trận, trước tiến đến lại nói, đừng ở đứng ở cửa, bên ngoài lạnh lẽo. Mặt khác, những người khác trước tán tán. Tử ôn sư huynh người cũng như tên, phi thường ấm nam, quan tâm lòng người. Hắn tiên phong tản sau lưng hiếu kỳ nho ra thư viện các tiên sinh, sau đó đem bá Tống đón vào đến Kim Liên thế giới. Tử ôn nhị sư huynh lần này đem Tống Thư Hàng cùng các vị tiên tử đón vào đến bốn người bọn họ ở lại động phủ. Bị côn vương phụ thể huyên tử, lúc này cũng bị phong ấn tại chỗ này động phủ bên trong. Tạo hóa tiên tử lần này đóng vai nhu thuận sư muội nhân vật, nàng chủ động tiến đến pha tiên trà, vì các vị đang ngồi dâng lên. Tống Thư Hàng bưng lấy chén trà, bàn tay dán chặt cái chén, tham lam hấp thu đến từ chén trà từng tia ấm áp. Sở Các Chủ ngốc mau trở xuống đến đỉnh đầu hắn, cần ta vì ngươi kiểm tra hạ thân thể sao? Mang thai loại chuyện này, tương đối tư ẩn. Cho nên, Sở ngốc mau đang kiểm tra Tống Thư Hàng thân thể trước hỏi thăm một lần. À, Tống Thư Hàng đáp. Vò đã mẻ không sợ rơi, hắn cường đại nội tâm bắt đầu tiếp nhận hiện thực. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, đã mọi người đều biết chuyện này, vậy liền dứt khoát đem chuyện này đặt tới bên ngoài. Dễ thương lượng hạ giải quyết phương án. Sở Các Chủ ngốc mau nhẹ nhàng điểm một cái, bắt đầu tinh tế quét hình kiểm tra lên Tống Thư Hàng trạng thái thân thể, cũng bắt đầu không ngừng báo cáo Tống Thư Hàng thân thể số liệu. Đầu không có vấn đề, không bị đến tổn thương. Năng lượng trong cơ thể đã bắt đầu khôi phục, nhân quả đao mang tới trạng thái hư nhược bắt đầu biến mất. Mà lại, trong cơ thể ngươi linh lực lại bị cường hóa một lần. Làm sao làm được?
Bạch Long tỷ tỷ suy đoán nói, có phải hay không là bởi vì nhân quả đao nguyên nhân, một đao kia dẫn dắt ra 10 đạo kinh khủng nhân quả chi lực. Cái kia 10 đạo lực lượng khi tiến vào Tống Thư Hàng thân thể thời điểm, khẳng định cũng sẽ tiện thể lấy cường hóa thân thể của hắn cùng linh lực phẩm chất. Đan điền không có vấn đề, ở vào tùy thời có thể tấn thăng trạng thái. Lại nói, Thư Hàng ngươi chuẩn bị lúc nào lại tấn cấp một đợt? Sở các chủ hỏi. Tống Thư Hàng có chút nhấp một ngụm trà, thở dài, chí ít. Trước giải quyết trong bụng ta phôi thai sau rồi nói sau. Bằng không mà nói, mang theo nàng tấn cấp, nói không chừng lại muốn bị phán định vì thành đoàn độ kiếp. Lại nói, tu chân giới có hay không vị tiên tử kia trong ngực mang thai thời điểm độ kiếp? Nếu như có, lúc mang thai độ kiếp tiên tử đến cùng xem như một người đâu? Vẫn là tính hai cái. Ân, tìm được, thứ năm tiểu đan điền bên trong hạch tâm lò phản ứng bên trong, có dị thường phản ứng. Sở các chủ báo ra tin tức. Tống Thư Hàng thứ năm tiểu đan điền, cũng là phi thường đặc thù một cái. Cái khác tiểu đan điền bên trong tiểu kim đan tại tấn thăng thất phẩm về sau, kim đan đều sẽ hóa thành nguyên anh. Mà thứ năm tiểu đan điền bên trong hạch tâm lò phản ứng tại hóa thành nguyên anh về sau, còn để lại hạch tâm lò phản ứng vỏ bọc, chìm ở thứ năm tiểu đan điền bên trong. Lúc này, tại cái này hạch tâm lò phản ứng bên trong, liền có một cái tiểu sinh mệnh đang nổi lên. Cái này tiểu sinh mệnh bây giờ vẫn là phôi thai bộ dáng, nhìn tựa như là truyền hình điện ảnh trong tác phẩm người ngoài hành tinh. Thật to đầu, đồng dạng hai mắt thật to, tăng thêm thân thể nho nhỏ, co lại thành một đoàn. Duy nhất cùng nhân loại bình thường phôi thai khác biệt, chính là cỗ này nho nhỏ trong phôi thai, ẩn giấu đi một chút máy móc kết cấu thân thể. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng một quyển, đem một màn này hình chiếu ra. Như vậy vấn đề tới, Thư Hàng, đây là ai hài tử? Bạch Long tỷ tỷ hỏi kỳ thật mọi người thấy cái này phôi thai trên người máy móc kết cấu lúc, liền đã có suy đoán. Bất quá, vẫn là cần hướng Tống Thư Hàng xác định một chút. Cùng các tiền bối nghĩ đồng dạng, Tống Thư Hàng bưng lấy chén trà, trả lời. Tống tiền bối, người không cần thất lạc, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, người hẳn là vui vẻ mới đúng. Lúc này, da đen vũ nhu tử an ủi. Tống Thư Hàng, Tống tiền bối người nghĩ a. Nếu như ngươi tấn thăng đến bát phẩm huyền thánh cảnh giới, có thể sẽ tuyệt dục. Mà bây giờ, ngươi đã trải qua có được con của mình. Không cần lại lo lắng tuyệt dục vấn đề. Da đen vũ nhu tử an ủi. Tống Thư Hàng. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng. Quái lệ lục đậu phượng tiên tử tư duy góc độ, sao mà xảo trá. Lúc này, bia đá đạo hữu lên tiếng đem chủ đề kéo về, ta cảm thấy, bá Tống Hào hiện tại cần một cái giải quyết thai nhi phương án. Đúng. Tống Thư Hàng kích động nói. Sở các chủ ngốc mau, phương án giải quyết, nếu không, sinh ra tới. Vấn đề là, ta không có cái kia công năng. Tống Thư Hàng nhắc nhở, yêu yêu đọc sách, tâm ma xích tiêu kiếm, đẻ mổ. Tống Thư Hàng, tóm lại, người trước hảo hảo dưỡng thai. Sau đó, người một bên dưỡng thai, phía chúng ta cân nhắc phương án giải quyết. Bạch Long tỷ tỷ đạo, nể mặt Tô Thị A thập lục. Nàng sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào giải quyết vấn đề này. Tống tiền bối, người có muốn hay không trước bồi bổ thân thể? Da đen vũ nhu tử hỏi, phụ nữ mang thai, phương diện dinh dưỡng rất trọng yếu a. Da đen vũ nhu tử, tựa như là một cái ăn cơm tin tức. Nàng một nhắc nhở, Tống Thư Hàng liền cảm giác mình bụng bắt đầu đói lên. Sau đó, hắn theo bản năng mở ra mình hạch tâm thế giới. Thuận tay từ đó lấy ra một khối cửu phẩm linh thạch chính là côn vương tiền bối di sản. Tại da đen vũ nhu tử, Bạch Long tỷ tỷ, sở các chủ ngốc mau ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tống Thư Hàng há miệng cắn lấy cửu phẩm linh thạch bên trên. Răng rắc một ngụm, linh thạch liền bị Tống Thư Hàng cắn nát, nhấm nuốt. Năm đó Tống Thư Hàng ăn linh thú tinh lúc luyện răng lợi, hôm nay rốt cục lần nữa có đất dụng võ. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công nghịch kình thiên nguyên bộ phụ trợ công pháp kình thôn thuật bản năng thi triển ra, nháy mắt liền đem cửu phẩm linh thạch tiêu hóa. Mấy ngụm ăn xong linh thạch về sau, Tống Thư Hàng lại lấy ra một cây cửu phẩm cấp tiên thụ vật liệu. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn lè lưỡi trước liếm liếm, nếm thử hương vị. Sau đó, thỏa mãn nhẹ gật đầu, cắn một cái đi lên. Khẩu vị của hắn, nhìn rất không tệ bộ dáng. Theo tốc độ này lại ăn đi xuống. Côn Vương bảo tàng có thể chống đến Thư Hàng kết thúc mang thai một ngày sao? Bạch Long tỷ tỷ lặng lẽ nhỏ giọng cùng đám người thương thảo. Côn Vương bảo tàng không có bị khắc kim nhất kích tiêu hao.
nhưng chiếu trước mắt hình thức phát triển tiếp, toàn bộ Côn Vương bảo tàng có thể hay không bị Tống Thư Hàng nhai ăn không còn. Vẫn chưa bát phẩm. Tống Thư Hàng là cái năng lực tiếp nhận rất mạnh người. Từ khi năm ngoái ngày mùng 4 tháng 6 ngày đó, hắn dùng 18 năm nhân sinh tạo dựng lên thế giới quan đột nhiên vỡ nát về sau, hắn liền phá rồi lại lập, dục hỏa trùng sinh. Hắn hiện tại như là một trương giấy trắng, không ngừng đi kết nạp đối với hắn mà nói thuộc về hoàn toàn mới sự vật, sửa chữa thế giới quan cùng nhân sinh giá trị quan. Ngày mùng 2 tháng 1 ban đêm lúc hắn, đối với mình khả năng mang thai sự tình còn hoảng được ép một cái, cảm giác đầu óc đều đang run rẩy. Nhưng khi ngày mùng 3 tháng 1 mặt trời mọc lúc, Tống Thư Hàng liền bình tĩnh tiếp nhận cái này hoang đường sự thật. Hiện thế, Nho Gia Bạch Vân Thư Viện, Quan Tinh Đài, tinh thần, trạng thái hoàn toàn khôi phục Tống Thư Hàng, chính ngồi xếp bằng trên Quan Tinh Đài. Hắn đem mặt nạ đẩy lên trên đầu, bình tĩnh thưởng thức mặt trời mọc cảnh sắc. Ngược lại là phía sau hắn, một đám tiền bối đại lão, tiên tử đều rất lo lắng nhìn qua hắn. Vũ Nhu Tử bản thể nhỏ giọng nói, Tống tiền bối trạng thái thật không có vấn đề sao? Ta nghe nói có ít người tại tao ngộ cực đoan sự kiện về sau, liền có thể sẽ thay đổi trầm mặc ít nói. Cho nên nói, Tống tiền bối càng là trầm mặc, liền càng có thể là ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vô cùng nguy hiểm. Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục, Thông Nương đều đã từ bá diệt giảng pháp bên trong trống xuống tới. Đối với chư thiên vạn giới người tu luyện đến nói đều đáng sợ vô cùng bá diệt tử vong thời gian, đối Vũ Nhu Tử đến nói lại cơ hồ không có gì không tốt phản ứng. Bá diệt thời gian bên trong cái kia một lần lại một lần tử vong, đối nàng mà nói chỉ là kiện phi thường hảo ngoạn sự tình, chỉ thế thôi. Tô Thị A Thập Lục đồng dạng thuận lợi chống nổi bá diệt giảng pháp, nàng trong bóng tối kinh lịch thí luyện độ khó, không kém gì bá diệt thời gian. Chỉ cần hảo hảo điều chỉnh một chút, lại thêm hoạt tuyển ủng hộ, nàng rất nhanh vượt qua Tống Thư Hàng giảng pháp. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong trừ Hoàng Sơn Mụ Mụ bên ngoài, đại khái chỉ còn lại Bắc Hà tiền bối còn tính là người bình thường. Sau cùng Thông Nương, thì là đã trải qua có một lần kinh nghiệm. Một lần thì lạ, hai lần thì quen. Xem hết giảng pháp về sau, tỉnh lại sau giấc ngủ, nàng liền lại một lần nhảy nhót tưng bừng, trạng thái sinh động đến không được. Từ hạch tâm thế giới bên trong sau khi ra ngoài, các nàng liền biết được Tống Thư Hàng mang thai tin tức. Lúc ấy, phản ứng của các nàng không giống nhau. Thông Nương nghe được tin tức này bước nhỏ là chấn kinh, tiếp lấy trong lòng nổi lên trọn vẹn nhân quả báo ứng tuần hoàn lý luận. Nhưng cuối cùng, nàng đột nhiên lại lâm vào không hiểu thấu trong sự sợ hãi. Cũng không biết nàng não bổ cái gì kịch bản. Vũ Nhu Tử đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bắt đầu tiến vào hiếu kỳ giai đoạn nàng tại hiếu kỳ Tống tiền bối là thế nào mang thai. Nguyên lý là cái gì? Mang chính là nam hài nữ hài. Có thể hay không sinh ra? Không thể sinh ra phải làm sao? Nàng tựa như là người hiếu kỳ bảo bảo, trong lòng có 10 vạn câu hỏi vì sao muốn hỏi thăm. Cuối cùng, tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ giảm sóc qua đi, nàng mới bắt đầu thoáng lo lắng mang thai phu Tống tiền bối trạng thái. Về phần Tô Thị A Thập Lục, nàng đến bây giờ cũng còn không có từ cái này khiếp sợ thông tin bên trong giảm sóc tới. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ ở trước mắt nàng không ngừng lắc lư, A Thập Lục đều không có nửa điểm phản ứng. Cái này đứng máy thời gian so Thư Hàng sử dụng nhân quả đao sau còn muốn dài a. Bạch Long tỉ tỉ thầm nghĩ trong lòng A Thập Lục tiếp nhận mới sự vật năng lực, so với nàng dữ liệu còn muốn chênh lệch. Yên tâm đi, Vũ Nhu Tử, ta rất tốt. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, đối Vũ Nhu Tử mỉm cười, an ủi. Vũ Nhu Tử đối Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Chờ Tống Thư Hàng xoay người lại tiếp tục xem mặt trời mọc lúc, Vũ Nhu Tử lại nhỏ giọng nói, các vị tiền bối. Các người cảm giác Tống tiền bối vừa rồi thiếu dung là phát ra từ nội tâm sao? Bạch Long tỉ tỉ nói, từ mặt ngoài đến xem, cái nụ cười này có thể cho 8 phần. Mọi người không cần quá mức lo lắng. Các ngươi nhìn, bá Tống Hào hiện tại ngay tại rượu chè ăn uống quá độ, hắn đây là tại mượn ăn đến giảm sóc cảm xúc. Chỉ cần ăn bạo, hắn có lẽ liền có thể khôi phục lại. Bia đá đạo hữu tỉnh táo phân tích nói, cho nên... chúng ta không bằng tới ngẫm lại xử lý như thế nào bá Tống Hào thể nội hài tử. Gần nhất bia đá đạo hữu một mực đảm nhiệm lấy tỉnh táo phân tích công tác, cũng sẽ tức thời đem chạy lệch ra chủ đề kéo về đến chính đề. Hài tử, sau lưng Tô Thị A Thập Lục đột nhiên lẩm bẩm nói. Bạch Long tỉ tỉ nghe vậy cười nói, Thập Lục ngươi rốt cục khởi động lại tốt. Nhưng nàng quay đầu nhìn lại lúc,
lại phát hiện Tô Thị A Thập Lục vẫn như cũ ở vào đứng máy trạng thái là vừa rồi bia đá đạo hữu sách đến hài tử mở ra, kích thích nàng. Cô nàng này không chữa được, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Bạch Long tỉ tỉ, nói lên xử lý phương án, kỳ thật tối hôm qua, ta nghĩ đến một cái có thể được phương án. Sở Ngốc Mau lên tiếng nói, nàng lúc này tạm thời chuyển di tại Vũ Nhu Tử đỉnh đầu, tốt cùng mọi người đứng tại cùng một trận tuyến thảo luận sự tình. Quy Tiền Bối hiếu kỳ hỏi, cái gì phương án? Kỳ thật, Thư Hàng vấn đề vốn là rất dễ giải quyết. Suy nghĩ kỹ một chút, Thư Hàng mang thai cũng không phải thật mang thai, cái kia hài nhi phôi thai chỉ là tồn tại ở hắn hạch tâm lò phản ứng bên trong. Cho nên, chỉ cần đem hạch tâm lò phản ứng tạm thời lấy ra, không phải tốt. Sở Ngốc Mao phân tích nói. Vũ Nhu Tử lắc lắc đầu, nàng phát hiện Sở các chủ Ngốc Mao tại đỉnh đầu nàng lúc nói chuyện, có loại phi thường quái dị cảm giác. Bạch Long tỉ tỉ đặt câu hỏi nói, lấy ra sau đâu? Da đen Vũ Nhu Tử đồng thời hỏi, làm sao lấy ra? Lấy ra quá trình, tiên tử hẳn là có thể làm được a. Sở Ngốc Mao đối công đức xà mỹ nhân nói. Công đức xà mỹ nhân hai tay 10 ngón giao nhau, xếp tại cái cằm, khẽ gật đầu một cái nàng là Tống Thư Hàng công đức chi quang cụ hiện hóa, cùng Tống Thư Hàng là một thể tồn tại. Nàng có thể trực tiếp tiến vào Tống Thư Hàng trong đan điền, lấy ra hạch tâm lò phản ứng. Bất quá, cái này cần chính Tống Thư Hàng đồng ý mới được. Về phần lấy ra sau, có lẽ có thể thử một chút thay thế. Sở Ngốc Mao lại bổ sung. Hạch tâm lò phản ứng bên trong cái kia phôi thai, đã là một cái mới sinh mệnh. Nàng cần từng bước một trưởng thành, cần một cái mẫu thể đến cung cấp nàng dinh dưỡng. Quy Tiền Bối lên tiếng nói, ai đến? Hiện trường lập tức một mảnh trầm mặc. Lúc này, chúng ta liền cần sử dụng phương pháp bài trừ. Bạch Long tỉ tỉ bình tĩnh cười nói, đầu tiên bài trừ ta, tiên tử cùng tạo hóa tiên tử. Chúng ta đều là công đức trạng thái, không có thực thể, việc này trước bài trừ chúng ta. Bia đá đạo hữu, Bạch Long đạo hữu nói có lý. Cho nên, ta cảm giác Ngốc Mao tiên tử ngươi rất thích hợp. Bạch Long tỉ tỉ lại đề nghị, loại chuyện này, cũng không thể giao cho tiểu bối xử lý. Chúng ta thân là tiền bối, lúc này nên muốn đứng ra. Thật đáng tiếc, khăn quàng cổ tiên tử, ta bây giờ còn chưa dài đến eo vị trí, không có chức năng này. Sở các chủ Ngốc Mao bình tĩnh nói. Các vị tiền bối, không bằng để cho ta tới thử một chút. Lúc này, Vũ Nhu Tử bản thể đột nhiên nhấc tay nói, cảm giác chơi rất vui dáng vẻ, ta. Nàng lời còn chưa nói hết, da đen Vũ Nhu Tử đã trải qua nhào tới, dùng sức che miệng của nàng, bản thể, chuyện này thật không được. Cha sẽ chết. Chuyện này, cha cái kia suy yếu thần kinh tuyệt đối chịu không được. Da đen Vũ Nhu Tử che lấy bản thể miệng, cố gắng khuyên can. Vũ Nhu Tử bản thể nghiêm túc suy nghĩ một lát sau, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Da đen Vũ Nhu Tử rốt cục thật to nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng ra che lấy bản thể miệng nhỏ bàn tay. Như vậy, để cha đến thay thế đi. Sau đó, Vũ Nhu Tử bản thể đề nghị. Da đen Vũ Nhu Tử. Làm sao phì tự A, bản thể? Người não mạch kín là thế nào phì tự A, vì sao lại nghĩ ra loại này hố cha đề nghị A? Phía trước, làm bộ ngửa đầu thưởng thức mặt trời mọc Tống Thư Hàng, tâm can đều run rẩy một chút. Vũ Nhu Tử đây là cái gì ma quỷ đề nghị A? Đoạn đối thoại này tuyệt đối không thể truyền vào linh điệp tiền bối trong tai, nếu không trên thế giới này lại muốn thêm một cái họ Tống vô tội vong hồn. Cho nên, quả nhiên, linh điệp tiền bối là tiên tử đúng không? Lúc này, Thông Nương đột nhiên lên tiếng nói. Bằng không mà nói, Vũ Nhu Tử như thế nào lại đưa ra như thế hố cha đề nghị? Da đen Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng. Thông Nương duy trì hành trạng bộ dáng, ngồi tại tạo hóa tiên tử trên đùi, lung lay bàn chân nhỏ nói. Ta nhớ được có lần tại Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong thủy quần lúc, nhìn thấy Tam Lãng tiền bối nhắc qua một sự kiện. Nghe nói, trên Linh Điệp đảo từng có qua một cái tin đồn. Trong truyền thuyết, Linh Điệp tiền bối nhưng thật ra là vị tiên tử. Mà lại đây là có căn cứ, mọi người suy nghĩ kỹ một chút có thể tìm ra rất nhiều manh mối. Quy Tiền Bối bát quái chi tâm dâng lên, hỏi, tỷ như. Tỷ như Linh Điệp tiền bối đạo hiệu, có phải là rất nữ tính hóa? Còn có Linh Điệp tiền bối có đôi khi tiểu tỷ khí phát tác, sẽ giống tiểu nữ nhân đồng dạng cùng người châm châm so đo. Mà lại nghe nói, Linh Điệp tiền bối chưa từng có đem thê tử mang về Linh Điệp đảo qua, vẫn luôn là rời đi Linh Điệp đảo cùng thê tử hẹn hò lữ hành.
thậm chí liền ngay cả Vũ Nhu Tử sau khi sinh, đều là Linh Điệp tiền bối một mình mang về Linh Điệp đảo. Thông Nương dựng thẳng lên năm ngón tay, từng cây điểm số, cho nên, nếu như Linh Điệp tiền bối thật sự là thân nữ nhi, cái kia hết thảy đều có thể đạt được giải thích. Da đen Vũ Nhu Tử trợn mắt hốc mồm. Chính làm bộ thưởng thức mặt trời mọc Tống Thư Hàng, đột nhiên cảm giác mặt trời mới mọc thật chói mắt, kém chút chói hoa mắt phải của hắn. Vũ Nhu Tử bản thể nháy nháy mắt, nàng cảm giác chính mình cũng sắp bị Thông Nương thuyết phục. Nếu không phải thể chất nàng đặc thù, tại mẫu thân trong cơ thể ngây người một đoạn thời gian rất dài, đồng thời đã từng thông qua tra pháp thuật cảm ứng qua ngoại giới lời nói, nàng thật muốn tin. Tin tức là Tam Lãng tiền bối truyền tới. Da đen Vũ Nhu Tử sững sờ nói, Tam Lãng tiền bối vì sao lại đối Linh Điệp đảo hiểu rõ như vậy? Vũ Nhu Tử bản thể xoa cằm nói, Linh Điệp đảo bên trên biết nhiều chuyện như vậy hẳn là chỉ có Kiếm Nhất sư huynh. Bất quá Kiếm Nhất sư huynh lười như vậy, chắc chắn sẽ không cùng Tam Lãng tiền bối trò chuyện nhiều chuyện như vậy. Dù sao Lưu Kiếm Nhất sư huynh nhiều thở một cái đều cảm giác sẽ chết. Da đen Vũ Nhu Tử tỉnh táo suy tư sau nói, đợi sau khi trở về, ta hỏi một chút cha. Phía trước, nhìn chằm chằm mặt trời mới mọc Tống Thư Hàng, không khỏi vì Lưu Kiếm Nhất sư huynh cùng Tam Lãng tiền bối chảy xuống một nhóm bi thương nước mắt ánh nắng quá chói mắt, nước mắt liền không tự chủ được chảy ra. Bất quá, Linh Điệp tiền bối có thể là tiên tử tin tức này, lại một mực in dấu tại trong đầu hắn. Mặc dù cảm giác khả năng này không lớn, nhưng bởi vì chơi rất vui, cho nên đại não liền bản năng nhớ kỹ cái tin này. Chủ đề đừng sai lệch, coi như Linh Điệp đạo hữu thật sự là vị tiên tử, nàng cũng không thích hợp trở thành mẫu thể. Chúng ta lại tiếp tục thương lượng một chút đi. Lúc này, bia đá đạo hữu lần nữa ngăn cơn sóng dữ, đem chủ đề kéo về. Lúc này, Tống Thư Hàng đem mặt nạ kéo xuống, quay người chân thành nói, các tiền bối, thật không cần lo lắng cho ta. Chỉ là mang thai loại chuyện này, ta hôm nay buổi sáng sau khi rời giường, liền tiếp nhận sau. Ta tâm lý không có vấn đề, tâm tính cũng không có băng, đầu óc cũng rất lý trí. Tu hành trên đường đi, khắp nơi tràn đầy thí luyện. Chỉ cần đem cái này xem như là thí luyện một vòng, cũng không có cái gì ghê gớm. Tâm ma xích tiêu kiếm có chút dừng lại, nói, Thư Hàng ngươi lãnh tĩnh như vậy lý trí, ta ngược lại thật có chút lo lắng. Tóm lại, các tiền bối không cần lại xoắn suýt cái vấn đề này. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện này chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Thật không được, chúng ta có thể liên hệ cái gì đều có thể bán tiền bối. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cái gì đều có thể bán đại lão cái gì đều có thể bán. Tống Thư Hàng nói bổ sung, chỉ cần có linh thạch, cái gì đều có thể bán tiền bối cơ hồ là vạn năng. Tống Thư Hàng vừa dứt lời. Sau lưng vật trang sức đại lão, tiên tử các tiền bối, trong đầu lập tức hiển hiện một cái sinh động hình tượng. Tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm bên trong, dài mỏng dây thường xuân đình nghỉ mát bên trong, cái gì đều có thể bán đại lão hất lên thật mỏng cái chăn, khẽ vuốt mình tròn vo phần bụng, lộ ra tràn đầy tình thương của mẹ mỉm cười. Màn này xuất hiện khả năng rất lớn. Chính như Tống Thư Hàng nói, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, cái gì đều có thể bán tiền bối cái gì cũng biết bán. Nếu như hắn không nguyện ý bán, nhất định là ngươi cho linh thạch còn chưa đủ. Mặc dù mọi người trong lòng đều biết, Tống Thư Hàng lời nói bên trong ý tứ không phải như vậy lý giải. Thư Hàng nghĩ biểu đạt hẳn là cái gì đều có thể bán đại lão nơi đó hẳn là có thể giải quyết vấn đề bảo vật. Nhưng là, trong đại não hiển hiện màn này là tự động não bổ, căn bản không bị khống chế. Cuối cùng Bạch Long tỉ tỉ ho nhẹ một tiếng, tổng kết nói, Thư Hàng phương án có thể thực hiện. Nếu như chúng ta trong khoảng thời gian ngắn không có thích hợp hơn phương án giải quyết, liền đi liên hệ cái gì đều có thể bán đạo hữu. Thừa dịp Thư Hàng trong tay còn có một nhóm linh thạch. Đúng, thừa dịp có linh thạch, Tống Thư Hàng đứng lên, cảm thán nói, thật là một cái mỹ diệu mặt trời mọc. Thừa dịp hắn hiện tại trong tay linh thạch không có khác rơi, hắn có rất nhiều phải bỏ tiền sự tình phải xử lý một chút sửa chữa âm ảnh thánh địa, trả nợ, liên hệ cái gì đều có thể bán đại lão mua bảo vật. Sau đó, trước cùng Hằng Hỏa tiền bối bọn họ cáo từ đi. Là thời điểm rời đi Nho Gia cái này làm hắn hoảng hốt địa phương tiếp tục ở tại Nho Gia, có trời mới biết sẽ còn chuyện gì phát sinh. Hắn cùng Nho Gia, thật là hữu duyên vô phận. Tống tiền bối, rời đi Nho Gia sau chúng ta đi đâu? Vũ Nhu Tử hỏi. Ta trước tiên cần phải về nhà một chuyến. Bây giờ thiên đạo sụp đổ, thế giới biến hóa, hiện thế cũng phát sinh rất lớn cải biến.
Ta chuẩn bị đi trước đem người nhà an bài một chút, giải quyết nỗi lo về sau. Mà lại, cũng là thời điểm hướng bọn hắn thẳng thắn. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Người nhà của hắn có Nho gia đệ tử trong bóng tối thủ hộ, phương diện an toàn không thành vấn đề. Thiên đạo sụp đổ về sau, hỏa tinh, mặt trăng, đáy biển thế giới, lần lượt phát sinh to lớn cải biến. Địa cầu lục địa khẳng định cũng phát sinh cùng loại dị biến. Hiện tại, chính là thừa cơ hướng người nhà miêu tả tu sĩ thế giới cơ hội tốt nhất. Lúc này giải thích, cũng nhất bớt lo. Dù sao thế giới đều biến thành bộ dáng này, còn có cái gì không thể tin tưởng. Đến lúc đó, hắn có thể đem người nhà tiếp vào đến hạch tâm thế giới. Không đúng, tốt nhất là hướng hàng hỏa tiền bối lấy cái ân tình, đem người nhà an bài đến an toàn hơn kim liên thế giới. Hạch tâm thế giới mặc dù an toàn, nhưng hắn cái chủ nhân này tình cảnh hiện tại không quá đáng tin cậy. Cho nên, vẫn là kim liên thế giới càng thỏa đáng. Chờ an bài tốt người nhà về sau, tại tân nhiệm thiên đạo xuất hiện trước đó, hắn liền có thể không hề cố kỵ đi bước ra chính mình đạo. Như thế, tại cái này thiên đạo sụp đổ thời đại bên trong, không uổng công sống một thế này. Vũ Nhu Tử nghĩ nghĩ, nói, vậy ta cùng Tống tiền bối cùng một chỗ, về trước Văn Châu thành phố. Sau đó nhìn thời gian an bài, nếu như thời gian còn sung túc, ta lại chơi 2 ngày, sau đó về Linh Điệp đảo. Nàng cùng thiên đế có ước định, phải kịp thời về nhà. Tốt, vậy liền một đường, Tống Thư Hàng đứng dậy, đối Tô Thị A Thập Lục nói. Đi, Thập Lục. Bạch Long tỉ tỉ quơ quơ móng vuốt nhỏ, thay thế Tô Thị A Thập Lục trả lời, còn đứng máy đây. Ta thanh tỉnh, Tô Thị A Thập Lục trả lời. Thời điểm then chốt, nàng rốt cục khởi động lại thành công, kịp thời đáp lại. Hai tử, Tô Thị A Thập Lục ngửa mặt nhìn qua Tống Thư Hàng. Không cần lo lắng, việc này ta đã tiếp nhận. Tống Thư Hàng cười an ủi, xấu nhất khả năng, cũng bất quá là chính ta đưa nàng cho sinh ra mà thôi. Không có gì lớn. Ta hiện tại tiếp nhận mới mẻ sự vật năng lực đặc biệt mạnh, yên tâm đi. Tô Thị A Thập Lục khẽ gật đầu một cái, cũng không biết lúc này trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Thư Hàng trạng thái quả nhiên không ổn a. Chính hắn tại thản nhiên tiếp nhận mang thai cái này hoang đường sự thật về sau, liền vô ý thức coi là người khác cũng có thể giống như hắn thản nhiên tiếp nhận loại chuyện này. Tâm tình của hắn mặc dù không có băng, nhưng luôn có chỗ nào cảm giác không thích hợp. Tâm ma xích tiêu kiếm ở hậu phương âm thầm quần thể truyền âm nói. Sở các chủ ngốc mau truyền âm nói, ta có chút chờ mong hắn sau khi về nhà, có thể hay không thản nhiên hướng thân nhân miêu tả mang thai cái này kinh hỉ. Da đen Vũ Nhu Tử hơi suy nghĩ một chút nói, cũng không khả năng đi, Tống tiền bối cũng không phải mất trí. Chính giọng nói, phía trước Tống Thư Hàng kêu lên, ai vào chỗ nấy, đi. Hắn đưa tay tế ra bạch tiền bối giao cho hắn chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, đây là lần trước bạch tiền bối để hamster hào giao cho hắn đảo mệnh dùng, còn không có trả lại bạch tiền bối. Lần này vừa vặn dùng nó về nhà, bài diện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Buổi sáng 8:03, Tống Thư Hàng tại hướng hằng hỏa tiền bối, nho ra tứ kiếp tiên cáo biệt về sau, tại hằng hỏa tiền bối cái kia không thể chối từ thịnh tình bên dưới. Mang tới một dương nho gia thổ đặc sản sáng lóng lánh linh thạch, trở về Văn Châu thành phố. Kỳ thật linh thạch cũng không phải là nho gia chân chính thổ đặc sản, nhưng là nho gia trên dưới đều biết Tống Thư Hàng thiếu tiền. Cho nên, tất cả thổ đặc sản đều tiền mặt thành linh thạch giao cho bá Tống. Tống Thư Hàng cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Rời đi nho gia trước, Tống Thư Hàng còn hướng hằng hỏa tiền bối xin một nhóm nho gia kim liên thế giới quyền cư ngụ, chuẩn bị dùng để an trí người nhà của mình. Hằng hỏa tiền bối gật đầu làm chủ, đồng ý Tống Thư Hàng xin tại toàn bộ nho gia trên dưới đều cho rằng Tống Thư Hàng là thánh nhân chuyển thế tình huống dưới, nho gia toàn thể đều hận không thể Tống Thư Hàng có thể nâng nhà di chuyển đến Kim Liên thế giới, ở đến Kim Liên thế giới cũng đừng đi ra. Tống Thư Hàng vì người nhà xin Kim Liên thế giới quyền cư ngụ, chính hợp toàn thể nho gia thành viên tâm ý. Lúc này nho gia hận không thể phái người tiến đến, trực tiếp đem Tống Thư Hàng người nhà tính cả nhà cùng một chỗ. Toàn bộ di chuyển đến Kim Liên thế giới. Tống Thư Hàng phí hết miệng lớn lưỡi mới uyển cự nho ra nhiệt tình hỗ trợ. Buổi sáng 8:10. Trời xanh, mây trắng. Trên biển mây, chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa hóa thành một vệt ánh sáng, tại trên tầng mây chợt lóe lên, đem tầng mây dày đặc cắt chém thành hai nửa. Tiên trong thuyền truyền ra Vũ Nhu Tử sung sướng tiếng cười.
điều khiển chư thiên vạn giới nhất nhanh tiên toa lấy tối cao hào nhanh chạy gấp chính là nàng vị này trẻ tuổi mới ti cơ. Tống tiền bối, chiếc này tiên toa quá lợi hại, Vũ Nhu Tử gieo hò nói. Chỉ có tự mình điều khiển chiếc này tiên toa, mới có thể thể ngộ đến nó cực độ vẻ đẹp. Đã lái qua một lần về sau, vô luận là tiên tử vẫn là đạo trưởng vẫn là đại sư, đều sẽ yêu loại này cực tốc vui vẻ. Dù sao, đây là chư thiên vạn giới vật lý đệ nhất hào nhanh. Tống Thư Hàng hai chân ghim trung bình tấn, cắm rễ đứng tại tiên toa trong khoang thuyền. Mặc dù tiên toa bên trong còn có chỗ ngồi, Tống Thư Hàng căn bản không dám ngồi xuống. Da đen Vũ Nhu Tử nắm thật chặt tay vịn, đen nhánh khuôn mặt nhỏ đều biến trắng bệch, trong miệng nàng đang cố gắng khuyên Vũ Nhu Tử, bản thể, chậm một chút. Thà chờ một phút, không đoạt một giây đồng hồ, con đường ngàn vạn đầu, an toàn đầu thứ nhất, chạy không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt. Da đen Vũ Nhu Tử, nói ra Tống Thư Hàng tiếng lòng. Vậy chúng ta thả chậm tốc độ. Phía trước, Vũ Nhu Tử vậy mà khéo hiểu lòng người trả lời. Tống Thư Hàng đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Mặc dù còn muốn tiếp tục lại chơi một hồi, bất quá lại nhanh đi xuống, ta khả năng liền muốn không khống chế nổi. Vũ Nhu Tử tiếc nuối nói, cảnh giới của ta còn quá thấp, năng lực phản ứng không đủ. Tống tiền bối, lần sau có thăng cấp nhanh chóng cơ hội, liền mang ta. Đừng hồ nháo, cảnh giới thăng cấp há lại trò đùa. Vũ Nhu Tử đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Chớ học Tống Thư Hàng, hắn đến bây giờ ngay cả cái ngũ lôi oanh đỉnh cũng còn không có học hết. Mà lại, hắn thăng cấp phương pháp giá quá lớn. Chư thiên vạn giới bên trong, lại có mấy người có thể giống như Tống Thư Hàng, dựa vào lần lượt tử vong đến xung kích cảnh giới. Tống Thư Hàng. Tại chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa cực tốc bên dưới, chẳng được bao lâu, Tống Thư Hàng liền thấy quen thuộc quê quán. Vũ Nhu Tử đã bắt đầu chậm rãi giảm xuống phi toa tốc độ. Tiến vào rừng xe khâu. Tô Thị A Thập Lục ghé vào tiên toa cửa sổ vị trí, nhìn xuống dưới. Phía dưới, Văn Châu thành phố tổng thể đến xem cũng không hề biến hóa. Tống Thư Hàng tiến đến Tô Thị A Thập Lục sau lưng, đồng dạng hướng phía dưới nhìn lại. Từ mặt ngoài đến xem, Văn Châu thành phố diện tích cũng không có mở rộng. Tống Thư Hàng nói khẽ, hắn còn nhớ rõ, trên sao hỏa dị biến là trong không gian sinh ra càn khôn pháp khí nguyên lý biến hóa. Diện tích hiện lên mấy chục lần khuếch trương tăng. Loại biến hóa này, tại trên sao hỏa xuất hiện ngược lại không có vấn đề. Nhưng nếu như xuất hiện ở địa cầu, liền sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Nếu như địa cầu nội bộ không gian cũng như càn khôn pháp khí không gian đồng dạng mở rộng lời nói, diện tích tăng vọt sẽ dẫn đến con đường giao thông, các loại tuyến đường, khí ga thủy điện đường ống, toàn bộ sụp đổ. Không có thủy điện, nhân loại hiện đại sẽ sụp đổ. Bạch Long tỷ tỷ nói, linh khí phương diện biến hóa rất lớn, linh khí nồng nặc tràn ngập các ngõ ngách. Liền xem như tại náo nhiệt đô thị trung tâm, linh khí mức độ đậm đặc đều có thể so với dĩ vãng tiểu môn phái trụ sở. Sở các chủ ngốc mau nói, không gian phương diện có chấn động, tại đô thị trung tâm chỉ sợ xuất hiện rất nhiều nhỏ bé không gian kẽ nứt. Đại lượng linh khí chính là từ những này không gian kẽ nứt bên trong dâng trào ra. Những này không gian kẽ nứt ngẫu nhiên xuất hiện tại đô thị các nơi. Người bình thường không cách nào tiếp xúc đến bọn chúng, nhưng nếu như một chút thể chất đặc thù nhân loại tiếp xúc đến những này không gian kẽ nứt, rất có thể bị cuốn vào đi vào. Tống tiền bối, ta muốn bắt đầu hạ xuống, Vũ Nhu Tử nói. Nàng đã thấy Tống Thư Hàng tại Bạch Kình đường quê quán. Thành, cẩn thận một chút, hạ xuống giữa không trung thời điểm, chúng ta liền từ tiên toa bên trong ra, sau đó lặng lẽ xuống dưới. Tống Thư Hàng trả lời. Theo tiên toa hạ xuống về sau, Tống Thư Hàng phát hiện toàn bộ thành thị trên đường phố, người ở thưa thớt. Các nhà các hộ người đóng cửa không ra. Có tà vọng khí tức, da đen Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Thiên đạo sụp đổ về sau, tà vọng tứ xuất. Như hôm nay ở giữa linh khí biến nồng nặc lên, tà vọng nếu như không ai ngăn lại, cũng sẽ bởi vì linh khí nguyên nhân biến mạnh lên. Tống Thư Hàng thần thức thô sơ giản lược hướng xuống vừa mới quét, gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác, thành thị bên trong có không ít tà vọng tại bóng tối bốn phía ẩn núp. Thật là, 2012 đều đi qua nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đã năm 2020, còn muốn chơi tận thế à? Tống tiền bối, nếu không chúng ta xuống dưới đem tà vọng xử lý sạch. Vũ Nhu Tử mong đợi nói. Nàng chỉ ở trên lý luận hiểu qua tà vọng tương quan tri thức, hiện tại,
phía dưới thành thị bên trong đông đảo sống sờ sờ tà vọng, nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc, sở dĩ phi thường có hứng thú. Hết thảy mới mẻ, lạ lẫm, thú vị đồ vật, nàng đều nguyện ý đi tiếp xúc cùng lý giải. Lòng hiếu kỳ thế nhưng là nhân loại tiến lên nguyên động lực một trong. Không vội, chúng ta hẳn là sẽ tại Văn Châu thị ngây ngốc mấy ngày. Đến lúc đó, ta mang các ngươi đi soát tà vọng. Vừa vặn phong phú bên dưới chúng ta tiếp xuống nhật thường hoạt động nội dung. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Trong đầu hắn những cái kia liên quan tới tà vọng tri thức cùng xử lý phương pháp, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, đây là ngàn giảm khó được nhượng hắn trang một lần đại tiền bối cơ hội. Mặt khác, hắn luôn cảm giác tà vọng thứ này cùng tâm ma có dị khúc đồng công chi diệu, hảo hảo nghiên cứu một chút nói không chừng có thể dựa theo tâm ma kiếp sáo trang xử lý thủ pháp, mân mê ra một bộ tà vọng tiệc phương pháp luyện chế đến. Dạng này, cũng có thể gia tăng một chút bản thân trả nợ năng lực. Vũ Nhu Tử gật đầu nói, hừm, cái kia nghe Tống tiền bối. Quả nhiên, đi theo Tống tiền bối là lựa chọn chính xác. Có đủ loại khác biệt tà vọng có thể quét lời nói, mấy ngày kế tiếp, tại Văn Châu thì chắc chắn sẽ không nhàm chán. Đến, chúng ta đón lấy đến làm sao xuống dưới. Thông Nương cũng nhìn thấy Tống Thư Hàng quê quán vị trí, lên tiếng hỏi. Đương nhiên là trực tiếp đi xuống. Vũ Nhu Tử tại Gia Thiên Vạn Giới xuyên thứ thiên toa bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, thiên toa vững vàng lơ lửng trong hư không. Sau đó, thiên toa cửa máy mở ra. Vũ Nhu Tử rời đi đài điều khiển, dắt bản thân tâm ma tay nhỏ, đối Tống Thư Hàng nói, Tống tiền bối, hai chúng ta đi xuống trước. Da đen Vũ Nhu Tử. Không đợi da đen Vũ Nhu Tử kịp phản ứng, Vũ Nhu Tử đã nắm nàng, mở ra thon dài hai chân, từ thiên toa cửa khoang bên trong cao cao nhảy ra. Chờ đã, chờ một chút, ta còn chưa chuẩn bị xong. Da đen Vũ Nhu Tử khẩn trương nói, nàng và bản thể khác biệt, nàng hiện tại là thục nữ quần trang cách ăn mặc. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Vũ Nhu Tử tay phải một mực nắm bản thân tâm ma tay trái, hai vị Vũ Nhu Tử mười ngón đan sen, một trắng một đen đồng thời từ trên không trung nhảy xuống. Tóc dài đen nhánh theo gió bay lên, Vũ Nhu Tử vui sướng tiếng cười vẩy xuống. Một lát sau, lại có một đám thải điệp từ hai vị Vũ Nhu Tử bên người huyễn hóa ra đến, nâng hai vị Vũ Nhu Tử, mang theo các nàng lấy giống như vũ tư thế vui mắt hình thức, chậm rãi hạ xuống. Linh điệp đảo độn pháp, cùng xinh đẹp tiên tử càng phối. Thông Nương hâm mộ nhìn qua Vũ Nhu Tử, lúc nào ta cũng có thể có được xinh đẹp như vậy độn pháp a. Chỉ muốn ngươi tốt tốt tu luyện, đến ngũ phẩm cảnh giới về sau, ta có thể dạy bảo ngươi thiên bằng độn pháp. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng gõ gõ Thông Nương hành ngọn. Khí lực nhỏ chút, đừng lại đem ta đầu bắn bay. Thông Nương bất mãn nói, ta gần nhất cũng tại rất cố gắng tu luyện a, nhưng là ta tấn cấp tốc độ căn bản so ra kém các ngươi. Hừm, là ta gần nhất đối ngươi đốc xúc không đủ, ta sẽ tỉnh lại. Tống Thư Hàng chân thành nói Thông Nương thế nhưng là đi qua Xích Tiêu Tử tiền bối cùng Tam Nhãn tiền bối song trọng nhận chứng có được thiên đạo chi tư tồn tại. Nói cách khác, giới này thiên đạo Thông Nương khả năng không đùa, nhưng giới sau thiên đạo Thông Nương khẳng định là cường hữu lực cạnh tranh tuyển thủ. Coi như thiên đạo có chủ tình huống bên dưới, Thông Nương cũng có thể sẽ trở thành giống Nho Gia Thánh Nhân như thế chấn áp một thế, một gốc hành treo lên đánh chư thiên vạn giới tồn tại. Thân là một gốc có được thiên đạo chi tư hành, Thông Nương, cuối cùng cũng có một ngày, người đem leo lên vương tọa, sẽ trở thành treo lên đánh chư thiên vạn giới tồn tại, thậm chí chứng đạo bất hủ. Sở dĩ, mục tiêu của ngươi muốn càng rộng lớn hơn một điểm. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Thông Nương hơi suy nghĩ một chút sau nói, có thể treo lên đánh ngươi sao? Tống Thư Hàng. Không muốn treo lên đánh lão bản Thông Nương không phải gốc tốt hiêu tinh. Tin tưởng mình, nhân sinh còn sống liền muốn có hy vọng là chuyện tốt. Tống Thư Hàng trịnh trọng đối Thông Nương nói. Sau đó, hắn nắm lên Tô Thị A thập lục tay nhỏ, thu hồi công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử, treo lên Xích Tiêu kiếm cùng bia đá đạo hữu, thuận tiện lấy đem sở các chủ ngốc mao cắm trở lại đầu mình. Cuối cùng, thừa dịp Thông Nương còn không kịp phản ứng trước, hắn mang theo Tô Thị A thập lục từ tiên toa bên trong nhảy lên thì bên dưới. Thiên bằng độn pháp thi triển ra, một đôi VIP huyễn quang cánh từ Tống Thư Hàng bên cạnh thân mở rộng ra đến, mang theo hắn cùng Tô Thị A thập lục thi toàn chuyển hạ xuống. Đợi đã, ta đây, ta làm sao bây giờ? Tiểu Thông Nương rốt cục kịp phản ứng. Tống Thư Hàng ra hỏa này quá keo kiệt đi, chỉ là hỏi một câu có thể hay không treo lên đánh hắn,
hắn liền đem nàng một cái người lưu tại tiên toa bên trong. Thông nương nàng ghé vào tiên toa nơi cửa khoang, hướng về phía Tống Thư Hàng hét lớn, họ Tống đều là vụn xương lớn. Phía dưới, Tống Thư Hàng đầu đột nhiên 360 độ xoáy chuyển, hướng về phía thông nương cười hắc hắc. Sự thật chứng minh, nhân loại cùng cú mèo là khác biệt. Cú mèo đầu đi một vòng cũng rất manh, nhân loại đầu đi một vòng liền rất kinh dị. Thông nương bị hình tượng này giật nảy mình. Phía dưới Tống Thư Hàng cười hắc hắc, nhẹ nhàng búng tay phát ra tiếng. Ba một tiếng, ra thiên vạn giới xuyên thứ tiên toa biến mất không thấy gì nữa, bị Tống Thư Hàng thu nhận bắt đầu. Đã mất đi tiên toa cái này chỗ đứng, thông nương thân thể liền lấy vật rơi tự do phương thức rơi xuống phía dưới. Thông nương trong hư không tung xuống một chuỗi kêu sợ hãi. Nàng trước mắt cảnh giới còn chưa tới ngự kiếm phi hành đẳng cấp, không biết bay a. Đang tại nàng thất kinh thời điểm, phía trước Tống Thư Hàng đầu đột nhiên từ trên thân thể thoát ly. Đầu của hắn phát hóa thành biện thủ, đem thông nương nhẹ nhàng bắt lấy. Thế nào, kích thích không? Tống Thư Hàng hỏi. Thông nương chớp mắt, hành thân mềm oặt ỉu xìu xuống dưới. Gần một nửa là bị vật rơi tự do kinh đến, hơn phân nửa là bị Tống Thư Hàng bay đầu pháp hù đến nàng gần nhất nhìn rất nhiều phim kinh dị, đối tương tự khủng bố kinh dị hình ảnh dị ứng. Tống Thư Hàng. Thông nương trong lòng tố chất có đôi khi thật sự rất mâu thuẫn, tức kiên cường đến đáng sợ, có thể trực diện một lần lại một lần tử vong thể nghiệm. Nhưng liền chết còn không sợ thông nương, lại sợ quỷ. Tống Thư Hàng đầu đem thông nương bắt lấy, trở về thân thể. Vật trang sức nhiều lắm a. Bạch Long tỉ tỉ thầm nghĩ trong lòng dưới tình huống bình thường, vật trang sức phần lớn là chuyện tốt. Phong phú vật trang sức, để Tống Thư Hàng vô luận đối mặt như thế nào địch nhân, đều có đỗi một đỗi vốn liếng. Nhưng vật trang sức quá nhiều, có đôi khi cũng rất không tiện. Tỉ như hiện tại, rõ ràng cùng Tô Thị A thập lục cùng một chỗ từ không trung giáng xuống là rất lãng mạn sự tình, nhưng bởi vì vây xem vật trang sức số lượng quá nhiều, cưỡng ép lãng mạn lời nói, tràng diện trong nháy mắt lại biến thành công khai tử hình. Muốn rơi xuống đất, thập lục, lúc này, Tống Thư Hàng nói khẽ. Nói xong, hắn đột nhiên đem Tô Thị A thập lục thân thể nhẹ nhàng đi lên ném đi. Sau đó dùng bàn tay nâng lòng bàn chân của nàng. Đồng thời tại Tống Thư Hàng dưới chân, có Hắc Liên phù hạ, đem hắn nâng. Bạch Long tỷ tỷ vẫn là xem thường Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thế nhưng là sáng tạo ra giới vậy chính thức nam nhân, cưỡng ép lãng mạn, công khai tử hình loại sự tình này, đối với hắn ra mặt tới nói, căn bản không thành vấn đề. Văn Châu Thị, Bạch Kinh Lộ, Tống Thư Hàng quê quán hậu viện. Mấy vị âm thầm bảo vệ nho ra đệ tử lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trên. Sau đó, bọn hắn liền thấy được một trắng một đen hai vị song sinh mỹ lệ tiên tử, mười ngón đan sen, từ trên trời giáng xuống. Mà tại cái này đối song sinh tử tiên tử sau lưng, thánh nhân chuyển thế bá Tống Huyền Thánh, chân đạp hoa sen, bàn tay ôn nhu nâng một vị nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo tiên tử, chậm rãi hạ xuống. Phong cảnh như vẽ. Thánh nhân chuyển thế bá Tống Huyền Thánh. Ẩn núp tại chỗ tối nho ra đệ tử kích động nhìn qua như tiên nhân giáng lâm bá Tống tiền bối, sau đó, bọn hắn yên lặng lui cách bá Tống nhà phụ cận, lui cách đến càng xa xôi, âm thầm thủ hộ nơi đây. Thánh nhân chuyển thế sẽ có một ngày muốn về nho ra, sở dĩ bọn hắn cũng không sốt ruột lấy hiện tại đi cùng bá Tống tiền bối tiếp xúc. Tại bá Tống tiền bối không có chính thức trở về nho ra trước, bọn hắn sẽ phụ trách yên lặng bảo vệ cẩn thận bá Tống tiền bối một thế này nhà, nhượng hắn không có nỗi lo về sau. Tống Thư Hàng tại hạ xuống thời điểm, cũng nhìn thấy âm thầm thủ hộ tại phụ cận nho ra đệ tử. Hắn yên lặng đem mấy vị này nho ra đệ tử bộ dáng ghi ở trong lòng, chuẩn bị tìm cơ hội cho mấy vị này nho ra đệ tử một số chỗ tốt. Mặc dù hắn không linh thạch, nhưng hắn hạch tâm thế giới vẫn có một ít có thể đem ra được bảo vật. Tỷ như ngâm trường sinh giả hoạt tuyền. Không đúng, tặng người làm lễ vật phải dùng hoạt tuyền thượng du tuyền thủy mới được. Trừ cái đó ra. Còn có một số hạch tâm thế giới thổ đặc sản, sau khi phục dụng có thể tăng cường linh lực, thần thức. Không được nữa, hắn còn có thể tự tay xử lý một bàn thiên kiếp thịnh yến chiêu đãi mấy vị này đệ tử. Tóm lại, không thể thua lỗ mấy vị này nho ra đạo hữu. Hắc Bạch Vũ Nhu Tử trước một bước hạ xuống, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục cùng thông nương theo sát phía sau. Sau khi hạ xuống, Vũ Nhu Tử duỗi nhẹ tay nhẹ nhàng ở trong hư không huy động, tay phải kết ấn. Giải khai bên người huyễn thuật trận pháp.
Tiếp lấy nàng lại thi triển cái tiểu pháp thuật, đưa nàng mình và tâm ma vũ nhu tử tóc cắt tỉa một lần. Linh khí nồng độ rất cao, thì pháp lúc tiêu hao giảm bớt rất nhiều. Vũ nhu tử nói khẽ. Tống Thư Hàng đánh giá nhà mình hậu viện. Trong sân thực vật bởi vì linh lực thúc đẩy sinh trưởng nguyên nhân, điên cuồng sinh trưởng. Thậm chí có vài cọng thực vật không theo mùa, ở cái này thời gian bên trong nở hoa kết trái. Trừ cái đó ra, nhà mình phụ cận thật không có chịu đến hắn ảnh hưởng, đây cũng là nho gia đệ tử âm thầm chiếu cố nguyên nhân. Mặt khác Tống Thư Hàng chú ý tới, tại ngoài phòng nhai đạo cây cột bên trên, ẩn giấu đi một số sơ giai ninh thần phù cùng tĩnh tâm phù. Những phù văn này trải rộng thành thị các ngõ ngách, có thể trình độ lớn nhất bên trên làm mọi người an tâm, giữ vững tỉnh táo. Dù cho đối mặt thiên địa dị biến cục diện, cũng không đến mức thất kinh. Xem bộ dáng là có tu sĩ xuất thủ, ổn định cục diện. Các nơi trên thế giới, đều có khác biệt thể hệ tu luyện giả xuất thủ. Hẳn là sớm có an bài. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói, nàng tại phụ cận thành thị cũng cảm ứng được tương tự thủ đoạn. Dạng này không thể tốt hơn. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đem Tô Thị A thập lục buông xuống, đi thôi, cha mẹ ta vừa vặn đều ở nhà ngốc lấy. Một hồi cũng tiết kiệm, ta còn muốn chia ra giải thích hai lần. Cái kia Tống tiền bối, ta liền đi về trước, ta tại chỗ, sẽ ảnh hưởng đến thúc thúc A-di trạng thái. Da đen vũ nhu tử nho nhã lễ độ nói. Nàng dù sao huyết thống thuần chính tâm ma, sự tồn tại của nàng sẽ ảnh hưởng đến người chung quanh cảm xúc, phóng đại nhân loại nội tâm mặt trái tình cảm. Tống Thư Hàng phụ mẫu chỉ là người bình thường, khẳng định không cách nào miễn dịch ảnh hưởng của nàng. Cũng đúng, vậy ngươi trước hết đến cái bóng của ta bên trong tới đi. Trên người của ta có công đức xà mỹ nhân thủ hộ, có thể trình độ lớn nhất triệt tiêu ngươi đối với người bình thường ảnh hưởng. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Da đen vũ nhu tử khẽ gật đầu, thân hình của nàng dung nhập vào Tống Thư Hàng cái bóng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi. Tống Thư Hàng đồng dạng giải khai mình và Tô Thị A thập lục trên người đơn giản huyễn thuật, móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Lúc này, Tống Mụ Mụ cùng Tống Ba Ba chính ân ái gắn bó ở trên ghế salon, xem lấy trong TV tin tức trực tiếp. Gần nhất hai ngày, các nơi trên thế giới đều đang phát sinh các loại biến hóa. Thực vật giống ăn kích thích tố một dạng sinh trưởng tốt, trong không khí phảng phất nhiều hơn một loại không nói ra được năng lượng. Khiến cho nhân loại cùng các loại sinh vật thể chất đại đại cường hóa. Thỉnh thoảng sẽ có một số quái sự, quỷ dị tình huống tại thành thị bên trong phát sinh. Trên tổng thể cho người ta một loại cảm giác, tựa như là nhân loại tiến hóa chìa khóa bị một lần nữa mở ra, một vòng mới tiến hóa sắp bắt đầu. Loại cảm giác này, không hiểu xuất hiện tại rất nhiều người trong lòng, vùng đi không được. Tại cái này một vòng mới tiến hóa, không chỉ là nhân loại, các loại sinh vật, thực vật. Đều tại tiến hóa danh sách bên trong. Nếu như không thể bắt lấy tiến hóa cơ hội, nhân loại sau này sẽ như thế nào, không ai biết được. Tốt tại Hoa Hạ địa khu, trên tổng thể còn duy trì yên ổn. Quốc gia đối thế giới biến hóa tựa hồ đã sớm chuẩn bị, tại các loại biến hóa vừa mới bắt đầu thời khắc, liền trước tiên ra mặt duy trì trật tự, cũng phong tỏa một số khu vực nguy hiểm. Lúc này tin tức đang tại truyền ra chính là một số khu vực nguy hiểm bị tĩnh hóa. Nguy hiểm đạt được bài trừ tin tức. Trừ cái đó ra, còn có một loạt phương án ứng đối, đang có đầu không lộn xộn ra sân khấu. Trên tổng thể cho người ta một loại ổn trọng, không hoảng không loạn cảm giác. Loại này không nói ra được trầm ổn cảm giác, làm mới đầu hốt hoảng mọi người cảm xúc bắt đầu tỉnh táo lại. Mặt khác, trên tin tức còn đề cập, gần nhất sẽ tổ chức vì gần đây bên trong mang thai mụ mụ nhóm làm kiểm trắc. Đăng ký mang thai hài tử tin tức đón lấy tới này trong một năm ra đời hài tử, đoán chừng sẽ có chỗ đặc thù. Lúc này, Tống Mụ Mụ lên tiếng hỏi, Thư Hàng bên kia, người trước kia gọi điện thoại xác nhận sao? Tống Ba Ba gật đầu nói, cái kia bên cạnh không có vấn đề, hắn cùng bạn cùng phòng đều rất an toàn, để cho chúng ta không cần lo lắng. Tống Ba Ba vừa dứt lời đâu, phòng khách cửa phòng liền bị đẩy ra. Sau đó, Tống Thư Hàng cùng hai vị khác biệt phong cách cô nương xinh đẹp cùng một chỗ tiến đến. Cha, mẹ, ta trở về. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười sán lạn. Nhìn thấy đột nhiên trở về Tống Thư Hàng lúc, Tống Ba Ba lại một mặt mộng bức. Ngươi tại sao trở lại? Tống Ba Ba nói, ta tối hôm qua gọi điện thoại cùng ngươi xác nhận qua, ngươi không còn đang trong trường học, cùng bạn cùng phòng ở một chỗ sao? Làm sao sáng sớm liền xuất hiện ở nhà? Ách, Tống Thư Hàng ngẩn người. Sau đó hắn lập tức hiểu được.
khẳng định là Thụ Yêu Khinh Vũ. Nàng còn tại trường học đóng vai lấy bản thân, rõ ràng bản thân lần trước cùng nàng nói qua, phải kết thúc học sinh thân phận. À, là Vũ Nhu Tử cô nương, còn có vị này là Tống Mụ Mụ cùng Tống Ba Ba khác biệt, nàng liếc nhìn chính là Tống Thư Hàng bên người hai cái mỹ nhân. Vũ Nhu Tử nàng đã từng thấy qua, chính là lần trước đem bản thân thông qua chuyển phát nhanh gửi qua tới thiếu nữ, cô nương này chân dài đến làm cho người xem qua khó quên. Bên phải vị này phong cách khác biệt thiếu nữ, nàng tựa hồ cũng có ấn tượng. A Di mạnh khỏe, thúc thúc tốt, Vũ Nhu Tử phất phất tay, lộ ra tiêu chuẩn linh điệp đảo thục nữ mỉm cười. Vũ Nhu Tử các ngươi đều biết, vị này Tô Thị A Thập Lục. Tống Thư Hàng nắm Tô Thị A Thập Lục, hướng Tống Mụ Mụ giới thiệu nói. A Di mạnh khỏe, Tô Thị A Thập Lục ngại ngùng nói, thúc thúc tốt. Cô nương này danh tự có điểm lạ, nhưng danh tự không quan hệ, dài đẹp mắt là được nha. Tống Mụ Mụ nhìn qua Tống Thư Hàng, lại nhìn Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên. Một sát na này, tại Tống Mụ Mụ trong đầu, đã não bổ xong một bộ yêu đương kịch truyền hình. Nhi tử trước kia còn tại trường học, hôm nay lại vội vàng mang theo hai cái cô nương về nhà, khẳng định là chuyện gì xảy ra. Tiếp lấy Tống Mụ Mụ lại liên tưởng đến trước đó trong tin tức nâng lên quan phương tại tổ chức, muốn cho gần đây bên trong mang thai mụ mụ nhóm làm thân thể kiểm trắc, đăng ký đón lấy đến trong một năm ra đời hài tử. Chẳng lẽ, Tống Mụ Mụ cảm giác mình nhìn thấu chân tướng. Nhưng chính là không biết, là chân dài thiếu nữ, vẫn là vị này nhỏ nhắn xinh xắn cô nương. Tống Mụ Mụ trước nhiệt tình chiêu đãi Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục nhập tọa nghỉ ngơi. Sau đó, nàng lặng lẽ đối Tống Thư Hàng ngoắc nói, tới, Thư Hàng ngươi qua đây. Tống Thư Hàng nghi ngờ đi vào Tống Mụ Mụ bên người. Thành thật khai báo, ngươi gần nhất có phải hay không làm ra nhân mạng tới? Tống Mụ Mụ hạ thấp giọng hỏi. Tống Thư Hàng không khỏi sững sờ. Hắn cái này sững sờ là sách giáo khoa chột dạ, dù sao bụng hắn bên trong vừa náo ra một cái mạng, Tống Mụ Mụ bên này lại không có chút nào phòng bị, cực kỳ đột ngột nhắc lên chuyện này. Sở dĩ xuất phát từ phản xạ có điều kiện, Tống Thư Hàng không khỏi liền sửng sốt một lát. Nếu không phải trong lòng của hắn đối bản thân mang thai việc này ly kỳ độ phi thường nắm chắc, cũng biết mụ mụ não động không thể lại lớn đến loại trình độ này, kém chút hắn liền muốn coi là Tống Mụ Mụ cùng hắn ở giữa có tâm linh cảm ứng. Không có chuyện, mụ mụ ngươi suy nghĩ nhiều. Tống Thư Hàng tỉnh táo lại về sau, hạ giọng nói. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục đều trong phòng khách ngồi đâu, các nàng đều là tu sĩ, thính lực bội bổng. Tống Mụ Mụ lôi kéo hắn nhỏ giọng nói chuyện. Trong phòng khách Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử đều nghe vào trong tai. Tống Mụ Mụ thở dài, dùng một loại phức tạp con mắt nhìn qua nhi tử. Ngươi nếu là không làm ra nhân mạng lời nói, vừa rồi cái này một cỗ chột dạ vị là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng vừa rồi cái kia sững sờ quá rõ ràng, sở dĩ dù là Tống Mụ Mụ không có đọc mặt thuật, cũng có thể đoán ra trong đó có bất thường vị địa phương. Nói đi, đừng che đậy, là cái kia chân dài Vũ Nhu Tử. Vẫn là lần này mang về Tô Thị A Thập Lục, Tống Mụ Mụ lần nữa hạ thấp giọng hỏi. Nàng và Tống Ba Ba ở phương diện này là lệch tương đối bảo thủ loại hình, không phản đối hài tử nhạt yêu đương, nhưng hy vọng hài tử tại trước khi kết hôn, không muốn làm ra nhân mạng tới. Tốt nhất có thể giống chính bọn hắn như thế, từ yêu đương đến hôn nhân, một đường không rời không bỏ. Nhưng nếu như, hài tử đã không cẩn thận ngoài ý muốn làm ra nhân mạng, cái kia nàng chỉ có thể hy vọng tận lực đi tìm đến một cái song phương, gia trưởng hai bên đều có thể tiếp nhận phương án, không muốn trốn tránh trách nhiệm. Đến lúc đó nhà gái phụ huynh phát biểu lời nói, hy vọng có thể tận lực lấy thành ý đến giảm xuống đối phương tức giận. Nàng hiện tại tương đối lo lắng chính là Tống Thư Hàng sợ hãi gánh chịu trách nhiệm, càng là che lấp, lại ngược lại đem sự tình làm lớn chuyện. Tống Thư Hàng gặp nhi tử không nói lời nào, Tống Mụ Mụ thở dài nói bổ sung. Ngươi nếu là nói không nên lời nói, ta liền bản thân tìm cái kia hai cái tiểu cô nương nói chuyện. Mà lại, người đã dẫn các nàng về nhà, trong lòng hẳn là chuẩn bị kỹ càng a. Tống Thư Hàng lúc này đều lắm điều không ra lời nói tới. Mụ mụ, ta nói đây hết thảy đều là trùng hợp, ngươi tin không? Đỉnh đầu hắn sở các chủ ngốc mau, bên hông bia đá đạo hữu, thể nội công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, tâm ma xích tiêu kiếm. Cùng nơi xa A Thập Lục trên cổ ẩn hình bạch long tỷ tỷ, đã toàn bộ tiến vào ăn uống xem kịch hình thức.
Sở các chủ ngốc mau dùng quần thể truyền âm pháp thuật cảm thán nói, mặc dù Thư Hàng không có ngốc đến bản thân hướng phụ mẫu thẳng thắn bản thân mang thai loại chuyện này, nhưng nội dung cốt truyện chung quy vẫn là tiến vào cái này một cái khâu. Không thể không cảm thán, vận mệnh kỳ diệu a. Như vậy hiện tại, bá tống đạo hữu muốn thế nào trả lời hắn mụ mụ? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Bia đá đạo hữu chuẩn bị bắt đầu đem một màn này thu xuống tới, đến lúc đó cho chủ nhân Bạch UU cùng vị kia hiện thế Bạch tiền bối cùng một chỗ phát một phần copy ảnh hưởng đi qua. Thân là pháp khí, hắn rất tẫn trách. Cái bóng bên trong da đen Vũ Nhu Tử đột nhiên nhãn tình sáng lên, truyền âm nhắc nhở, tống tiền bối, ngươi không phải muốn thừa cơ hướng phụ mẫu thẳng thắn tu chân sự tình sao? Ta cảm giác đó là cái thời cơ. Tống tiền bối, không bằng ngươi trực tiếp lấy mang thai vì điểm vào, hướng cha mẹ thẳng thắn, sau đó lại dẫn xuất tu chân cái đề tài này. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Tống mụ mụ nhìn đồng hồ tay một chút, lần nữa hạ thấp giọng hỏi. Trong phòng khách Tống ba ba cùng thê tử ở giữa tâm hữu linh tê, hắn bắt đầu nhiệt tình chiêu đãi Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A thập lục, còn cố ý đi ngâm Tống Thư Hàng lưu lại lá trà dâng lên, đồng thời âm thầm chú ý hai vị thiếu nữ thần sắc. Vũ Nhu Tử bưng lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, là linh mạch bích trà nha. Đúng, trà này gọi là danh tự, Tống ba ba mỉm cười nói. Vũ Nhu Tử đắc ý gật đầu nói, trà này hẳn là ta xào. Nàng đã từng tự tay xào qua một nhóm linh mạch bích trà lá trà, sau đó lặng lẽ cho Tống tiền bối gửi qua một nhóm. Trà này lá uống có linh điệp đảo khí hậu hương vị, sở dĩ hẳn là nàng tự tay xào không sai. Linh mạch bích trà theo gieo trồng khác biệt, ẩn chứa trong đó linh lực tự nhiên cũng sẽ có nhỏ xíu khác nhau. Không nghĩ tới ta xào trà kỹ thuật như thế bổng, Vũ Nhu Tử lại nhấp khẩu linh trà về sau, âm thầm vì chính mình điểm cái tán. Nàng cảm giác mình cái này xào trà kỹ thuật, đã bắt kịp phụ thân tiêu chuẩn. Tống ba ba nghe vậy, trong lòng hơi động, trà này lá lại là vị này Vũ Nhu Tử cô nương tự tay xào. Bên trên Tô Thị A thập lục nháy nháy mắt. Nàng đã từng đưa qua Tống Thư Hàng một bình lớn tích cốc đan, lại không nghĩ rằng cho Tống Thư Hàng người nhà chuẩn bị một số người bình thường cũng có thể sử dụng linh vật. Ở điểm này, nàng đích xác không cân nhắc chu đáo. Thế là... nàng âm thầm đem điểm này ghi xuống. Quay đầu nàng liền hảo hảo ngẫm lại trong sinh hoạt có nào có thể sử dụng đến đồ vật, một hơi đem Tống Thư Hàng nhà cho gom góp. Sau đó, nàng lặng lẽ xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hàng vị trí. Không chỉ có là Tống Thư Hàng trên người vật trang sức, A Thập Lục kỳ thật cũng rất tò mò, Thư Hàng sau đó phải trả lời thế nào. Trong phòng bếp, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, trong lòng có quyết định. Hắn cảm thấy da đen Vũ Nhu Tử đề nghị rất không tệ nếu là muốn hướng ba mẹ mình thẳng thắn tu chân chuyện này, như vậy thì thừa cơ, một hơi thẳng thắn đi. Đương nhiên, hắn không thể thật lấy bản thân mang thai loại chuyện này vì điểm vào. Cái này điểm vào quá kích thích, liền tu sĩ đều sẽ cảm giác hoang đường. Sở dĩ hắn hẳn là trước hướng cha mẹ giảng một chút liên quan tới tu chân sự tình, sau đó tiến hành theo chất lượng, đem chủ đề nắm giữ ở trong tay mình. Nắm giữ chủ đề quyền chủ động về sau, sẽ chậm chậm hướng Tống mụ mụ giải thích bản thân ngoài ý muốn mang thai sự tình. Rất tốt, cứ như vậy định, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Gặp nhi tử rốt cục quyết định, Tống mụ mụ lôi kéo hắn tiến phòng bếp. Sớm như vậy tới, ăn sáng xong sao? Tống mụ mụ hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời, đã tại nho ra nếm qua. Du ra khách sạn, các ngươi tối hôm qua ở cùng một chỗ. Tống mụ mụ nhỏ giọng hỏi. Không, không phải khách sạn. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, ta đem chuyện này, từ đầu tới đuôi cùng các ngươi giải thích một lần đi. Được, ta chuẩn bị điểm đồ ăn vặt, ngươi tại bên cạnh cùng ta kể. Tống mụ mụ nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, mẹ, thiên địa bên ngoài biến hóa, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy à. Cái này cùng các ngươi mang thai có quan hệ gì? Tống mụ mụ hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng gật đầu nói, thật là có điểm quan hệ. Thiên địa bên ngoài biến hóa là bởi vì thiên đạo sụp đổ nguyên nhân, mà hắn mang thai nguyên nhân cũng cùng thiên đạo có liên hệ, là bởi vì thiên đạo còn sót lại đạo khí nguyên nhân. Sở dĩ ngươi rốt cục thừa nhận mang thai, Tống mụ mụ hỏi ngược lại. Tống Thư Hàng, sáo lộ, nơi này cứ nhiên mai phục sáo lộ. Nói đi, là vị nào tiểu cô nương? Tống mụ mụ xoa xoa tay, hỏi. Chủ đề. Lại trở về nguyên điểm. Trong phòng khách uống trà Vũ Nhu Tử nín cười, nhẫn thật vất vả.
Tô Thị A Thập Lục cũng nâng chung trà lên, cúi đầu vểnh tai, lắng nghe trong phòng bếp Tống Thư Hàng mẹ con đối thoại. Mặc dù là mang thai, nhưng không phải mụ mụ trong tưởng tượng của ngươi như thế, vẫn là để ta từng bước một cùng ngươi giải thích đi. Trong phòng bếp Tống Thư Hàng thở dài. Tống mụ mụ ghét bỏ nói, đừng phiền toái như vậy, ngươi nói thẳng là ai liền tốt. Ta gần nhất tâm tính tuổi trẻ vô cùng, ngươi không cần sợ ta không tiếp thụ được. Đừng rông dài như vậy, ngươi coi như miêu tả một đoạn lớn quá trình, ta cũng không có hứng thú nghe. Vô luận nếu đổi lại là cái nào mụ mụ, đứng ở Tống mụ mụ hiện tại cái góc độ này, đều không có hứng thú nghe nhi tử giảng nói nhảm. Nhi tử tình cảm hí những chuyện này, có thể về sau lại bổ, hiện tại nàng chỉ muốn biết đáp án. Ta sợ ta nói thẳng quá trình, ngươi thật không tiếp thụ được. Tống Thư Hàng hỗ trợ từ trong tủ lạnh lấy ra một số nguyên liệu nấu ăn, đưa cho mụ mụ. Tống mụ mụ nghe vậy nhíu mày. Nhi tử rông dài như vậy, chính là không chịu nói là cùng cô nương nào náo động lên nhân mạng. Hơn nữa còn lặp đi lặp lại cho nàng phòng hờ, sợ hắn không tiếp thụ được sự thật. Hắn lấy cái này mạch suy nghĩ đi xuống, đáp án tựa hồ chỉ có một cái. Đúng vậy, lấy người bình thường mạch suy nghĩ để suy nghĩ lời nói, đáp án đã miêu tả sinh động. Thư Hàng, tại nước ta trùng hôn là phạm pháp, Tống mụ mụ nhíu mày nói. Nói thật, nàng thật sự không tiếp thụ được sự thật này. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, a, à, cái gì? Tống mụ mụ lặng lẽ ngắm nhìn trong phòng khách hai cái cô nương. Án lấy nhi tử manh mối một đường cân nhắc đi xuống, đáp án chính là. Hai cái đều có. Nàng không nghĩ tới con trai mình tại đại học biến hóa lớn như vậy. Không chỉ có bề ngoài biến hóa rất lớn, tính cách cũng biến hóa lớn như vậy. Phốc sở các chủ ngốc mau nhịn không được, dùng truyền âm công năng phát ra tiếng cười. Đợi đã, mẹ, người náo động đừng như vậy tốt đẹp sao? Tống Thư Hàng vội vàng khua tay nói. Tống mụ mụ sững sờ về sau, lại nhẹ nhàng thở ra, không phải. Nếu như trong phòng khách hai cái này cô nương đều mang thai lời nói, nàng liền thật sự không biết muốn thế nào xử lý loại tình huống này, nàng và Thư Hàng ba ba căn bản là không có cách xuất ra thành ý đi đối mặt nhà gái gia trưởng. Dĩ nhiên không phải a, Vũ Nhu Tử cùng A Thập Lục đều không có mang thai a. Tống Thư Hàng giải thích nói. Đều không có. Tống mụ mụ vuốt vuốt huyệt thái dương, cái kia mang thai chính là ai? Là ta, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, tuyệt vọng nói. Có trời mới biết chủ đề làm sao lưu một chút, vẫn là tiến triển đến một bước này. Nguyên bản hắn kế hoạch trước đem Tống mụ mụ đưa đến tu chân chủ đề bên trên, nắm giữ chủ đề quyền chủ động, sau đó lại giải thích các loại bởi vì sở dĩ đạo lý, cuối cùng đang cấp mụ mụ đánh hảo tâm lý dự phòng châm về sau, lại cùng nàng thẳng thắn mang thai chính là mình sự tình. Kết quả chủ đề căn bản không bị khống chế, một đường đột nhiên tăng mạnh. Hắn một bụng kế hoạch, toàn bộ hóa thành uổng công. Kết quả vẫn là đến một bước này a. Bạch Long tỷ tỷ thân thể đều co quắp. Sở dĩ ngay từ đầu trực tiếp thẳng thắn không phải rất tốt sao? Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Trong phòng bếp, hoàn toàn yên tĩnh. Tống mụ mụ. Tống Thư Hàng. Sau một lúc lâu, Tống mụ mụ đào đào lỗ tai, người mới vừa nói cái gì? Mang thai chính là ai? Là ta, người không nghe lầm, là ta, chính ta. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Ta không nhớ rõ bản thân sinh chính là nữ nhi. Tống mụ mụ nhìn qua nhi tử. Sở dĩ ta nói, người khẳng định không tiếp thụ được. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, hiện tại, có muốn nghe hay không nghe ta từ đầu tới đuôi cùng ngươi giải thích một lần quá trình. Ngươi biến tính, Tống mụ mụ cứ nhiên cũng bình tĩnh lại. Bắt đầu dùng trong đầu của chính mình thường thức đi giải thích nhi tử đáp án. Thế giới bên ngoài biến hóa, tin tưởng các ngươi đều thấy được đi. Tống Thư Hàng lần này không còn rơi vào mụ mụ nói chuyện phiếm tiết tấu, cưỡng ép ngoặt mở lời đề, đem chủ đề kéo vào đến bản thân tiết tấu bên trong. Tống mụ mụ nhẹ gật đầu, thế giới bên ngoài biến hóa, cùng ngươi có quan hệ. Hừm, đại khái có một nửa là bởi vì ta nguyên nhân. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Thiên đạo sụp đổ thời điểm, đúng là hắn lần thứ 5 giảng pháp thời điểm. Ở trước đó, thiên đạo cầu thôn phệ hắn còn sót lại nửa người dưới. Sau đó, liền sập. Tống mụ mụ. Loại cảm giác này muốn thế nào hình dung? Tống mụ mụ cảm giác mình đã tiếp không lên lời của con gốc dạ, thiên này không có cách nào hàn huyên. Thế giới bên ngoài biến hóa, mụ mụ các ngươi hẳn là cũng muốn nghĩ đến, thế giới này tồn tại một số thần bí đi. Tống Thư Hàng bắt đầu án lấy bản thân tiết tấu,
từ cạn đến sâu, từ từ nói tới. Mà ta, tại năm nay, nói đúng ra muốn đi năm, tiếp xúc đến những thứ này thần bí, tên là tu chân thần bí. Tống Thư Hàng nói đến đây lúc, không khỏi nhớ lại bản thân mới vào Cửu Châu Nhất Hào Quần lúc tràng cảnh, nhếch miệng lên. Trên thực tế, ta để ở nhà linh mạch bích trà, còn có những cái kia đặc thù tuyền thủy cùng tồn trữ ở nhà đặc thù gạo, đều không phải là phàm vật. Người cùng ba ba hẳn là có thể cảm giác được rõ ràng thân thể biến hóa. Chỉ là cho tới nay, các ngươi đều không có hướng phương diện kia suy nghĩ mà thôi. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Hoạt tuyền duyên thọ, linh mễ cùng linh mạch bích đồ ăn đều có thể ở một mức độ nào đó cường hóa thể chất. Loại hiệu quả này, đã tại Tống ba ba cùng Tống mụ mụ trên người đạt được thể hiện. Tống mụ mụ. Lượng tin tức thật lớn, lớn đến nàng trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói gì mới tốt. Nhưng là, nàng suy nghĩ kỹ một chút lời nói, thoáng bắt đầu có chút tiếp nhận bởi vì nàng đích xác, biến trẻ lại rất nhiều. Tống Thư Hàng trước đó dùng linh mễ, linh trà, hoạt tuyền âm thầm đặt cơ sở, là cái phi thường chính xác lựa chọn. Có những nguyên tố này làm giảm sóc về sau, Tống mụ mụ tiếp thụ, dễ dàng rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, nàng hiện tại vẫn như cũ có loại không chân thực cảm giác, tựa như là đang nằm mơ, trong mộng cùng nhi tử tại giao lưu. Sau đó, nói miệng không bằng chứng, ta chuẩn bị cho các ngươi nhìn một số chứng cứ. Sở tiền bối, hỗ trợ tại nhà ta bố trí một cái kết giới được chứ? Tống Thư Hàng nói. Sở các chủ ngốc mau, hừm, đã sớm bố trí thỏa đáng. Tống mụ mụ kinh ngạc nhìn qua nhi tử đỉnh đầu cây kia mau mau. Hơi suy nghĩ một chút về sau, nàng hỏi. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục, cũng không phải người bình thường. Trước kia nàng không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nếu như chỗ sâu suy tư một chút. Hai cái này cô nương danh tự, phong cách vẽ đều cùng người bình thường không giống nhau. Tống Thư Hàng đại trái tim, rất có thể di truyền tại mụ mụ. Tống mụ mụ bây giờ còn có loại mộng ảo cảm giác, nhưng nàng đại não đã bắt đầu tỉnh táo phân tích một số tin tức, chí ít không có đứng máy. Đúng thế, Tống Thư Hàng nói. Đến phòng khách tới đi, ta trực tiếp hướng ngươi cùng ba ba cùng một chỗ bày ra tiếp theo vài thứ. Đợi đã, Sở ngốc mau lên tiếng nói, ngươi không phải là muốn dùng trưởng tâm lôi à. Nếu như phải dùng trưởng tâm lôi lời nói, ta phải bổ sung điểm phòng ngự nhân tố. Tống Thư Hàng trưởng tâm lôi thế nhưng là thành phố cấp trưởng tâm lôi, thể tích to lớn vô cùng. Trong phòng thi triển lời nói, Sở các chủ liền phải bổ sung cái không gian hệ pháp thuật. Đương nhiên không cần. Tống Thư Hàng nói, cùng Tống mụ mụ đi vào phòng khách sau. Tống mụ mụ, Tống ba ba ngồi thành một loạt. Tống Thư Hàng đứng ở TV trước mặt. Tống tiền bối, bắt đầu ngươi biểu diễn. Vũ Nhu Tử hai tay chống cằm, hì hì cười nói. Vũ Nhu Tử một mặt nhảy nhót hình. Tô Thị A Thập Lục 10 ngón tương giao, đặt ở trên đùi, có chút khẩn trương. Mà bên cạnh Tống mụ mụ lúc này trạng thái. Đã hoàn toàn dựa vào nàng tâm tạng lớn đang chống đỡ mặt khác, trong óc nàng còn tại khổ sở suy nghĩ lấy liên quan tới mang thai cái này quấn không ra chủ đề. Thân là mụ mụ, nàng quả nhiên càng để ý việc này.